tôi muốn chép của ai thì chép, không muốn chép của ai thì không chép, sao? Việc của tôi cũng cần cậu chỉ huy sao? Sau khi chủ Ferrari xuống xe, Dương Dương đắc ý nói với Hạ Tưởng. Người anh em, đừng không phục thế, khoảnh này tao định đoạt, vẫn còn muốn tranh cao thấp với tao, mắt chó của mày mù rồi. Mắt chó của mày mới mù thì có. Quốc Hoa Thụy xông lên trước, không nói nhiều hướng về chủ chiếc xe Ferrari đạp một cái, thật không tiếc khí lực, chỉ một đạp tên đầu cua bị lùi ra xa mấy mét. Con mẹ mày, loại chó mèo gì thế, đến cả phó bí thư Hạ cũng bị bắt nạt sao? Bắc Kinh do nhà mày mở à? Tên đầu cua bị đánh mạnh, lăn trên đất mấy cái rồi nhận ra Quốc Hoa Thụy, vừa lúc y nhận ra Quốc Hoa Thụy, bị dọa sợ suýt đái ra quần. Chủ tịch Quốc, anh Quốc, sao lại là anh? Câu sau vẫn chưa nói ra thì đã bị một cái bạt tai, phỏng chừng người chịu uất là Quốc Hoa Thụy chứ không phải Hạ Tưởng, y đánh tên đầu cua một trận đã đời. Cảnh sát giao thông cũng trợn tròn mắt, y cũng nhận ra Quốc Hoa Thụy, cũng mới chỉ nói một câu. Chủ tịch Quốc Hoa Thụy hôm nay không biết chúng ta gì, dù sao thì khí không thuận, ngoái đầu lại nói. Cút bao xa thì cút. Lúc này còn vênh váo tự đắc trước mặt Hạ Tưởng, viên cảnh sát nghe Quốc Hoa Thụy nói một câu, đừng nói là viết vé phạt, vội vàng quay người chuẩn bị chạy, quả nhiên chạy hết sức mình, chuyển người là không thấy bóng dáng đâu. Cũng có lúc kẻ ác còn gặp kẻ ác hơn, thật đúng là chân lý. Hạ Tưởng cười ha ha. Hoa Thụy, cảm ơn, lần sau tôi mời cậu uống rượu. Quay người vẫy tay, tê ự nhiên như thế mà đi. Vừa mới lên xe, khi vẫn chưa đến nhà họ Ngô thì lại nhận được điện thoại của nha nội. Nha nội đã có ý mắng Quốc Hoa Thụy vài câu, sau đó lại khéo léo hỏi Hạ Tưởng, có muốn khai trừ viên cảnh sát kia không, lại còn tên đầu cua lái chiếc Ferrari, có muốn xử lý hắn một trận không? Hạ Tưởng không dám tiếp đón sự niềm nở của nha nội. Đừng nói hắn không phải là loại người ỷ quyền ức hiếp người, dù là thế, cũng không thể nhận sự giúp đỡ của nha nội đến ức hiếp người. Dẫu sao thì chỗ tốt của nha nội cũng cô dễ dàng nhận rồi, lại phải báo đáp gấp mấy lần. Hạ Tưởng khách khí cảm ơn nha nội, rồi đề xuất thời gian cố định thì ngồi với nhau, rồi sau đó mới đến nhà họ Ngô. Hạ Tưởng không chú ý đến là, khi hắn vừa mới rời đi, Bạch Khiết đã trốn sau một gốc cây, nhìn bóng dáng đầu cũng không quay lại của hắn. Vẻ mặt hiện lên rất là phức tạp, cũng không biết là ăn năn hay lại nghĩ đến cái gì, đôi mắt mơ màng, nước mắt không ngừng chảy. Cũng không biết là đã qua bao lâu rồi, cô ta mới tỉnh, nhìn thấy Quốc Hoa Thụy cũng đi rồi, mới từ sau gốc cây đi ra, một mình đi đến quán cà phê bên đường ngồi cả buổi, cuối cùng cũng gọi thông số điện thoại mà Hạ Tưởng cho cô. Gọi điện thoại rồi lại dập máy, cũng không biết Tôn Hiển Vĩ sao lại lừa dối Bạch Khiết. Dù sao thì sau khi Bạch Khiết nói chuyện điện thoại với Tôn Hiển Vĩ, không nói lời nào nữa thì đã rời khỏi quán cà phê, tự lái chiếc Audi A4, đi về phía nam thành phố Yến. Có lẽ, thân thể và tâm hồn của cô ta bị tổn thương, có thể ở trong vòng tay đã trải qua cuộc sống ê chề quá lâu của Tôn Hiển Vĩ, nhận được khá nhiều an ủi. Hạ Tưởng đến nhà họ Ngô, dừng xe cũng không có ai nghênh đón, giống như là hắn về nhà của hắn, mở cửa bước vào, cảnh vật vẫn như cũ. Sự suy yếu của mùa thu cũng không che đậy nổi sắc khí trong vườn nhà họ Ngô. Hạ Tưởng không hiểu phong thủy, nhưng khi hắn vừa vào nhà họ Ngô tức thì hắn liền biết, khí thế nhà họ Ngô vẫn thịnh vượng. Còn chưa tới cửa, thì đã nghe thấy tiếng cười từ bên trong vọng ra. Hạ Tưởng cũng nên về rồi, tôi đợi cậu ta hơn nửa tiếng rồi. Vốn dĩ định để mai cùng với Thu Thật mời cậu ta ăn cơm. Hôm nay vừa hay lại có thời gian rảnh, nên đến ngay sợ không kịp gặp cậu ta. Hạ Tưởng thực sự giật mình, thật là cấp bách không nhịn nổi. Lẽ nào sự việc đã cấp thiết đến tình trạng thế này rồi? Từ trong tâm mà nói, Hạ Tưởng không muốn đi lĩnh Nam, không phải là nhát gan, cũng không phải là không có chí tiến thủ, mà nguyên nhân căn bản nhất là vẫn không muốn nghĩ đến chuyện của tỉnh Tề, có đầu không có đuôi. Hắn muốn tự tay kết thúc âm mưu của Tần Khản, nên một nhiệm kỳ ở tỉnh Tề, làm phó bí thư tỉnh ủy nên có chút cống hiến. Vốn dĩ phó bí thư tỉnh ủy là công việc nghiên cứu, không thể thể hiện thành tích trên phương diện chính trị và kinh tế được. Trên chính trị, có hào quang của bí thư tỉnh ủy, trên kinh tế, có trách nhiệm của chủ tịch tỉnh. Hắn ở trí thứ ba, cái khởi lên là tác dụng ổn định của sự chuyển tiếp. Chính là một nhịp cầu vô cùng quan trọng. Một lần làm quan là tạo phúc một phương không phải là khẩu hiệu, hô khẩu hiệu thì dễ. Ngày ngày tuyên truyền lên tin tức thời sự cũng dễ.
nhưng con mắt của nhân dân thì sáng như tuyết, đánh đen trừ ác cũng tốt, thu hút đầu tư cũng tốt, thậm chí là Khâu Nhân Lễ nếu muốn tỉnh Tề thành tỉnh mạnh thứ hai về kinh tế, trong nước xây dựng một khuôn mẫu tỉnh Tề cũng tốt, tất cả thành tích chính trị, nếu không thể đầy đủ chu đáo khiến nhân dân cảm thấy thiết thực về nâng cấp chất lượng cuộc sống, trật tự xã hội vững vàng, vật giá tăng lên theo cơ chế, giá nhà ổn định hạ xuống, như thế, vi, thì chính là giả dối phồn vinh. Cảm nhận về cuộc sống của nhân dân mới là thành tích chân thật, không phải là các quan viên tự đánh chống tự thổi kèn về GDP và phương thức khuôn mẫu. GDP và khuôn mẫu nếu không thể chuyển hóa vì chuẩn mực cuộc sống của nhân dân mà nâng lên. Chẳng qua là vầng sáng dưới sự phản chiếu của đèn flash mà thôi. Hạ tưởng vì trách nhiệm, không thể ngay hướng đi phát triển tổng thể tỉnh Tề mà xác định tư tưởng chỉ đạo, đó là công việc của nhân vật số một bí thư tỉnh ủy, cũng không thể ra sức thu hút đầu tư, lập ra chính sách kinh tế, quyền lực của chủ tịch tỉnh là ở chỗ đó, do đó, hắn có thể hóa giải thế tiến công của Tần Khản, có thể vì Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân tạo ra hoàn cảnh chính trị ổn định, thì cũng là thành tích to lớn nhất của hắn ở tỉnh Tề. Có lẽ tất cả những gì hắn đã làm không thể nhân dân đều biết hết, có thể thành tích chính trị đều quy về bên Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân. Nhưng hắn vẫn như cũ lén lút làm tốt việc thuộc trách nhiệm, bởi vì nguyên tắc của hắn là thế. Tất cả đấu tranh chính trị mà không được ảnh hưởng đoàn kết ổn định đã đề ra từ trước, càng không được hy sinh lợi ích của nhân dân đề ra từ trước. Vẫn còn có một điểm, Tần Khản thật lòng muốn trêu tức Hạ Tưởng. Hạ Tưởng hôm nay đã chuẩn bị tốt việc nói chuyện với Ngô Tài Dương và ông cụ Ngô về vấn đề đi hay ở. Bởi vì vẫn chưa có thái độ chính thức của Tổng Bí Thư trước đó, thái độ của Ngô Tài Dương và ông cụ Ngô mới là quan trọng nhất. Bởi vì bất luận lúc đầu là ai thúc đẩy việc hắn đi lĩnh Nam. Phái bình dân ủng hộ, phái phản đối có cơ hội cũng tận dụng. 100% là thái độ ủng hộ, bởi vì nhóm người ở quân khu Dương Thành muốn xuống tay với hắn, lại là khả năng của phái phản đối. Nếu Ngô Tài Dương lại gật đầu, nói không chừng Tổng Bí Thư cũng biết thời biết thế mà gật đầu. Như thế, chuyện này có thể đã ngã ngũ, hắn không đủ sức xoay chuyển cục diện nữa. Do đó, bất luận Ngô Tài Dương và ông cụ Ngô có thái độ gì, thuyết phục họ khiến hắn ở lại tỉnh Tề mới là điều then chốt nhất. Lại không nghĩ rằng, Trần Hạo Thiên lại đuổi được đến nhà họ Ngô trước hắn một bước để nói chuyện với Ngô Tài Dương, thật là áp sát từng bước, Hạ Tưởng không nói nên lời, lắc đầu cười một cái. Là nên vui mừng tính quan trọng của bản thân, hay là nên than vãn với thế lực khắp nơi xuất phát từ các điểm khác nhau nhưng mục tiêu không ngờ nhất trí đưa hắn vào nước sôi lửa bỏng. Vừa vào cửa thì nhìn thấy Ngô Tài Dương ngồi trên, Trần Hạo Thiên ngồi dưới đang nói chuyện say sưa. Thấy Hạ Tưởng đi vào, Ngô Tài Dương chậm rãi chuyển người rồi gật đầu, Trần Hạo Thiên liền đứng dậy đón chào. Cùng là ủy viên Bộ Chính trị, Ngô Tài Dương xếp danh ở phía trước Trần Hạo Thiên. Nhưng luận về mức nổi tiếng có sức ảnh hưởng đến giới chính trị trong nước, Trần Hạo Thiên chẳng kém hơn Ngô Tài Dương là mấy. Dẫu rằng làm quan lớn tổng đốc tuần phủ của tỉnh mạnh thứ nhất về kinh tế trong nước, Trần Hạo Thiên nổi bật ở trong truyền thông trong nước, so với trưởng ban tổ chức trung ương Ngô Tài Dương có thể nói nổi bật hơn. Cũng suy cho cùng lĩnh Nam là tỉnh mạnh nhất về kinh tế, sức mạnh một tỉnh, có thể bằng giá trị tổng sản lượng của nhiều quốc gia. Chẳng qua đối với sự đứng dậy đón tiếp của Trần Hạo Thiên, Hạ Tưởng lại không cảm thấy vì sủng ái mà lo sợ, mà là tiếp nhận sự chủ động đón tiếp nhiệt tình của Trần Hạo Thiên. Không biết bí thư Trần đến, muộn chút nữa thật là có lỗi. Trần Hạo Thiên cười một tiếng. Không sao, tôi vẫn kiên trì đợi cậu, mới thể hiện chút thành ý. Cộng sự với một người thân là bí thư tỉnh ủy viên Bộ Chính trị, thân là phó bí thư kém hai cấp bậc, rõ ràng là áp lực không nhỏ, đồng thời cũng khiến cho nhiều công việc không được dễ dàng triển khai. Nhưng cũng chính là bởi vì Trần Hạo Thiên thân là ủy viên Bộ Chính trị, cấp bậc quá cao, có nhiều việc ngược lại không thể trực tiếp nói ra miệng, mà nhiều trường hợp không thích hợp chủ tịch tỉnh xuất hiện làm công việc, có một trợ thủ đắc lực có thể thu được hiệu quả ngồi mát ăn bát vàng. Nhất là khi Hạ Tưởng không chỉ trẻ mà còn chín chắn. Những gì hắn đã làm ở tỉnh Tề, đã khắc sâu vào tim Trần Hạo Thiên, vì thế, Trần Hạo Thiên trong lòng luôn cấp bách, cũng mới 3 phần chân thành, 3 phần thành tâm. Tự nhiên là làm cho Ngô Tài Dương thấy, thêm 4 phần thiết tha cũng là vì lôi kéo Hạ Tưởng. Hạ Tưởng chú ý tới ông cụ Ngô không có mặt, trong lòng bình tĩnh, lại ngấm ngầm quan sát vẻ mặt Ngô Tài Dương, nhìn không ra khuynh hướng của Ngô Tài Dương, lại từ từ an tâm. Ngồi ở phía sau, khách khí vài câu, Trần Hạo Thiên vẫn cứ ngay thẳng như trước đây.
Tôi chân thành muốn mời Phó Bí Thư Hạ đến Lĩnh Nam làm việc. Kỳ thực với Hạ Tưởng thân phận là Phó Bí Thư Tỉnh ủy, với Trần Hạo Thiên địa vị là Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương. Vốn dĩ không cần dùng dáng vẻ như thế với Hạ Tưởng, thậm chí sau khi trực tiếp vận động và triển khai trong Bộ Chính trị, nộp tờ giấy điều lệnh là có thể khiến cho Hạ Tưởng rời khỏi tỉnh Tề đi nhận nhiệm vụ ở Lĩnh Nam. Nhưng Trần Hạo Thiên trong chuyện này là gióng trống khua chiêng muôn biết ý kiến của Hạ Tưởng, lại còn trực tiếp trịnh trọng muốn mời mọc. Không chỉ là làm trò mà cũng đích thực khao khát Hạ Tưởng đến Lĩnh Nam giúp ông ta một tay. Cho dù cách đổi nhiệm kỳ của năm sau chỉ đến chưa đầy một năm, nhưng có khi nửa năm ngắn ngủi ấy lại có thể thay đổi tình hình, huống hồ thời gian gần một năm, biến số cũng có rất nhiều, như là năm đó từ 7 ủy viên tăng lên thành 9 ủy viên, chính là một lần cục diện thay đổi nằm ngoài dữ liệu. Hạ Tưởng đắn đo nói một câu khiêm tốn. Cảm tạ sự yêu mến của Bí Thư Trần, nhưng mà tôi tự nhận thấy tài hèn sức mọn, lại còn công việc ở tỉnh Tề còn nhiều vấn đề còn sót lại. Theo ý nguyện của mình tôi mà nói vẫn hy vọng làm việc trước sau vẹn toàn, cũng tốt đối với tỉnh Tề đối với nhân dân tỉnh Tề, có một lời giải thích. Hạ Tưởng khéo léo nói, nhưng ý biểu đạt thì lại kiên định, từ chối lời mời của Trần Hạo Thiên. Trần Hạo Thiên sững sờ một lúc, bất đắc dĩ nhìn Ngô Tài Dương một lúc. Ngô Tài Dương cũng không động đậy gì, khẽ mỉm cười, không biết là tán đồng với cách nói của Hạ Tưởng hay là phụ họa với đề nghị của Trần Hạo Thiên. Tuy nhiên Trần Hạo Thiên hiển nhiên không thể bị Hạ Tưởng nói một câu mà lui, ông ta gật đầu nói. Cách nghĩ của cậu thật phù hợp với hiện thực khách quan, điểm xuất phát cũng rất chính xác, nhưng hiển nhiên cậu đã tự đánh giá thấp năng lực của bản thân. Đại cục của tỉnh Tề đã định, tại một tỉnh tương đối ôn hòa và bảo thủ. Dựa vào năng lực và trình độ cầm quyền của cậu, ở tỉnh Tề có tài mà không phát huy được, lại không có đất dụng võ, lúc nãy tôi còn nói với Phương Dương, Hạ Tưởng như một cái lò xo, áp lực nhiều bao nhiêu thì năng lượng của nó nhiều bấy nhiêu, luôn có thể tạo nên kỳ tích. Hạ Tưởng cũng phải thừa nhận lời nói của Trần Hạo Thiên không những có tính cổ vũ mà còn có tính kích động, thật là một cao thủ trong công tác chính trị, nếu là trước kia, lời nói dạng này có thể đã làm hắn cảm động rồi, nhưng bây giờ thì không thể rồi. Hạ Tưởng của bây giờ, trên chính trị đã trưởng thành hơn nhiều rồi, càng biết bên con đường nào là thích hợp nhất cho bản thân. Người khác đã dày công sắp xếp đường đi, dù sao là ý đồ của người khác, không phải sự thể hiện chính xác suy nghĩ trong ý tưởng của bản thân, muốn thực hiện kế hoạch và lý tưởng trong tim, muốn đi con đường khác nhau của quan lộ, Hạ Tưởng không thể nghe theo bất kỳ sự bố trí nào của người khác. Hơn nữa, hắn không phải là người lãnh đạo quốc gia. Không thể người thì ở tỉnh Tề mà tâm ở khắp thiên hạ, càng không thể ở đâu có lửa thì đi dập lửa ở đó. Kẻ bơi tốt chưa chắc không bị dìm bởi nước, thường đi dập lửa cũng có ngày thành con thiêu thân bay vào lửa. Bí thư Trần thật đã đề cao tôi quá rồi, kỳ thực tôi chỉ là may mắn một chút mà thôi, làm gì có thể vượt qua năng lực của nhiều người. Hơn nữa dù cho là như lò xo, thường xuyên bị tăng sức ép thì cũng quá sức. Hạ Tưởng vừa khách khí vừa kiên trì. Dường như Trần Hạo Thiên rất có lòng tin thuyết phục được Hạ Tưởng. Tôi và Thu Thật cũng có trao đổi qua vấn đề này, ý của Thu Thật cho rằng việc cậu đi Lĩnh Nam cũng là một lựa chọn đúng đắn. Lúc nãy tôi cũng trao đổi qua với Tài Dương về quan điểm này, Tài Dương về nguyên tắc cũng đồng ý để cậu rời tỉnh Tề. Ngô Tà Dương về nguyên tắc đồng ý hắn rời tỉnh Tề. Hạ Tưởng ném cái nhìn đầy nghi ngờ về phía Ngô Tài Dương. Ngô Tài Dương gật đầu nhẹ. Tranh thủ rời khỏi trước khi họp Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc vào năm tới, cho dù là đi đâu, khí hậu tỉnh Tề đã không còn thích hợp nữa rồi. Lời của ông ta tương đối trung tính, chỉ nói việc rời đi chứ không nói đến hướng đi, rõ ràng không biểu đạt hoàn toàn cùng chung nhận thức với Trần Hạo Thiên. Hạ Tưởng thầm thở một hơi nhẹ nhõm, cũng may, ước nguyện ban đầu của Ngô Tài Dương chưa thay đổi, chỉ muốn hắn có thể rời tỉnh Tề, tin vào sự sắp xếp của Ngô Tài Dương hay là bằng lòng hắn đi Bắc Kinh. Mà không phải đi vào Lĩnh Nam đây bão táp. Đi Lĩnh Nam thà lưu lại tỉnh Tề còn hơn. Trần Hạo Thiên vẫn cực kỳ kiên nhẫn khuyên nhủ. Ý của tôi đã rõ ràng rồi, Hạ Tưởng, Tài Dương, hai người suy xét một chút, có lẽ Hạ Tưởng cô hiểu nhiều về tôi, nhưng Tài Dương lại là người hiểu rõ về cách đối nhân xử thế của tôi không phải là kiểu người đối xử tệ với bạn bè. Vừa ngồi được một lúc, Trần Hạo Thiên cáo từ ra về. Chẳng qua là lúc gần đi thì lại nói đến đề nghị cùng ngồi với Cổ Thu Thật, hiển nhiên ông ta vẫn có thể tiếp tục thúc đẩy Hạ Tưởng đi nhận việc ở Lĩnh Nam. Hạ Tưởng cũng không từ chối được, đành phải đồng ý cùng Trần Hạo Thiên gặp mặt với Cổ Thu Thật. Trần Hạo Thiên vừa đi, ông cụ Ngô từ trên lầu chậm rãi đi xuống,
dường như là cố ý tránh mặt Trần Hạo Thiên, ông cụ đến trước mặt Hạ Tưởng và nói. Đi, ra sân ngồi chút. Lúc này ý thu đang đậm, lại là đang buổi sáng, ánh nắng mặt trời lại tốt, phơi nắng thu cũng là một sự lựa chọn không tồi. Ông cụ Ngô quay đầu lại nhìn Ngô Tài Dương một cái. Tài Dương, con cũng đến đây. Hạ Tưởng trong lòng căng thẳng, có lẽ là lần đầu ngồi cùng ông cụ Ngô và Ngô Tài Dương, chính là muốn chứng minh hôm nay ông cụ Ngô có một việc rất quan trọng muốn nói. Sân nhà họ Ngô, tuy không như nhà có sân to mà rộng lại cổ kính, nhưng lại có nhiều tinh xảo, bàn ghế trong sân cũng là lựa chọn công phu của đồ gỗ gia dụng, ngồi dưới gốc cây keo, câu đầu tiên của ông cụ Ngô đã nêu rõ chủ đề. Trần Hạo Thiên muốn vào đảng, có ba vấn đề khó cần giải quyết, Hạ Tưởng. Nếu cháu cảm thấy cháu có năng lực thay ông ta san sẻ thì cháu nên đi lĩnh Nam. Ở Bắc Kinh, nơi giao nhau của dãy Yên Sơn và núi Đại Hành, dù có bốn mùa rõ rệt, nhưng vì tình trạng sói mòn gần đây, khí hậu thất thường trở nên nghiêm trọng, mùa xuân có bão cát, mùa thu thời tiết âm u, còn mùa đông vừa khô vừa lạnh. Trong cả năm, những lúc tiết trời dễ chịu quả là không nhiều. Thật hiếm có được một ngày thu dễ chịu như hôm nay. Gió nhẹ, nắng ấm. Dưới ánh mặt trời mùa thu lúc gần trưa, ánh nắng quả thật rất dễ chịu, lại không có cảm giác khô hanh. Một lá cây nhẹ nhàng buông xuống, thong thả đậu trên vai Hạ Tưởng. Hắn với tay lấy xuống, ngắm nghía cái lá đỏ trong tay mình, tự nhủ, lá đỏ ở Hương Sơn hẳn là đẹp. Ngẫu nhiên liên tưởng chút ít, nhưng lại nhanh chóng quay trở lại hiện tại. Vì cơ trí bao năm của ông cụ Ngô cùng hắn xem xét tình thế, Hạ Tưởng mượn việc Trần Hạo Thiên để phân tích đại cục của nhiệm kỳ tới. Vị trí của Quan Viễn Khúc và Đại Phục Thịnh là ổn định nhất, có lẽ sẽ không có thay đổi gì, lần lượt là vị trí thứ nhất và thứ ba, ngoài hai người này, vẫn còn trống 7 vị trí ủy viên thường vụ. Ngô Tài Dương cũng xem như đứng thứ nhất, chỉ cần ông cụ Ngô còn khỏe, chỉ cần thế lực gia tộc không tan rã trong một đêm, thì gần như chẳng gì cản nổi Ngô Tài Dương vào thường vụ. Mà việc thế lực gia tộc tan rã trong một đêm, trừ khi thiên hạ đại loạn mới có thể xảy ra. Vì vậy, Ngô Tài Dương nhất định có thể vào thường vụ. Ngô Tài Dương còn có một ưu thế là, ông ta là trưởng ban tổ chức trung ương. Mặc dù ông ta không cùng phe với Tổng Bí Thư, nhưng đã nắm trong tay ban tổ chức trung ương, lại thêm quan hệ mật thiết với Tổng Bí Thư, cũng khiến ông ta được Tổng Bí Thư tín nhiệm. Nhất là với tiền đề là mối quan hệ tốt đẹp từ trước đến nay của Tổng Bí Thư và thế lực gia tộc. Vì vậy, theo như Hạ Tưởng được biết, việc Ngô Tài Dương vào cục cũng là sự thật mười mươi. Huống chi thế lực gia tộc lại đang nỗ lực lớn mạnh hơn, càng huống hồ, còn cả Quan Viễn Khúc lên đài. Nhưng sau khi Ngô Tài Dương vào thường vụ rồi, đảm nhiệm chức vụ gì thì không dễ đoán được. Với suy đoán của Hạ Tưởng, có thể sẽ là phó chủ tịch nhà nước. Có thể nói, Hạ Tưởng quen ông cụ Ngô mười mấy năm nay, trong các nhiệm kỳ quan trọng của Trung ương, trước nay ông cụ chưa hề hé răng tiết lộ nửa lời, cũng chưa hề một lần trực tiếp nói chuyện đó với hắn. Hôm nay, rốt cuộc vì việc của Trần Hạo Thiên mà đưa vấn đề quan trọng mà quốc gia sắp phải đối mặt, chính thức nói với hắn. Cũng phải nhìn thẳng vào nhiệm kỳ mới này, vì nó liên quan tới chính trị sau này của quốc gia, cũng sẽ gắn bó chặt chẽ với lợi ích của Hạ Tưởng. Cũng còn một điểm, còn liên quan tới kế sách lâu dài sau này của Hạ Tưởng. Tôi vốn không muốn đến lĩnh Nam, cũng chẳng cho rằng mình có thể giúp Bí Thư Trần giải quyết khó khăn, chủ ý ban đầu của tôi vẫn là ở lại tỉnh Tề. Hạ Tưởng cũng biết ông cụ nói như vậy, chẳng phải trách gì hắn, mà là dẫn dắt vào chủ đề chính. Ông cụ Ngô khẽ gật đầu. Ngay từ đầu tôi cũng nghĩ cậu đến lĩnh Nam sẽ lập một chiến tích lớn, sau khi thiết lập mối quan hệ tốt với Trần Hạo Thiên, một khi y gia nhập thường vụ, cậu lại có thêm một người giúp đỡ trong ủy viên thường vụ. Vì việc này, lão cổ luôn gọi điện tới, thậm chí chạy tới chuyện trò với tôi khá lâu, suýt chút nữa tôi bị ông ta thuyết phục rồi. Lão cổ có thể thuyết phục ông cụ Ngô, Hạ Tưởng không tin, ông cụ nói thế cũng là giữ thể diện cho lão cổ. Nhưng nghĩ lại, nhiệm kỳ sau, có Quan Viễn Khúc, Ngô Tài Dương, lại cả ấn tượng của Đại Phục Thịnh về cậu cũng khá tốt. Có ba ủy viên thường vụ ủng hộ cậu cũng đủ rồi, cậu còn muốn thế nào nữa? Hạ Tưởng cười, hắn thực sự chẳng muốn thế nào, lẽ nào lại muốn một nửa số ủy viên thường vụ ủng hộ hắn? Thật hoang đường, ngay cả với thế lực của Tổng Bí Thư. Muốn chiếm được nửa số ủy viên thường vụ, cũng gần như khả năng là rất ít, trừ phi Tổng Bí Thư lùi một bước để đổi lấy cái ghế chủ nhiệm ủy viên thường vụ. Hạ Tưởng chăm chú nghe, không nói lời nào, vì hắn biết với cấp bậc và tầm nhìn của hắn hiện tại,
phân tích và hiểu về thời cuộc còn thua kém ông cụ. Ông cụ là người thế nào? Cả đời tung hoành quan trường, cũng từng là một trong các ủy viên thường vụ, giờ đây lại nắm giữ thế lực gia tộc, đối với việc nhìn nhận hướng đi chung của quốc gia, dĩ nhiên thấu đáo và lâu dài hơn hắn. Trần Hạo Thiên đối mặt với ba khó khăn lớn, không có khó khăn nào nhẹ nhàng cả, để cậu đến Lĩnh Nam, là muốn để cậu giúp anh ta giải quyết hai vấn đề trước. Ông cụ khó mà thoải mái khi nói đến chuyện quốc gia đại sự, lại để Ngô Tài Dương ở đây, chính là còn có thâm ý sâu xa. Khó khăn đầu tiên là, giờ đây Lĩnh Nam chiến tranh loạn lạc, đầu đầu cũng khói lửa. Nếu cậu đi, việc đầu tiên là làm nhân viên cứu hỏa. Với Hạ Tưởng, việc cứu hỏa đã quá quen thuộc, nhưng trước đây chỉ là những đám cháy nhỏ. Lửa, bây giờ là đại hỏa, rất dễ dẫn lửa thiêu thân. Vì lửa trước đây chỉ là sự đấu đá trong giới hạn phó chủ tịch trở xuống, còn giờ đây trực tiếp liên quan tới việc tranh cử vào thường vụ. Ai chống lại, đối phương nhất định không thể để yên. Khi ở tỉnh Tương, còn có người dám hạ sát, vậy ở Lĩnh Nam, nghĩ cũng không cần phải nghĩ, lại càng giết không tha. Khó khăn thứ hai là, cán bộ địa phương ở Lĩnh Nam, cấu kết rất chặt chẽ. Cán bộ địa phương ở Lĩnh Nam, giống như thế lực địa phương tỉnh Tề, cấu kết lại thành một thế lực vô cùng lớn. Kỳ thật Hạ Tưởng ít nhiều cũng hiểu về tình hình Lĩnh Nam, so với hiện tượng lạ người tỉnh Tề thế lực chính trị tỉnh Tề, ở Lĩnh Nam tuy biểu hiện không rõ ràng lắm, nhưng cũng có rất nhiều sắp xếp khiến cho người ta phải suy nghĩ. Ví dụ Trung ương từ trước đến nay không hề bổ nhiệm người Lĩnh Nam giữ chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Lĩnh Nam, mà thường phân công người Lĩnh Nam đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh. Hơn nữa, người Lĩnh Nam có phong tục tập quán và rất nhiều nguyên nhân lịch sử không tiện nói rõ, ý thức độc lập rất mạnh, riêng vấn đề tiếng nói Lĩnh Nam đã từng trở thành một vấn đề chính trị. Mà người Lĩnh Nam lại không ngay thẳng như người tỉnh Tề, làm việc hàm xúc mà nội liếm, tuy cấu kết, nhưng khiêm tốn mà ôn hòa, lại là một sự hùng mạnh chân thật, cho nên, so với thế lực địa phương tỉnh Tề, càng dễ đối phó hơn. Có lẽ Trần Hạo Thiên cũng nghĩ giữa hắn và thế lực địa phương tỉnh Tề đã có thể nói chuyện với nhau, lại có thể cân bằng mối quan hệ hai bên, nên mới nhận định hắn đến Lĩnh Nam có thể làm tốt chức vụ. Quả thật, Hạ Tưởng cũng không tự coi nhẹ mình, nếu hắn đến Lĩnh Nam, cũng có thể quan hệ rất tốt với các cán bộ địa phương, cũng chắc chắn làm được nhiều việc. Nhưng hắn vẫn không thể đến Lĩnh Nam. Vì người tỉnh Tề và người tỉnh Yến có điểm giống nhau, đều là tính cách phương Bắc, dễ tiếp xúc, thậm chí tỉnh Tương mặc dù cũng coi như thuộc Giang Nam, nhưng người tỉnh Tương cũng ngay thẳng. Người Lĩnh Nam thì khác, người Lĩnh Nam là điển hình của người phương Nam, đất nơi nào thì nuôi người nơi ấy, tính cách và cách xử sự cũng có khác biệt lớn với người phương Bắc. Ngay cả Trung ương cũng không giải quyết tốt vấn đề Lĩnh Nam, nếu như xét lịch sử sâu xa hơn, Lĩnh Nam trong lịch sử từng yêu cầu nền độc lập riêng. Nếu Hạ Tưởng đến Lĩnh Nam, với hai khó khăn trên, hắn quả thật có thể thay Trần Hạo Thiên xoa dịu đi ở một mức nhất định. Nhưng vấn đề là, hắn phải trả giá toàn bộ sức lực và sự mạo hiểm chính trị nhất định, mà kết quả chưa chắc sẽ như hắn mong muốn. Nói cách khác, chưa chắc là kết quả mà hắn muốn. Có thể gặt hái cũng rất nhiều, song không chắc đó là kết quả hắn cần, cho nên, hắn vẫn chưa muốn đi Lĩnh Nam. Sự cấu kết của cán bộ Lĩnh Nam cũng là một trong những khó khăn trước mắt của Trần Hạo Thiên. Cũng do sự cấu kết của các cán bộ Lĩnh Nam mới khiến cho Trần Hạo Thiên như bị vây giữa đám cháy, chữa xong bên này lại cháy bên kia, anh ta rất mệt mỏi tìm cách ứng phó. Nhưng quan hệ của Phó Bí thư tỉnh ủy đương nhiệm với Trần Hạo Thiên dường như cũng bình thường, còn về mối quan hệ của Chủ tịch tỉnh và Trần Hạo Thiên thế nào, Hạ Tưởng cũng không thể hiểu hết được. Nhưng câu kế tiếp của ông cụ Ngô đã làm hắn thông suốt. Chủ tịch tỉnh Lĩnh Nam phải thay đổi rồi, nhưng hiển nhiên Trần Hạo Nhiên không hài lòng. Anh ta còn muốn đổi một phó bí thư, dẫu sao xử lý một vài việc gây cháy, vai trò của phó bí thư sẽ lớn hơn. Trấn an lòng dân, tuyên truyền chính sách, chủ tịch tỉnh không thể ra mặt, một phó bí thư đắc lực có thể ra tay ứng phó với những áp lực từ bên ngoài thay cho Trần Hạo Thiên. Cho nên, anh ta gấp rút muốn tìm một trợ thủ trẻ quá tài. Để bảo vệ Trần Hạo Thiên, Trung ương thực sự đã bỏ không ít sức lực, ngay cả chủ tịch tỉnh cũng đã đổi để mở đường cho anh ta. Mà nghĩ lại cũng đúng, chủ tịch tỉnh đương nhiệm cũng đến tuổi nghỉ rồi, nên lý do thay thế cũng chính đáng. Mà áp lực từ bên ngoài, vừa chỉ cái khác của tỉnh khác, vừa chỉ những đối thủ muốn cạnh tranh vào thường vụ khác. Trước mắt, ủy viên Bộ Chính trị ở địa phương, ngoài Trần Hạo Thiên, còn có bí thư thành ủy Bắc Kinh, bí thư thành ủy Hạ Giang,
Bí thư Thành ủy Sơn Thành và Bí thư Thành ủy Tân Thành đều có thực lực vào thường vụ. Trong đó, tuổi của Bí thư Thành ủy Bắc Kinh đã chạm mốc giới hạn vào thường vụ, khả năng gia nhập là rất nhỏ, về cơ bản có thể loại ngay từ đầu. Còn Bí thư Thành ủy Sơn Thành, tuy về cục diện chính trị trong nước, sự quan trọng của Sơn Thành không kém gì Lĩnh Nam, nhưng Bí thư Thành ủy Sơn Thành dám làm dám chịu. Trên chính trường đang tiến những bước rất ổn định, còn về kinh tế cũng có những bước tiến linh động, khiến Sơn Thành trở thành thành phố hoa lệ trong nước, con người cũng trở thành minh tinh chính trị. Trước đây, lần lượt đã có 5 ủy viên thường vụ Bộ Chính trị đến Sơn Thành thị sát, giống như đang dùng cuộc thị sát của chính mình để bỏ một phiếu tán thành cho việc tranh cử vào thường vụ của Bí thư Thành ủy Sơn Thành vậy. Bí thư Thành ủy Hạ Giang thì chẳng cần phải nói, là một thành phố trực thuộc Trung ương có sức ảnh hưởng trong cả nước. Từ trước đến nay thành phố Hạ Giang luôn là tâm điểm của Trung ương, so với Lĩnh Nam chỉ có hơn chứ không kém. Còn tình hình chính trị cũng phức tạp hơn Lĩnh Nam, nhưng tuổi tác của Bí thư Thành ủy Hạ Giang cũng đã chạm mốc giới hạn vào thường vụ, khả năng vào thường vụ cũng giảm đi đáng kể. Trên thực tế, Bí thư Thành ủy Tân Thành vẫn luôn im tiếng, nhưng lại là ứng cử viên sáng giá cho cái ghế thường vụ. Bởi không những Bí thư Thành ủy Tân Thành là một nhân vật nòng cốt của phe phản đối, hơn nữa lại rất có thực lực. Mấy năm nay Tân Thành như bị tách biệt hẳn, vừa không nói gì để tạo thanh thế, cũng không nhắc đến mô hình Tân Thành gì. Thậm chí trong những năm gần đây, tin tức trong nước cũng gần như không hề nhắc đến Tân Thành. Nhưng phía sau những gì bên ngoài, năm nay, cán bộ cao cấp Trung ương đã từng đến thăm Tân Thành. Lãnh đạo cấp cao đi thanh tra bất kỳ một tỉnh thành nào đều có ý nghĩa chính trị cực kỳ quan trọng, là sự khẳng định về mặt chính trị, là sự ủng hộ về mặt kinh tế. Cho dù có tin tức truyền thông gì hay không, thì bản thân nó cũng có ý nghĩa rất lớn rồi. Trần Hạo Thiên muốn nắm lấy một vài nhân vật then chốt trong bộ chính trị ở địa phương, khó khăn là không nhỏ. Nhưng nhìn nhận của ông cụ Ngô rốt cuộc tinh tường hơn hẳn so với Hạ Tưởng, đã chỉ ra một trong ba khó khăn lớn nhất mà Trần Hạo Thiên phải đối mặt. Khó khăn lớn nhất của Trần Hạo Thiên khi muốn gia nhập thường vụ là vấn đề tuổi tác. Thời gian buổi trưa đến rất nhanh. Ánh mặt trời buổi trưa vàng óng cũng khiến cho người ta cảm thấy nóng hơn. Sau khi uống liên tiếp vài chén trà, trên trán Hạ Tưởng cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Ngô Tài Dương vẫn chưa có gì, sắc mặt vẫn rất bình thường, ông cụ Ngô càng thong dong thư thả, không cho Hạ Tưởng đụng tay vào, tự rót cho mình một chén trà. Mặc dù trà đã nhạt, nước chỉ còn ấm ấm, ông vẫn thưởng thức được vị ngon như thường lệ, dường như trà nhạt thì dư vị sẽ thấm lâu hơn. Giống như một câu nói rất bình thường cũng khiến người ta phải cảm thấy chấn động. Ông cụ Ngô nhìn thấu thế sự, Trần Hạo Thiên cũng hiểu khó khăn nhất của anh ta khi muốn vào thường vụ đang nằm ở đâu, chỉ có Hạ Tưởng vẫn còn khá mơ hồ. Nhưng sau khi thấm thía lời nói của anh cụ Ngô, Hạ Tưởng mới giật mình hiểu ra, mới hiểu được việc Trần Hạo Thiên mời hắn đến Lĩnh Nam, còn có dụng tâm rất sâu xa. Không phải vì hắn thực sự có thủ đoạn biết phối hợp, là điểm để các thế lực giao lưu, mà vì hắn còn khá trẻ. Không sai, dùng tuổi trẻ của hắn để làm nổi bật tuổi trẻ của Trần Hạo Thiên. Bởi vì khó khăn lớn nhất của Trần Hạo Thiên khi vào thường vụ chính là vì tuổi trẻ của anh ta. Trần Hạo Thiên còn khá trẻ, nếu như sang năm thuận lợi vào thường vụ, cũng là người trẻ tuổi nhất, mà quy luật bất thành văn là 67 tuổi là tuổi tối đa vào thường vụ, nhưng thời gian tham gia thường vụ không lâu. 70 tuổi, về căn bản là không thể tham gia thường vụ được nữa. Trong số những ủy viên chính trị có đủ tư cách lý lịch để gia nhập thường vụ trong nhiệm kỳ mới này, không loại trừ có khả năng có một cấp vượt qua ủy viên Bộ Chính trị, trực tiếp lấy thân phận ủy viên quốc vụ mà vào thường vụ, nhưng khó khăn khá lớn. Ngoài Đại Phục Thịnh ra, Trần Hạo Thiên là người trẻ tuổi nhất. Đại Phục Thịnh nhất định vào thường vụ, bởi vì là một người tổng bí thư tận lực bồi dưỡng, cương vị làm người kế nhiệm tổng bí thư của Đại Phục Thịnh, sớm đã được định từ mấy năm trước. Trần Hạo Thiên và Đại Phục Thịnh sinh cùng năm, Đại Phục Thịnh nhất định phải vào thường vụ, Trần Hạo Thiên thân là người cùng một phe, thì nguy hiểm tương đối nhiều. Bởi vì với độ tuổi của Trần Hạo Thiên, nếu đúng ý nguyện năm sau vào thường vụ, nói không chừng phải đảm nhiệm ba nhiệm kỳ. Sự việc có vẻ trở nên phức tạp, vì Trần Hạo Thiên không phải là người được lựa chọn kế nhiệm, đảm nhận ba nhiệm kỳ thì lý lịch cũng tương đối dày rồi. Mà tình hình chính trị trong nước từ trước đến nay đều có một nguyên tắc bất biến. Trừ việc phải duy trì sự cân bằng tinh tế và để cho các phái hệ bằng lòng ra, thì việc chiếu cố cho các đồng chí lão thành hơn một chút đảm nhiệm một nhiệm kỳ thường vụ, cũng là điều hợp tình hợp lý. Cũng tức là khả năng Trần Hạo Thiên phải hoãn lại một nhiệm kỳ,
trước tiên đến Bắc Kinh đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc một nhiệm kỳ, sau đó nhiệm kỳ sau quay lại gia nhập thường vụ cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên dựa vào biểu hiện của Trần Hạo Thiên để xem xét, lại dựa vào sự nhắc nhở của ông cụ, Hạ Tưởng Hiểu, e rằng những người muốn Trần Hạo Thiên lui lại một nhiệm kỳ không phải là ít. Nhưng với hành động vội vàng lôi kéo hắn đến lĩnh Nam của Trần Hạo Thiên thì biết, Trần Hạo Thiên không muốn nhường bước. Cũng đúng, nhường bước trên lĩnh vực chính trị dường như từ sau Nghiêu, Thuấn, Vũ trở đi, hình như không còn ai có thể đạt được mức độ đạo đức cao như thế nữa. Hạ Tưởng có thể hiểu được tâm tư của Trần Hạo Thiên, nếu như nhường bước trong nhiệm kỳ này, nhiệm kỳ sau tình thế ra sao vẫn còn chưa rõ, không bằng bây giờ cứ ngồi lên vị trí này, chỉ cần ngồi lên thì khó mà xuống được. Nhưng nếu bây giờ không ngồi lên được thì ai dám chắc nhiệm kỳ sau có thể ngồi lên? Không ai có thể đảm bảo. Cho nên nếu bây giờ hắn đi lĩnh Nam, không những có thể giúp Trần Hạo Thiên lập công, diệt hỏa trừ nan, mà còn có thể mượn sức gió đông. Gió đông ở đây là sự hỗ trợ từ phía thế lực gia tộc, chính là ưu thế của tuổi trẻ của hắn, chính là mối quan hệ phức tạp từ khắp nơi của hắn. Không đề cập đến mối quan hệ giữa hắn với phe bình dân đã đến mức độ bất hòa nhất định, nhưng mối quan hệ của hắn với phe phản đối đã có dấu hiệu hòa hoãn, tạm thời vẫn có khả năng bắt tay, bởi vì lập trường của hắn ở tỉnh Tề hiển nhiên rất có hiệu lực với phe đối lập. Hơn nữa dựa vào ưu thế tuổi trẻ của hắn, Trần Hạo Thiên có thể dùng để chứng minh, chứng tỏ tư tưởng lựa chọn nhân tài không theo một quy định khuôn mẫu nào của Trần Hạo Thiên, hoàn toàn phù hợp với chính sách chọn cán bộ trẻ tuổi tài giỏi của Trung ương dịp gần đây, cũng tạo dựng thêm ưu thế cho Trần Hạo Thiên vào thường vụ. Kế sách một công đôi việc thật sự rất thông minh. Có thể là để cho Hạ Tưởng hiểu và phân tích hướng đi của cục diện chính trị từ nay về sau, ông cụ Ngô sau khi đưa ra vấn đề, thì không nói thêm lời nào nữa, điềm nhiên ngồi uống trà, mắt mơ màng nhìn lên trời xanh. Trời, xanh đến mức làm cho con người ta cảm thấy trống trải, xanh đến mức người ta cảm thấy bất an, nhưng cũng làm cho tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Ngô Tài Dương cũng không nói gì, nhưng y cũng không uống trà, chỉ ngồi im. Ba người ngồi đối mặt nhau, chỉ nghe tiếng gió xào xạc bên tai, gió mãi thổi giữa trời suốt mấy ngàn năm nay, không cần quan tâm đến thế gian khó khăn và lòng người bất bình, thỏa sức đi lại giữa lịch sử và thời gian. Hạ Tưởng cũng không ngừng như con thoi đưa qua đưa lại giữa hiện thực và tương lai. Cũng không biết là cứ thế bao lâu, có người đứng ở phía xa xa hỏi vọng xem có thể ăn cơm chưa, ông cụ Ngô mới sực tỉnh, vẫy vẫy tay trả lời. 10 phút nữa nhé. 10 phút. Đủ để Hạ Tưởng nghĩ thông suốt nhiều chuyện. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Bí Thư Trần không phải ai khác, mà chính là bản thân y. Hạ Tưởng nghĩ thông suốt một tình tiết then chốt trong đó, hắn đi lĩnh Nam, ưu điểm là có thể rèn luyện bản thân tốt hơn. Có kinh nghiệm chính trị ở lĩnh Nam, đối với con đường sau này, cũng là một bài học quan trọng cần phải có. Nhưng điểm xấu là, nếu ở lĩnh Nam hắn dùng sức quá mạnh, sẽ đắc tội với những nhân vật lớn là đối thủ cạnh tranh trong cuộc đua vào thường vụ của Trần Hạo Thiên. Và mối quan hệ hòa hoãn vừa mới được thiết lập với phe phản đối, cũng có thể vì thế mà lại rơi vào sự căng thẳng. Lại thêm mối quan hệ bên ngoài hòa hoãn bên trong căng thẳng với phe bình dân, chỉ cần một chút vô ý, lần này hắn đi lĩnh Nam, sẽ lại đâm đầu vào áp lực mà phe phản đối và phe bình dân liên kết tạo ra, đúng là đưa mình vào miệng cọp. Bởi vậy, Hạ Tưởng đưa ra một kết luận kiên định không đi cũng được. Không đi cũng được. Ngô Tài Dương sau một lúc trầm mặc, cuối cùng cũng lên tiếng. Tôi nghĩ, cậu thực ra có thể đến Bắc Kinh an cư 1-2 năm, vừa hay nội các chính phủ cũng đang chống một ghế phó trưởng ban thư ký. Hạ Tưởng không khỏi giật mình, phó trưởng ban thư ký nội các chính phủ cũng là cấp phó bộ, nhưng những công việc mà vị trí đó đảm nhiệm, cũng gần giống với trưởng ban thư ký tỉnh ủy các tỉnh. Đề nghị của Ngô Tài Dương không phải là để cho hắn đến phục vụ Chủ tịch Quốc hội, mà là phục vụ Đại Phục Thịnh. Nếu như hắn đoán không sai, nếu hắn đến nội các chính phủ đảm nhận chức trưởng ban thư ký, chắc chắn sẽ là phó ban thư ký của Đại Phục Thịnh. Mà năm sau Đại Phục Thịnh thăng chức chính bộ, hắn cũng có thể được thăng một chức, được chính thức đãi ngộ như lãnh đạo cấp bộ. Đãi ngộ cho phó trưởng ban thư ký nội các chính phủ cấp chính bộ, cũng có tiền lệ. Nhưng Hạ Tưởng lần này lại có sự cố chấp trước nay chưa từng có. Hắn không muốn rời tỉnh Tề lúc này. Bởi vì hắn biết, Ngô Tài Dương cũng vậy, lão cổ cũng thế, sắp xếp đường đi cho hắn, không cần biết là đi lên bằng cách nào, đều có cùng mục đích nham hiểm giống nhau, đều là để trốn tránh một cửa khó khăn nhất của thế cục năm sau,
đó là không muốn hắn vì thế cục cuối cùng của tỉnh Tề mà làm loạn với phe bình dân đến mức không thể hòa hoãn được. Suy cho cùng vẫn phải hòa hoãn. Ăn cơm, chuẩn bị dọn cơm. Ông cụ vẫy vẫy tay. Quyết định cuối cùng là ở cậu, tốt hay xấu chắc chắn cậu đều biết rõ cả rồi, còn vấn đề gì nữa không? Nếu không còn, chúng ta đi giải quyết vấn đề cái bụng đã nào. Bộ trưởng Ngô Sang Năm là phó chủ tịch nước hay là bí thư thường vụ, hay là... Hạ Tưởng nhân cơ hội này bèn hỏi câu mà trước nay ôm mãi trong lòng. Theo tiền lệ thăng từ cấp bộ trưởng bộ tổ chức trung ương lên ủy viên thường vụ, lại dựa vào thế lực và kinh nghiệm công tác của Ngô Tài Dương ở địa phương, nếu ông ta vào thường vụ, sẽ không xếp hạng ở vị trí quá cao. Ban thường vụ quốc hội, phó chủ tịch nước, hiệu trưởng trường đảng là chức vụ hợp lý nhất, nhưng cũng có khả năng là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật trung ương. Hạ Tưởng vừa dứt lời, ông cụ và Ngô Tài Dương nhìn nhau. Rồi cùng cười ha ha. Ông cụ lắc lắc đầu. Không nói, bây giờ không thể nói cũng không biết phải nói thế nào. Ngô Tài Dương lại có vẻ thích thú hỏi. Cậu hy vọng tôi sẽ đảm nhiệm chức vụ gì? Hạ Tưởng cũng cười, suy nghĩ một chút. Tất nhiên trường hợp thứ nhất là tốt rồi. Trường hợp thứ nhất còn có thể kiêm nhiệm luôn hiệu trưởng trường Trung ương Đảng, có liên quan đến công việc của Ngô Tài Dương hiện nay, cũng có lợi cho Ngô Tài Dương trong việc tạo thế lực. Bồi dưỡng thế hệ tiếp theo gia nhập Trung ương Đảng. Ngô Tài Dương chỉ cười không trả lời, ngược lại còn đưa ra một câu đố khác, T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Thế cậu thử nói xem, người đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Tổ chức Trung ương tiếp theo sẽ là ai? Hạ Tưởng suy nghĩ một lúc, rồi trả lời. Mấy nhiệm kỳ Bộ trưởng Bộ Tổ chức Trung ương trước, ảnh hưởng thế lực quá mạnh. Nhiệm kỳ sau có lẽ là một người nào đó đứng giữa các thế lực lên nhậm chức, bởi vì người kế nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Tổ chức Trung ương còn nhiều trọng trách, phải gánh vác được trọng trách tuyển chọn và bồi dưỡng người nối nghiệp. Được, không tồi. Ông cụ cười ha ha. Con mắt của cậu bây giờ càng ngày càng biết nhìn xa trông rộng, ngày càng có cảm giác tầng lớp rồi đấy. Tôi nghĩ, dù gì thì tôi cũng đợi sau khi cậu vào cục rồi mới nhắm mắt, cần phải tận mắt nhìn thấy con đường sau này. Xem cậu đi có ngày càng vững vàng hơn, quyết đoán hơn hay không. Lúc ăn cơm, không có người ngoài, Ngô Tài Dương cũng ra mặt tiếp khách, cũng coi như là một bữa cơm quây quần của nhà họ Ngô. Ông cụ rất thích thú, khó có cơ hội cùng Hạ Tưởng bàn luận chuyện quốc gia đại sự, càng hiếm gặp khi nói nhiều, lại chủ động đưa ra vấn đề. Theo tôi, ban thường vụ nhiệm kỳ tới là 9 người hay là 7 người, bây giờ vẫn chưa tiện nói. 9 người thì hơi nhiều. Không có lợi cho việc xây dựng xã hội hài hòa. Chỉ cần nói nhiều một chút, liền ầm ĩ, rôm rả hẳn lên. Một khi ầm ĩ lên rồi, thì không dễ khống chế được nữa. Chế độ 9 người là kết quả cân bằng của mọi năm, cũng là kết quả đặc thù của thời kỳ chính trị đặc thù, chưa chắc đã bất lợi cho sự phát triển của xã hội, nhưng chắc chắn có nhiều hạn chế hơn là chế độ 7 người. Nếu thực sự khôi phục chế độ 7 người, e rằng đại kế gia nhập thường vụ của Trần Hạo Thiên sẽ thất bại. Trần Hạo Thiên không muốn rút lui thì cũng phải rút lui, dù sao anh ta cũng vẫn còn trẻ. Vào lúc quyết định, người trẻ tuổi cần phải nhường người già, cho dù không vừa lòng, nhưng xét ở góc độ chính trị và công bằng mà suy nghĩ thế cục, 7 ghế ủy viên thường vụ bộ chính trị, Trần Hạo Thiên chắc chắn không thể đạt được vị trí nào. Nói cách khác, nếu như Hạ Tưởng đi lĩnh nam theo mong muốn của Trần Hạo Thiên, đợi đến khi Trần Hạo Thiên gia nhập thường vụ thất bại, lại quay về Bắc Kinh, việc hắn đi lĩnh nam. Không những phải trả giá nhiều, mà không thu được lợi lộc gì. Sau khi nói chuyện với ông cụ Ngô và Ngô Tài Dương, Hạ Tưởng quyết định không đi lĩnh Nam, cho dù rời khỏi tỉnh Tề, đến nội các chính phủ đảm nhiệm vị trí phó trưởng ban thư ký một thời gian, cũng tốt hơn việc đánh cược khi đi đến lĩnh Nam. Chỉ là buổi chiều xảy ra một chuyện, khiến Hạ Tưởng lại chìm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ăn cơm chưa xong, ông cụ nghỉ trưa, Hạ Tưởng cũng muốn nằm nghỉ một lát. Nhưng Ngô Tài Giang lại nói có chuyện cần bàn với hắn. Thực ra khi mới vào nhà họ Ngô, Hạ Tưởng lọt vào mắt Ngô Tài Giang đầu tiên, có thể nói Ngô Tài Giang là người dẫn đường đưa hắn vào nhà họ Ngô. Nhưng sau đó Ngô Tài Giang vì tiền đồ của Ngô Tài Dương, từ vị trí chủ tịch tỉnh lui về sống ở Bắc Kinh, thì gặp gỡ giữa Hạ Tưởng và Ngô Tài Giang ngày càng ít đi. Thậm chí khó đến nỗi rất ít khi ngồi nói chuyện cùng nhau. Không phải vì Ngô Tài Giang và Hạ Tưởng muốn tránh mặt nhau. Mà vì cả hai ai cũng bận việc của mình, ngày càng có ít việc để cả hai có thể ngồi cùng nhau bàn bạc. Hơn nữa xa mặt cách lòng,
dần dần giữa hai người trở nên xa lạ một chút. Cũng bởi vì việc Ngô Tài Dương thu nhận Hạ Tưởng, cùng với việc Hạ Tưởng đường đường chính chính vào nhà họ Ngô, lại thêm địa vị của Hạ Tưởng ngày càng cao. Còn Ngô Tài Giang gần như hoàn toàn rút khỏi chốn quan trường, cho nên tiếng nói chung giữa họ ngày càng ít đi. Nhưng thú thật, từ trước đến nay, Ngô Tài Giang vẫn luôn dõi theo Hạ Tưởng, chưa có phút nào rời xa. Sự quan tâm của ông ta đối với Hạ Tưởng, không kém gì Ngô Tài Dương và ông cụ. Chỉ là ông ta rất ít nhắc đến mà thôi. Hôm nay đột nhiên muốn nói chuyện với Hạ Tưởng, liền tranh thủ thời gian yên tĩnh sau giờ cơm trưa, cùng Hạ Tưởng đàm đạo. Từ sâu thẳm trong tâm, tình cảm của Hạ Tưởng dành cho Ngô Tài Giang cũng rất sâu sắc, không chỉ vì lúc hắn mới bước vào con đường quan chức, hay khi quan hệ giữa hắn và nhà họ Ngô trở nên gay gắt, Ngô Tài Dương đều hết mực quan tâm chăm sóc hắn. Hơn nữa Ngô Tài Giang là người đầu tiên trong nhà họ Ngô khiến hắn cảm thấy thân thiết. Từ trước đến nay hắn luôn dùng chức danh để xưng hô với Ngô Tài Dương, còn với Ngô Tài Giang, hắn dùng cách xưng hô thân thiết mà tôn kính, chú ba. Cùng Ngô Tài Giang ôn lại chuyện cũ, nói chuyện phiếm, vừa nhắc lại chuyện từ trước kia đến bây giờ, vừa tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai. Suốt cả buổi trưa hôm ấy, Hạ Tưởng đều giữ thái độ ôn hòa với Ngô Tài Giang, cuộc chuyện trò kéo dài rất lâu, nhưng cũng rất ý nghĩa, làm cho hắn hâm nóng lại những tình cảm tốt đẹp ngày xưa với Ngô Tài Giang. Ngô Tài Giang không lo lắng, cũng chẳng quan tâm về hướng đi sau này của Hạ Tưởng, chỉ hy vọng hắn có thể bước từng bước đi thật kiên định, không phụ lại niềm kỳ vọng của những người tín nhiệm hắn. Hạ Tưởng xúc động, Ngô Tài Giang đã điềm đạm ôn hòa hơn trước đây rất nhiều, dường như ông đã sang bên kia đỉnh dốc cuộc đời, đã thấy được những bước cuối. Ông chỉ từng bước bước theo những bước đã định sẵn, không để xảy ra những điều ngoài ý muốn, cũng bởi vậy cuộc sống của ông đã không còn những cảm xúc mãnh liệt và ước mơ. Cũng tốt, nhà họ Ngô cũng đang cần một người không gây rắc rối, không tham vọng, tâm tính điềm tĩnh để kế nghiệp đế quốc kinh tế của nhà họ Ngô. Hiện tại Ngô Tài Giang đang là lựa chọn tốt nhất, ai có thể ngờ được, một Ngô Tài Giang nhảy hết việc này sang việc khác ở Bắc Kinh năm xưa, giờ đây lại điềm tĩnh khiến người ta như được mở rộng tầm mắt. Buổi chiều, Hạ Tưởng vốn định đi thăm Thiếu Giai, nhân tiện gặp Tùng Phong Nhi một chút, tặng cho cô món quà trong buổi hôn lễ ngày kia. Hắn tất nhiên phải tặng một món quà lớn cho Hứa Quan Hoa, nhưng tặng là tặng, hắn vẫn còn một món quà khác muốn tặng Tùng Phong Nhi nhưng không may vừa đúng lúc đó, Tào Thù Lê lại gọi điện đến nói là cô Tề có việc cần gặp hắn. Cô Tề được xem như bề trên của hắn, bề trên lên tiếng rồi, Hạ Tưởng tất nhiên không thể không nghe, đành lái xe đi. Sau đó gọi điện cho Tiếu Giai, nhờ Tiếu Giai chuyển quà đến cho Tùng Phong Nhi. Quà thì Hạ Tưởng đã chuẩn bị xong. Đó là một miếng ngọc được chạm cảnh sơn thủy hữu tình, giá trị không lớn. Nhưng cụ thể đáng bao nhiêu tiền, hắn cũng không rõ, bởi vì đó là của cổ ngọc. Khi Hạ Tưởng đề xuất yêu cầu nhờ cổ ngọc giúp đỡ chuẩn bị một món quà để tặng cho hôn lễ của Tùng Phong Nhi, cô vui mừng nhận lời, đích thân sang tận Myanmar, chọn nơi có ngọc thượng hạng, sau đó còn đưa cho sư phụ của cô đích thân chỉnh lại, chạm khắc sơn thủy ở hai bên để tặng cho Tùng Phong Nhi. Nghìn sơn vạn thủy giữa vị trí trung tâm trên một miếng ngọc, là ngụ ý trong lòng cũng là đất trời bao la, Hạ Tưởng hy vọng cuộc sống của Tùng Phong Nhi và Hứa Quan Hoa, cũng như núi cao biển rộng. Trên đường đi, sau khi đã làm được nhiều việc tuy nhỏ nhưng cần phải đích thân làm, cuối cùng đã đến nơi hẹn với Tào Thù Lê một trang viên phong cảnh đẹp vô cùng, trong lành, lại yên tĩnh, cái tên cũng rất hay, khu thanh tâm. Người ta chỉ khó có được sự thanh tĩnh, mới theo đuổi cái thanh tĩnh. Giống như những kiến trúc được xây dựng trong thành phố thiếu nước, đều đặt tên có nước có mây có trăng có sông. Hầu như lộ rõ ngay phẩm vị, nhưng thực ra lại là chứng tỏ một mặt thiếu sót. Hạ Tưởng được nhân viên phục vụ đứng đón sẵn trước cổng dẫn vào bên trong, bước những bước nhẹ nhàng trên con đường mòn đầy cỏ xanh, tiếng gió và chim hót líu lo bên tai, quả thực là một chốn có thể tồn tại thanh tâm nhã trí. Vào trong một cái đình nhỏ, chung quanh đều là nước, một mặt có cầu gỗ thông ra đường mòn. Hạ Tưởng bước lên cây cầu, các nhân viên phục vụ dừng ở đây, không đi lên trước nữa. Hắn bước lên cây cầu gỗ dẫn vào đình rung lên từng nhịp cót két, vén rèm lên vào trong, còn chưa kịp nói gì, đã ngây người. Hạ Tưởng cứ nghĩ cuộc gặp mặt ngày hôm nay, chỉ có Tào Thù Lê và cô Tề. Cùng lắm là có thêm hai đứa trẻ đến góp vui, không ngờ ngoài Tào Thù Lê, cô Tề, Hạ Đông và Tiểu Linh cũng ở đó, ngoài ra còn có thêm một người nữa. Y lúc này ngồi ngay chính giữa, một đứa bé ngồi trên đùi, đang cầm một miếng hoa quả, gương mặt y toát lên nụ cười hiền lành,
so với vẻ mặt nghiêm túc, uy nghiêm khi xuất hiện tại các cuộc họp, quả thật đúng là hai người hoàn toàn khác nhau. Đó chính là Tổng Bí Thư. Hạ Tưởng quả thật không ngờ, hôm nay vốn là buổi tụ hội gia đình, tại sao Tổng Bí Thư cũng xuất hiện ở đây? Chẳng phải Cổ Thu thật nói muốn sắp xếp một cuộc gặp mặt giữa hắn, mà hôm nay lại gặp Tổng Bí Thư trong cuộc tụ tập gia đình này, là ý gì? Hạ Tưởng lúc ấy có chút kinh hãi, Tổng Bí Thư đã chú ý đến sự có mặt của hắn, vừa cười vừa nói với hắn. Hạ Tưởng đến rồi à? Ngồi đi. Ông chỉ nói với Hạ Tưởng một câu, rồi lại tiếp tục đùa với Hạ Đông. Hạ Đông thật đúng là biết làm người khác vui, chẳng trách Tiểu Linh ngày ngày đều muốn ở cùng Hạ Đông. Tối qua Tiểu Linh còn nói, sau này lớn lên sẽ làm vợ của Hạ Đông, ha ha, tôi còn cười nó không biết xấu hổ. Hạ Tưởng đã không còn cách nào để miêu tả tâm trạng của mình nữa rồi, mấy lần gặp mặt Tổng Bí Thư, đều là trong trường hợp chính thức. Tổng Bí Thư mặc dù rất thân thiện, nhưng dù sao cũng là nghiêm túc có thừa mà dịu dàng thì không đủ. Còn hình ảnh Tổng Bí Thư trước mắt hắn giờ đây, so với những lần gặp mặt trước kia đúng là quá khác xa nhau, hoàn toàn thân thiết như bác hàng xóm bên cạnh nhà. Điều đáng nói là, Tổng Bí Thư càng thân thiện, trong mắt hắn vẫn rất tỏa sáng, hắn cũng không thể nào thoải mái được. Hạ Đông thì khác, chẳng cần để ý gì, không có một chút biểu hiện gì là đang đối mặt với người đứng đầu một nước, nó há miệng, nụ cười rạng rỡ, chờ đợi Tổng Bí Thư bón hoa quả cho ăn. Thật không ra thể thống gì, Hạ Tưởng bèn nói. Hạ Đông, con lớn rồi, ngồi xuống tự ăn đi. Hạ Đông đúng là có chút sợ Hạ Tưởng, nhìn Hạ Tưởng với ánh mắt sợ hãi, định trèo xuống khỏi đùi Tổng Bí Thư. Tổng Bí Thư giơ tay ôm Hạ Đông, trên mặt hiện rõ niềm vui thích. Được rồi, Hạ Tưởng, tôi khó khăn lắm mới có thể hưởng thụ chút hạnh phúc gia đình, cậu cũng không cần phải cau có khó chịu với đứa bé như thế, hôm nay tạm thời cho ta mượn Hạ Đông. Hạ Tưởng biết nói gì nữa đây? Đành ngậm miệng, Hạ Đông đắc ý, lè lưỡi trêu Hạ Tưởng, ý là nó thắng rồi, làm cho Hạ Tưởng dở khóc dở cười. Nhưng vẫn còn may, Tiểu Linh hình như rất thích hắn, thấy hắn tới, nhìn trước nhìn sau rồi thốt lên sung sướng. Chú ơi! Chú càng ngày càng giống Hạ Đông rồi. Đây là kiểu gì vậy? Hạ Tưởng không biết phải nói gì, đáng ra phải nói, Hạ Đông càng ngày càng giống hắn mới đúng chứ. Nhưng đối với Tiểu Linh, người luôn cố chấp nói rằng hắn giống Hạ Đông mà giảng giải quan hệ trước sau, thì nhất thời không thể giải thích rõ ràng được, Hạ Tưởng đành chấp nhận. Cô Tề cười nói. Hạ Tưởng, sang đây ngồi, cô có chuyện muốn hỏi cháu. Trước mặt cô Tề và Tổng Bí Thư, hắn chỉ biết phục tùng. Đành đến bên cô Tề. Vừa ngồi xuống, cô Tề liền nhẹ nhàng hỏi. Thù Lê thích cái gì? Hạ Tưởng nhất thời không nói ra lời, đừng thấy Tào Thù Lê là vợ hắn mười mấy năm, bảo nói ra cô ấy thích cái gì, đúng là làm khó hắn rồi. Bởi vì trong suy nghĩ của hắn, Tào Thù Lê từ bé đến giờ không phải lo cơm áo gạo tiền, lớn lên tính cách có phần đơn giản, kể cả sau này làm kinh doanh, kiếm được chút tiền, cũng chẳng quan tâm. Cô dường như chẳng đặc biệt chú ý việc gì, ngoại trừ việc để ý đến hắn và con trai ra, đối với những việc khác, như tiền tài hay quyền thế, từ trước đến nay cô chưa chủ động theo đuổi cái gì, cứ theo nguyên tắc đủ dùng là tốt rồi. Thực ra dựa vào thân thế của cô hiện nay, mỗi năm thành phố Yến chia cho công ty kinh doanh Lam Miệt tiền hoa hồng cũng khoảng vài triệu. Chỉ là cô không thích trang điểm, không thích làm đẹp, cũng không thích mua sắm đồ hiệu để so bì với bạn bè. Đối với cô mà nói, tiền nhiều hay ít chỉ là con số mà thôi, không có ý nghĩa thực tế, không gì thực sự hạnh phúc bằng khi được ở cùng gia đình. Cho nên khi cô Tề hỏi câu này, đúng là làm Hạ Tưởng không biết phải trả lời thế nào. Cô Tề thấy Hạ Tưởng sững người, không khỏi cười nói. Đàn ông đúng là vô tâm, cô hiểu, không vội, cứ từ từ nghĩ. Cô chỉ là muốn tặng Thù Lê một món quà, dù sao Thù Lê cũng đồng ý làm con nuôi cô rồi. Đúng rồi. Cô còn phải trịnh trọng trưng cầu ý kiến của cháu đó. Hạ Tưởng thực sự không có ý kiến gì, mặc dù từ trước đến nay hắn không có hứng thú với chuyện nhận con nuôi, nhưng nếu là cô Tề và Tào Thù Lê, hắn chỉ có thể không đưa ra ý kiến, ngầm đồng ý. Còn phải thêm vài câu khách sáo. Không cần đâu cô, Tào Thù Lê cũng không có sở thích gì, cô ấy khá đơn giản. Cô mua cho nó một cái lắc tay được rồi, coi như quà kỷ niệm, là tấm lòng của một bà mẹ nuôi. Dù sao cô Tề cũng kiên quyết như thế, Hạ Tưởng cũng không tiện thay mặt Tào Thù Lê từ chối, tự nhủ với tính cách của Tào Thù Lê, chắc chắn sẽ có quả đáp lại.
chẳng cần biết hai người họ tặng qua tặng lại nhau những gì, tóm lại chỉ cần biết có lòng là được rồi. Điều mà Hạ Tưởng quan tâm hơn, đó là sự xuất hiện bất ngờ của Tổng Bí Thư, phải chăng là có việc chính sự gì muốn nói. Ưu điểm của đình giữa hồ là phong cảnh xung quanh khá đẹp, lại yên tĩnh, hai nhà ngồi cùng nhau, âu cũng là khoảnh khắc yên tĩnh đáng quý. Tổng Bí Thư nô đùa với Hạ Đông một lúc, mới thả thằng bé xuống, sau đó đứng lên đi ra ngoài. Hạ Tưởng, ra ngoài đi dạo đi. Từ sau khi Hạ Tưởng đến, vẫn còn chưa kịp nói lời nào với Tào Thù Lê. Tổng Bí Thư nói có việc cần nói, bèn vội vàng đứng dậy, bước theo Tổng Bí Thư. Mặc dù đình được xây dựng giữa hồ, nhưng không hề nhỏ, giống như một vòng tròn đồng tâm, bên trong có thể nghỉ ngơi, bên ngoài có thể ngắm cảnh. Tổng Bí Thư đứng sát mép nước quan sát, đưa tay chỉ về phía con chim đang bay đằng xa xa. Biển rộng cho cá bơi, trời cao chim thỏa sức bay, Hạ Tưởng, bước đi tiếp theo, cậu có dự định gì? Cái cần đến cuối cùng đã đến. Hạ Tưởng biết, hắn cần phải đối diện trực tiếp với Tổng Bí Thư và đưa ra thái độ rõ ràng, hoặc là ủng hộ, hoặc là phản đối. Phải nói, là một phó bí thư tỉnh ủy, có thể khiến Tổng Bí Thư tự mình mở miệng đề cập vấn đề với hắn, hắn hẳn là phải cảm thấy vinh dự mới đúng. Bình tĩnh mà xem xét, Hạ Tưởng quả thật cũng cảm thấy vinh hạnh sâu sắc. Nhưng vinh hạnh cũng không có nghĩa là hắn sẽ không nói thật ra điều hắn muốn, bởi vì, lần đầu tiên hắn bức thiết muốn chính mình nắm giữ vận mệnh của mình. Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, cho dù Tổng Bí Thư muốn gì, hắn cũng muốn thuyết phục Tổng Bí Thư. Khiến Tổng Bí Thư chỉ thị cho hắn ở lại tỉnh Tề một chút, tuyệt đối chỉ có lợi cho đại cục. Nếu Tần Khản biết ý niệm trong đầu Hạ Tưởng mãnh liệt như thế, biết Hạ Tưởng một lòng ở lại tỉnh Tề, chính là vì muốn đánh bại ông ta, không biết ông ta sẽ cảm thấy thế nào. Có lẽ sẽ ôm bụng cười, có lẽ sẽ thản nhiên, thậm chí sẽ lắc đầu khinh miệt, tỏ vẻ vô lý và không cho là đúng với những gì Hạ Tưởng đã làm. Nhưng mặc kệ Tần Khản phản ứng như thế nào, ông ta cũng không thay đổi được một sự thật là ông ta đã nằm trong tầm ngắm của Hạ Tưởng, hoàn toàn bị phán xử tử hình. Tỉnh Tề đất trời rộng lớn, tôi mới bay nửa vòng, hy vọng tiếp tục được ở tỉnh Tề công tác một thời gian, cảm nhận được tỉnh Tề trời cao biển rộng hơn một chút. Hạ Tưởng trả lời cung kính mà không mất đi sự kiên định. Tổng Bí Thư quay lại liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, trong mắt hiện ra sự kinh ngạc, tuy nhiên rất ngắn ngủi, chợt lóe mà qua, sau đó còn nói. Hạo Thiên rất muốn cậu đến lĩnh Nam, còn trưng cầu ý kiến của tôi. Ý kiến của tôi chính là, phải tôn trọng đồng chí Hạ Tưởng lựa chọn một cách trọn vẹn. Tuy nhiên tôi còn phải đề xuất một đề nghị nho nhỏ, Hạ Tưởng, cậu đi lĩnh Nam, cũng là một kỳ ngộ không nhỏ, thật sự không xem xét lại một chút sao. Theo lập trường ban đầu của Tổng Bí Thư, ông ta ủng hộ Trần Hạo Thiên đã nằm trong dự đoán của Hạ Tưởng, nhưng Hạ Tưởng không ngờ là giọng điệu Tổng Bí Thư hòa ái. Thái độ thân thiết, đây hoàn toàn là giọng điệu thương lượng. Liên tưởng đến một loạt hành động của Trần Hạo Thiên, tự mình ra mặt gọi điện thoại tới, rồi lại trực tiếp tới nhà họ Ngô, rồi mượn danh nghĩa cổ thu thật ăn cơm cùng hắn, vân vân. Theo góc độ chính trị mà phân tích, dường như rất khẩn cấp nhưng theo phân tích chính trị cơ bản cũng vẫn có thể xem là một loại thủ đoạn chính trị làm cho người ta cảm giác được cấp thiết và vinh hạnh. Nhưng Hạ Tưởng lại càng thích Tổng Bí Thư êm dịu và ôn hòa trong chính trị. Lấy việc đề xuất gặp và thương lượng vấn đề, vừa không ra mệnh lệnh cũng không bắt buộc, lại càng không trực tiếp nói một không hai, giống như là trong lúc vô ý nói ra vậy, khiến cho người ta càng tình nguyện theo sự sắp xếp của Tổng Bí Thư. Nếu như trước kia, Hạ Tưởng nói không chừng sẽ đồng ý đề nghị với giọng điệu uyển chuyển của Tổng Bí Thư, nhưng hiện tại, hắn vẫn không thay đổi dự tính ban đầu, bất động. Tổng Bí Thư, tôi ở tỉnh Tề công tác vừa mới mở ra cục diện. Không nghĩ ở tỉnh Tề có đầu không đuôi hy vọng trước sau vẹn toàn. Hạ Tưởng đáp, việc này cũng không sai. Tổng Bí Thư thấy thái độ của Hạ Tưởng kiên định từ trước đến nay chưa từng có, liền dùng một câu bỏ qua việc này. Ý kiến của đồng chí Hạo Thiên, Trung ương cũng muốn suy xét sao cho phù hợp ý kiến của cậu, cũng sẽ trở thành ý kiến tham khảo quan trọng. Tuy nhiên, nói đến biến chuyển, Tổng Bí Thư bỗng nhiên vui mừng cười. Tôi phỏng chừng Hạo Thiên còn có thể tìm cơ hội nói chuyện với cậu, anh ta làm việc rất bền chí, cũng có nghị lực. Cách Trần Hạo Thiên đối nhân xử thế, trong mắt giới bên ngoài dường như rất khiêm tốn ôn hòa ví dụ như trong lúc ở Sơn Thành, không đánh xã hội đen trừ ác, tới lĩnh Nam, cũng là lấy khiêm tốn làm người, thậm chí tuyên bố với giới truyền thông không hề quan tâm tới hình thức của lĩnh Nam. Nhưng một mặt chân thật của ông ta cũng là, trong lúc ở lĩnh Nam,
âm thầm bắt tay với vài vị quan lớn cấp sở trở lên, công tác chống tham nhũng cũng đi đầu các tỉnh trong nước. Chẳng qua không gặp nhiều trên báo thôi, trên thực tế căn cứ nhiều mặt hiểu biết, và qua tiếp xúc bước đầu, Hạ Tưởng tin rằng, giữa Trần Hạo Thiên trong mắt công chúng và Trần Hạo Thiên thật sự, là một trời một vực. Trên thực tế, có thể ở tuổi về hưu là lúc cũng đã đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy tỉnh lớn mạnh nhất trong nước, và ở tuổi gần đất xa trời có khi còn đứng ở vị trí ủy viên thường vụ Bộ Chính trị. Trần Hạo Thiên cố nhiên là có tổng bí thư ra sức ủng hộ, cũng là bản thân ông ta có chỗ hơn người sâu không lường được. Tài dương cũng khá ổn, qua thời gian này, anh ta sẽ đi Sơn Thành. Tổng bí thư lại nói một câu đầy thâm ý, sau đó dẫn đầu cất bước vào phòng trong. Thôi, ăn cơm. Nếu nói lúc trước nói chuyện xung quanh Trần Hạo Thiên và thế cục tỉnh Lĩnh Nam, sau một câu lại đề cập đến Ngô Tài Dương và Sơn Thành, giữa hai bên dường như không liên quan nhau, nhưng Hạ Tưởng lại lập tức ý thức được ám chỉ mãnh liệt trong lời nói của Tổng Bí Thư. Chuyện này đã đề cập đến trong nhật trình đêm trước, trưởng ban tổ chức Trung ương đến Sơn Thành, tuyệt đối là một tín hiệu chính trị mãnh liệt, trên cơ bản là tuyên cáo cho giới bên ngoài, Bí Thư Thành ủy Sơn Thành làm việc, đã đạt được tán thành của đại bộ phận, bao gồm cả Tổng Bí Thư. Ngô Tài Dương tuy rằng không phải ở phe Tổng Bí Thư, nhưng gần đây bởi vì quan hệ giữa thế lực gia tộc và Tổng Bí Thư càng thêm chặt chẽ, mà trong vài lần điều chỉnh nhân sự trọng đại, ý đồ của Ngô Tài Dương và Tổng Bí Thư đều nhất trí với nhau, bởi vậy, Ngô Tài Dương đến Sơn Thành, chẳng qua là thị sát Sơn Thành là đi tiền tạm cho Tổng Bí Thư, lại biểu lộ Tổng Bí Thư bỏ phiếu tán thành đối với việc Bí Thư Thành ủy Sơn Thành nhậm chức. Bí thư Thành ủy Sơn Thành là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Trần Hạo Thiên, Tổng Bí thư bỏ phiếu tán thành, cuối cùng giải thích điều gì? Đương nhiên, không phải Tổng Bí thư không ủng hộ và không tín nhiệm Trần Hạo Thiên, cũng không phải Tổng Bí thư không hài lòng với Trần Hạo Thiên, mà là có ý đồ khác. Mặc dù không thể nói Bí thư Thành ủy Sơn Thành và Trần Hạo Thiên chỉ có thể nói một người, hai người tuy rằng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất, nhưng cũng không phải hai nguyên tố đối lập, nhưng lời Tổng Bí thư nói hiển nhiên có điều ám chỉ. Cuối cùng là muốn biểu đạt ý đồ gì? Hạ Tưởng nhất thời đoán không ra. Trở lại phòng trong, đã dọn xong cơm, Hạ Tưởng phát hiện, khẩu vị Tổng Bí thư nhẹ nhàng, vài lần ăn cơm đều là mấy món ăn mộc mạc. Lúc ăn cơm, Hạ Tưởng ngồi cạnh Tào Thù Lê, Tào Thù Lê lặng lẽ kéo tay áo Hạ Tưởng nói cho hắn cô Tề vừa tặng quà cho cô không muốn thất lễ, nhưng không biết quà đáp lễ là gì thì thích hợp, nhờ Hạ Tưởng giúp cô quyết định. Hạ Tưởng bảo Tào Thù Lê đừng nóng vội, và về nói sau, làm sao lập tức có quả đáp lễ, hơn nữa hiện tại trong đầu cũng không có gì thích hợp. Tổng bí thư ăn cơm không nhiều, chỉ đơn giản ăn mấy miếng là thôi, sau đó bên trái là Hạ Đông, bên phải là Tiểu Linh, cũng là vui vẻ hòa thuận, như một người lớn tuổi đang hưởng thụ hạnh phúc của một gia đình bình thường. Mặc dù cô Tề vô cùng nhiệt tình, hơi chút là gọi con gái nuôi thân thiết, thậm chí còn gọi Hạ Tưởng một tiếng con rể. Khiến Hạ Tưởng nhiều ít hơi xấu hổ, nhưng vẫn mở miệng trả lời. Từ đầu đến cuối, Tổng Bí thư đối với việc cô Tề nhận con gái nuôi, chẳng quan tâm, đã thừa nhận, lại cho thấy một thái độ kín đáo. Sau khi kết thúc bữa tiệc, Tào Thù Lê và Hạ Đông không đi theo Hạ Tưởng, mà vẫn còn muốn ở cùng cô Tề, Tổng Bí thư cuối cùng cũng mở miệng nói một câu vui đùa. Bỗng nhiên thêm một cô con gái nuôi, cũng là chuyện đại sự, không biết Vĩnh Quốc có trách tôi đoạt con gái yêu hay không. Lão Tề, em cũng thật là, thích Thù Lê thì đi lại nhiều một chút, muốn nhận làm con gái nuôi, Thù Lê chẳng những là con gái Tào Vĩnh Quốc, cũng là vợ Hạ Tưởng, vẫn là mẹ Hạ Đông, đều phải đồng ý mới được. Cô Tề mỉm cười. Đều đồng ý, đều đồng ý. Em là một người rất dân chủ, trước đó đều đã trưng cầu ý kiến mọi người. Khi Tổng Bí thư đi rồi, Hạ Tưởng đứng một mình tại chỗ, nửa ngày chưa động, bỗng nhiên sau khi tỉnh táo lại mới lắc đầu mỉm cười. Tổng bí thư dụng ý cao thâm, là điềm báo trước cho việc đi Lĩnh Nam, về chuyện con gái nuôi, cũng có ám chỉ. Tuy nhiên hôm nay gặp mặt Tổng bí thư cũng tốt, ngày mai gặp lại Trần Hạo Thiên, Cổ Thu Thật, còn nắm chắc hơn nữa kế hoạch Cổ Thu Thật sắp xếp cho hắn và Tổng bí thư gặp mặt, cũng không phải lo lắng, bởi vì hắn đã mượn cuộc gặp mặt của Tào Thù Lê với phu nhân Tổng bí thư vì việc nhà, hiệu quả so với Cổ Thu Thật sắp xếp, sẽ tốt hơn một chút. Buổi tối không về nhà họ Ngô. Hạ Tưởng đi thẳng đến nhà Tiếu Giai. Là người phụ nữ thần bí nhất ẩn núp phía sau Hạ Tưởng, bắt đầu tại thành phố Yến vào một đêm mưa, đã bao nhiêu năm, Tiếu Giai vẫn là một bến cảng ấm áp nhất mà bất cứ lúc nào Hạ Tưởng cũng có thể nghỉ ngơi. Mặc kệ bên ngoài là trời trong nắng ấm hay là mưa rền gió dữ,
Mặc kệ Hạ Tưởng vui mừng hay mỏi mệt, cửa chính nhà Tiếu Giai, bất cứ lúc nào cũng rộng mở đối với hắn. Bởi vì ngày mốt cử hành hôn lễ, lại bởi vì Tùng Phong Nhi không có người thân, Tiếu Giai hoàn toàn đảm đương làm nhân vật mẹ đẻ Tùng Phong Nhi, Hạ Tưởng chọn lúc này để tìm đến Tiếu Giai, kỳ thật cũng là ra mặt lấy thân phận nhà mẹ đẻ, xem hôn lễ của Tùng Phong Nhi còn có công việc gì chưa xong cần hắn hỗ trợ. Để Tùng Phong Nhi nở mày nở mặt mà xuất giá, Hứa Quan Hoa cũng tốn không ít tâm tư, tuy nhiên lại đều bị Tùng Phong Nhi từ chối. Tùng Phong Nhi không cần long trọng, nhưng Hứa Quan Hoa cũng không chịu, anh ta muốn làm thật lớn. Cuối cùng Hạ Tưởng lên tiếng, hắn đến lo liệu bên nhà mẹ đẻ của Tùng Phong Nhi, Hứa Quan Hoa có thể sắp xếp việc đón dâu, Hứa Quan Hoa tin tưởng năng lực của Hạ Tưởng, mà Tùng Phong Nhi lại nghe lời Hạ Tưởng, cho nên nhanh chóng thống nhất. Tuy nhiên dù sao Hạ Tưởng không có khả năng làm mọi chuyện, đành ủy thác cho Nga Ni Trần, Dương Uy xử lý cụ thể, Nga Ni Trần và Dương Uy vui vẻ đồng ý, gióng trống khua chiêng cử hành hôn lễ cho Tùng Phong Nhi. Tùng Phong Nhi chẳng những cảm động, còn hạnh phúc mà khóc, bởi vì chẳng những có Nga Ni Trần và Dương Uy ra mặt, Lý Thấm và Tề Á Nam cũng đặc biệt từ thành phố Yến tới, cố ý dành ra vài ngày tham dự hôn lễ của Tùng Phong Nhi. Tuy rằng Tùng Phong Nhi không có người nhà tiếp khách, nhưng do sức ảnh hưởng của Hạ Tưởng kéo tới, cũng chật nhà khách quý, hạnh phúc đầy cửa, khiến cô thiết thực cảm nhận được vinh quang của công chúa. Khi Hạ Tưởng tới chỗ của Tiếu Giai, Lý Thấm và Tề Á Nam đã ở đó. Lý Thấm và Tề Á Nam có một thời gian không gặp Hạ Tưởng, vừa thấy Hạ Tưởng, Lý Thấm còn kích động hơn Tề Á Nam. Tuy nhiên Tề Á Nam nhìn thấy biểu hiện của Lý Thấm khi gặp Hạ Tưởng tuyệt không ghen. Bởi vì anh ta rõ Lý Thấm đối với Hạ Tưởng hưng phấn là bởi vì cô từ trong xương cốt đã không an phận làm buôn bán, chứ không phải xuất phát từ cảm tình. Nhà Tiếu Giai cũng bố trí mới hoàn toàn, tràn trề vui mừng. Phòng Tiếu Giai vốn không nhỏ, nhưng hôm nay người nhiều, thì có vẻ ủng hộ. Hạ Tưởng lộ diện, thành trung tâm của mọi người đều đến trước mặt hỏi thăm, Hạ Tưởng mỉm cười đáp lại từng người một, ánh mắt đảo qua, lập tức ngây ngẩn cả người, tại sao Vệ Tân lại ở đây? Lại nghĩ, không ổn, Vệ Tân ở đây, chẳng lẽ không cần giải thích Tống Nhất Phàm cũng ở đây sao? Tiếu Giai tuy nói không phải người tình lớn nhất của hắn, nhưng vẫn gạt Vệ Tân, chẳng lẽ hôm nay bị bại lộ rồi? Kỳ thật Vệ Tân hiện tại ở trong nhà Tiếu Giai, chỉ là điều ngoài ý muốn. Vệ Tân là một người phụ nữ cẩn thận, nhưng cô cũng không đa mang, cũng không có lòng nghi ngờ, sẽ không nghĩ ngợi lung tung điều gì, chỉ mong cả đời an ổn, cũng thật sự không màng tới tiền tài và quyền thế. Nếu nói người phụ nữ không tranh giành làm tình nhân, Vệ Tân chính là như vậy. Nhưng Vệ Tân không nghi ngờ, chưa kể cô còn vô tâm. Cô cũng rõ ràng, biết Hạ Tưởng ưu tú nên bên người không có mấy người phụ nữ, lại thành không bình thường. Thế giới chưa bao giờ công bằng, từ xưa đến nay đều là đàn ông chiếm thế chủ đạo, một người có thể có được vô số phụ nữ, đến nay, tuy rằng hủy bỏ chế độ chồng chung, nhưng vẫn có rất nhiều đàn ông bên người có vô số phụ nữ xung quanh như cũ. Nếu bên người Hạ Tưởng không có mấy người phụ nữ xinh đẹp và xuất chúng, Vệ Tân sẽ cho rằng Hạ Tưởng thất bại. Mặc dù nghĩ như thế, nhưng Vệ Tân không nhận ra quan hệ giữa Tiếu Giai và Hạ Tưởng, sở dĩ cô đến đây, là bởi vì cô và Lý Thấm quan hệ không tồi, Lý Thấm nhắc tới hôn lễ của Tùng Phong Nhi. Là do lần trước đại hội thành viên tổ chức tại thành phố Yến, cô và Tùng Phong Nhi đã có quen biết, lại bởi vì cùng là người thành phố Yến, nên Vệ Tân đã tới đây. Sau khi đến đây mới biết còn có một Tiếu Giai, mà Tiếu Giai cũng là người thành phố Yến. Hạ Tưởng xuất hiện đã nằm trong dự đoán của Vệ Tân, bởi vì Vệ Tân chú ý mọi người tới đây đều là người quen của Hạ Tưởng, cô chỉ biết đằng sau hôn lễ của Tùng Phong Nhi, có sức ảnh hưởng của Hạ Tưởng. Thật may, Vệ Tân cũng không đi cùng Tống Nhất Phàm đến, Tống Nhất Phàm đi đoàn tụ với Tống Chiêu Độ. Cũng may mắn là Tống Nhất Phàm không tới, nếu không cũng không biết cô sẽ làm ầm ĩ thành chuyện gì nữa. Đương nhiên không phải gây rối mà là với tính tình của cô, tất nhiên sẽ nhìn đông nhìn tây, khẳng định không náo nhiệt không được. Hạ Tưởng và Vệ Tân chỉ giao lưu một chút bằng ánh mắt, cũng không nói chuyện, Tiếu Giai cũng rất thức thời, cũng không nhiều lời với Hạ Tưởng, chỉ có điều dùng ánh mắt nghịch ngợm trêu chọc Hạ Tưởng vài lần. Hạ Tưởng cũng chỉ làm bộ là người vô tội, và nói vài câu với Tùng Phong Nhi, hỏi cô còn có yêu cầu gì. Tùng Phong Nhi vẻ mặt hạnh phúc và cảm động, nói không có. Cũng quả thật Hạ Tưởng tuy rằng hiện tại đường đường là phó bí thư tỉnh ủy, nhưng việc sắp xếp hôn lễ của cô, gần như đều nghĩ chu đáo.
Mặc dù chỉ là chuyện nhỏ nhưng vẫn hỏi đến sắp xếp nhân sự lại khiến cô cảm nhận được ấm áp rõ ràng. Với địa vị cao như hiện tại của Hạ Tưởng còn có thể quan tâm đến cô như thế, đúng là khó có được. Không khác biệt lắm, hết thảy đều thu xếp thỏa đáng, cũng không bạc đãi Tùng Phong Nhi nửa phân, Hạ Tưởng liền yên tâm, lại hỏi một số vấn đề chi tiết, ví dụ như sắp xếp đoàn xe, xe hoa và đường đi, vân vân, biết được mọi chuyện qua tay Dương Uy, hắn lại rất yên tâm. Dương Uy làm việc khá cẩn thận, mọi việc qua tay anh ta, sẽ không có chút sai lầm. Kỳ thật với ý tưởng của Hạ Tưởng cho dù không tổ chức một đội nhiều đoàn xe thu hút, cũng muốn làm cho đàng hoàng mới được. Lời nói mạnh miệng, ở Bắc Kinh, tuy rằng hắn hiện tại so ra kém nhà nội nhưng để tổ chức một hôn lễ long trọng, cũng không có gì khó. Trên đây là dưới điều kiện tiên quyết là còn không tính Tào Thù Lê thân phận là con gái nuôi của cô Tề, cũng không tính kinh động nhà họ Ngô hay là lão cổ. Hạ Tưởng làm việc vẫn chú ý cụ thể, hắn không phải một người thích thể hiện. Trên cơ bản sau khi cảm thấy hôn lễ của Tùng Phong Nhi hết thảy ổn thỏa, Hạ Tưởng thấy trong nhà Tiếu Giai nhiều người quá, liền đề xuất ra bên ngoài tìm một chỗ ngồi. Tiếu Giai, Tùng Phong Nhi và Vệ Tân không đi cùng, Lý Thấm, Tề Á Nam, Nga Ni Trần, Dương Uy cùng đi phía sau Hạ Tưởng, cùng một hàng tới một quán cà phê ở khu đô thị bên ngoài, tìm một gian phòng yên lặng trang nhã, lần lượt ngồi xuống. Chẳng khác nào một hội nghị kinh tế phạm vi hẹp, đề tài thảo luận chủ yếu là nhằm vào kế hoạch thâu tóm của nha nội. Kế hoạch của nha nội nhằm vào thâu tóm sản nghiệp của Tiếu Giai vẫn không dừng lại, tuy nhiên bởi vì nha nội hai lần bị thương, lại có trở ngại, tiến triển rất chậm. Nhưng hiện tại sau khi nha nội về Bắc Kinh, kế hoạch lại lần nữa nện bước nhanh hơn. Nga Ni Trần và Dương Uy tỉ mỉ bố trí, Tiếu Giai điều phối và ứng phó, hiện tại thế cục đang ở giai đoạn giằng co, tuy không lùi, nhưng cố ý sắp xếp, Tiếu Giai biểu hiện ra dấu hiệu nối nghiệp mệt mỏi không có sức lực. Kế hoạch của Nga Ni Trần là, sau Quốc Khánh bắt đầu phản kích bất ngờ, vừa công phá thế công của nha nội, vừa khiến những cố gắng lúc trước của nha nội như nước chảy đi. Dương Uy lại không đồng ý kế hoạch của Nga Ni Trần, anh ta cho rằng Nga Ni Trần phản kích rất mãnh liệt, dễ dàng khiến nha nội ôm tiền đầu tư bỏ chạy, phải lấy phương thức đun nước luộc ếch, chậm rãi tăng mức độ phản kích, khiến nha nội có ảo giác chỉ cần tăng cố gắng hơi chút là có thể trôi chảy, để hấp dẫn nha nội rót tiền vốn vào càng nhiều. So với Nga Ni Trần, Dương Uy còn ham muốn lớn hơn. Tuy nhiên cũng không biết chính là, ham muốn của Hạ Tưởng. So với Dương Uy còn lớn hơn nữa. Sau Quốc Khánh, tiếp tục lui về phía sau, nhưng trong quá trình lui về phía sau lại làm rõ, tỏ vẻ cần thêm vốn rót vào, mỗi tháng lấy tăng lên 50 triệu, hấp dẫn nha nội vừa không dám buông tay, lại không thể buông tay, nếu anh ta không thêm vốn vào, vốn đầu tư lúc trước sẽ bị thâu tóm. Tin rằng anh ta không có dũng khí tự chặt cổ tay, càng tin tưởng anh ta sẽ không ý thức được nguy hiểm. Và khi nào tài chính của nha nội tới hạn, thì mới đánh bại anh ta. Nhưng trước đó, chẳng những biểu hiện ra dấu hiệu không cam lòng nhận thua, mà còn phải biểu hiện ra kiên trì cắn răng bất đắc dĩ. Nga Ni Trần và Dương Uy ngơ ngác nhìn nhau, Phó Bí Thư Hạ muốn không chỉ gần đánh bại nha nội, mà là đào một hố to khiến nha nội nhảy vào, chẳng lẽ là muốn cắn ngược lại một cái. Phải thâu tóm sản nghiệp của nha nội sao? Nha nội dù thế nào cũng là con ông cháu cha, tiền của gã, cũng chẳng phải dễ kiếm. Hạ Tưởng nhìn ra sự nghi ngờ của Nga Ni Trần và Dương Uy, mỉm cười. Chuyện chính trị, mọi người không cần quan tâm, chỉ để ý đến kinh tế, tiếp tục đọ sức với nha nội trong phạm vi hợp lý. Nha nội chỉ cần tận dụng lực lượng chính trị, tự khắc có người ra mặt giải quyết, mọi người không cần lo lắng. Đã không có nỗi lo phía sau, Nga Ni Trần và Dương Uy lại đều là kẻ không sợ trời không sợ đất, liền đáp ứng. Xin Phó Bí Thư Hạ yên tâm, chỉ cần Phó Bí Thư Hạ lên tiếng, chơi nhiều cũng không sợ. Nga Ni Trần và Dương Uy không sợ, Hạ Tưởng đã có điểm sợ, tuy nhiên chính trị cho tới bây giờ đều như bước chân lên chỗ băng mỏng, sợ gì không dùng. Hơn nữa cái hắn muốn thâu tóm không phải sản nghiệp của nha nội, mà là bày một bước lâu dài cho ván cờ. Có mục đích chính trị sâu xa. Lý Thấm gần đây hơi nhàn hạ, liền hỏi Hạ Tưởng. Phó Bí Thư Hạ, khi nào lại có dự án tốt, nhớ gọi tôi. Sau hội nghị thành viên tổ chức kinh tế lần trước, thành viên tổ chức kinh tế của Hạ Tưởng bố trí xung quanh, ở trong nước mọc lên như nấm, đến hiện tại mới thấy hiệu quả. Cho đến ngày hôm nay đã hơn một năm, tốc độ khuếch trương vẫn như cũ không giảm. Chưa đề cập tới Tôn Hiện Vĩ. Tề Á Nam đã đứng vững gót chân ở ngoài tỉnh,
chính là Tiêu Ngũ dưới danh nghĩa bất động sản Giang Sơn, cũng đi ra tỉnh Yến, bước đầu có được một vị trí nhỏ nhoi ở Bắc Kinh. Hạ Tưởng đã hoàn toàn thoát thân ra ngoài bất động sản Giang Sơn, mặc cho là ai cũng không tra ra hắn và bất động sản Giang Sơn có bất luận là liên quan gì. Đương nhiên, hắn và Tiêu Ngũ quan hệ tâm đầu ý hợp không tính, không ai vì chủ tịch công ty người ta và Hạ Tưởng quan hệ chặt chẽ, mà coi công ty người ta trở thành sản nghiệp của Hạ Tưởng. Trên cơ bản có thể nói, trải qua vài năm cố gắng, lúc đầu Hạ Tưởng đi vào quan trường là lúc nhúng tay vào một loạt phát triển kinh tế, hiện nay hắn đã tẩy sạch hai tay, không còn có lỗ hổng kinh tế nào có thể tra ra nữa. Bởi vì với cấp bậc trước mắt của Hạ Tưởng, muốn lật đổ hắn, trừ phi có án kinh tế. Mà điều tra nơi hắn bắt đầu khởi nghiệp là lựa chọn tốt nhất, bất luận một đối thủ nào cũng đều nghĩ đến một điểm mấu chốt, Hạ Tưởng cũng sẽ nghĩ đến. Nói cách khác, nếu có ai muốn lấy vấn đề kinh tế của Hạ Tưởng để viết báo, bất động sản Giang Sơn là sơ hở duy nhất. Hiện tại tài sản của bất động sản Giang Sơn đã đột phá lên 10 tỷ, xứng đáng là cái tên bất động sản đầu sỏ của tỉnh Yến, hơn 10 năm ngắn ngủn mà phát triển đến quy mô như thế, sau lưng nếu không có người ủng hộ, sẽ không ai tin. Cũng là năm gần đây Hạ Tưởng rất ít chỉ điểm phương hướng phát triển kinh tế cho các thành viên tổ chức kinh tế, việc không trực tiếp cứ qua tay hắn, nhưng bởi vì hắn hiện tại thân phận đã khác, một khi nói chuyện, sẽ có người nghi ngờ, nếu chẳng may có người nói hắn chạy dự án nên tạo quan hệ, cuối cùng sự tình náo động, phiền toái vẫn là rơi xuống người hắn. Tôi là phó bí thư, phân công quản lý nhân sự và đảng viên, đối với sự việc kinh tế, cũng rất ít chú ý. Hạ Tưởng trả lời cũng không phải là dở giọng, mà là nói thật cho Lý Thấm, hắn về sau khả năng sẽ không nhúng tay vào sự vụ kinh tế. Về sau dự án có phát triển tốt hay không, đều dựa vào mọi người tự mình tạo ra và thực hiện. Lý Thấm như hiểu ra điều gì, gật đầu nói. Hiểu rồi, phó bí thư Hạ khi nào thành chủ tịch tỉnh Hạ, chúng tôi lại ra tiền xuất lực, vì chủ tịch tỉnh Hạ mà mở đường. Hạ Tưởng cười ha ha. Chủ tịch tỉnh chỉ phụ trách thi hành quyết sách vĩ mô, cũng không phụ trách thu hút vốn cho dự án đầu tư cụ thể. Hướng đi toàn diện sau này của các thành viên tổ chức kinh tế, khuếch trương như thế nào, đội ngũ nghiêm túc như thế nào, Lý Thấm phụ trách cụ thể. Tuy nhiên tôi có lời cảnh cáo trước, chức vụ của cô phía chính phủ không thừa nhận, hơn nữa cũng không có tiền lương để phát. Lý Thấm vui vẻ. Tôi không lấy một xu, cũng không muốn tranh quyền đoạt lợi, tôi chính là vì nhân dân phục vụ. Kỳ thật ý nghĩ của Lý Thấm cũng rất dễ lý giải. Cô chính là một người có ý tưởng không chịu ngồi yên, nguyện ý khiến ý nghĩ kinh tế của cô sinh ra đủ loại có thể chuyển hóa thành sức sản xuất thực tế, cuối cùng có thể sáng tạo ra giá trị, chính là nguyện vọng lớn nhất của cô. Sau khi Lý Thấm báo cáo với Hạ Tưởng về hội nghị kinh tế gần một năm của thành viên tổ chức, các công ty có chỗ đứng trong tỉnh Yến, đều hướng đến kế hoạch mở rộng thu hoạch ra cả nước, tình thế toàn thể vô cùng khả quan, mấy tỉnh trong nước tiến triển vô cùng thuận lợi, đặc biệt tỉnh Tương là phát triển nhất. Ở tỉnh Tương, với chỗ Bành Dũng, là nơi thành thị tiến triển nhanh nhất. Nếu không rõ ràng mà khái quát một vài lời tự nói, thực lực toàn thể nâng cao khoảng 50%. Từ phỏng chừng một cách thận trọng, với tốc độ khuếch trương thế này, đế quốc thương mại của Hạ Tưởng, có hy vọng sau này trong vòng 5 năm, nắm giữ hơn mấy trăm tỷ của cải. Nói cách khác, nếu toàn bộ phục tùng vô điều kiện một mình Hạ Tưởng chỉ huy, mấy trăm tỷ của cải, tập trung ở một lĩnh vực, có thể tạo ra một cơn lốc tài chính, đương nhiên, không phải, là đậu thì mày chơi, là tỏi thì mày cắn, hoặc là làm mấy cú đánh nhỏ lẻ như đầu cơ nội thất gỗ, mà là một trận gió to đủ để ảnh hưởng đến quốc kế dân sinh. Hội nghị kinh tế lần thứ nhất, càng làm vững chắc nền móng con đường chính trị sau này của Hạ Tưởng, mặc kệ là bố cục chính trị trước kinh tế, hay là bố cục kinh tế trước chính trị, từ xưa đến nay, chính trị và kinh tế là hai vấn đề mật thiết không thể tách rời, thiếu một thứ cũng không được. Nếu hình dung cho dễ hiểu thì một quốc gia chính là một công ty siêu lớn, khi quản lý công ty hoàn thiện, phân phối hợp lý, có cơ chế cạnh tranh, mỗi người đều tràn đầy hy vọng với tương lai của công ty, và mỗi người đều trung thành với công ty sẽ cường thịnh mà ổn định. Nhưng khi chế độ phân phối của công ty bất hợp lý, tầng lớp quản lý thu lợi quá nhiều mà công nhân kiếm được quá ít, quản lý không để ý sự sống chết của công nhân, chỉ cố hết sức kiếm tiền. Thậm chí còn có cán bộ cấp cao hoặc cổ đông ăn cây táo rào cây sung, âm thầm chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể đến công ty khác, phía công nhân oán than, thậm chí hàng năm có người nhảy lầu để phản đối, công ty này bên ngoài có vẻ vinh quang nhưng nếu không cải cách bên trong sẽ dần dần xuống dốc, cuối cùng là đóng cửa. Phá sản.
Chính trị dựa vào kinh tế để tồn tại, quản lý đất nước và quản lý công ty về bản chất không có gì khác nhau, tầng lớp quản lý đều cố gắng đề cao thu nhập của công nhân, đề cao địa vị công nhân. Cho nên, quốc gia muốn đem chính trị và kinh tế phân biệt nghiên cứu, bởi vì chế độ khác nhau, có lẽ ở một số ban ngành có thể khiến chính trị không can thiệp đến kinh tế, nhưng trong nước thì khác, tình hình trong nước cần như vậy, trên cơ bản bất kỳ hoạt động kinh tế gì đều nằm dưới sự khống chế nghiêm khắc của chính trị, cho dù là bày hàng bán củ cải, cũng phải có liên quan đến chính trị, quản lý đô thị chính là một phần của chính trị, là cơ quan quốc gia thể hiện sự quản lý cụ thể nhất. Hạ Tưởng suy nghĩ rất thực tế. Thực tế đến mức hắn phải từng bước thăng chức đồng thời còn muốn nắm giữ đế quốc kinh tế khổng lồ, có năng lực kinh tế hô mưa gọi gió, mới có thể tồn tại trong sự cạnh tranh khốc liệt về sau, không đến mức một hiệp đã bị đối phương tấn công tán loạn. Bởi vì đối thủ sau này của hắn, không chỉ là chủ nghĩa tư bản quyền quý, không chỉ là con ông cháu cha nhà giàu mới nổi, còn có tầng lớp quyền thế khổng lồ. Nhân vật như nha nội, trong nước có thể có bao nhiêu? Không nói khoa trương, rất nhiều. Nhiều đến mức làm cho người ta không thể tin được. So với con cháu quan lại hoặc con cháu nhà giàu mới nổi đơn thuần, nhà nội mới là tầng lớp quyền thế đáng sợ nhất, bởi vì bọn họ có tri thức, có quyền lực, có thực lực, đồng thời cũng có động cơ của chính trị và kinh tế. Bọn họ không chỉ vì kiếm tiền, mà là đang âm thầm chế tạo một đế quốc kinh tế khổng lồ. Ngay như nước Mỹ chứa nhiều tập đoàn quốc tế có lực ảnh hưởng xuyên quốc gia, chẳng những về mặt kinh tế, thực lực một tập đoàn có thể mua cả một quốc gia, ở chính trị, vô số nghị viên thậm chí tổng thống nước Mỹ, đều là người phát ngôn của bọn họ. Rất hiển nhiên, lý tưởng và chí hướng của nha nội chính là muốn kiến tạo một đế quốc kinh tế siêu cấp đủ để ảnh hưởng cục diện chính trị trong nước, do đó tiếp tục dựa vào gia thế tập đoàn hoàn thành giấc mộng chính trị. Ở giai đoạn hiện tại có thể dựa vào chính trị để tạo ra một đế quốc kinh doanh, bảo đảm về sau hắn có thể lợi dụng kinh tế để ảnh hưởng ngược lại mục tiêu chính trị rộng lớn. Theo suy đoán của Hạ Tưởng, chờ khi hắn tiến nhập vị trí hiện tại của cổ thu thật, cũng khoảng mười mấy năm, giấc mộng của nha nội đã có thể thực hiện. Đến lúc đó, tình hình chính trị trong nước có lẽ đã thay đổi lớn, kinh tế nói không chừng sẽ trở thành một trong những nhân tố lớn nhất ảnh hưởng đến chính trị. Hạ Tưởng phải phòng ngừa chu đáo, chính mình cũng phải nắm giữ một đế quốc kinh tế khổng lồ trong tay, nếu không đến lúc đó không phải không có khả năng thất bại, mà là có khả năng rất lớn. Cho nên, Hạ Tưởng luôn cường điệu tầm quan trọng thành viên tổ chức kinh tế với Lý Thấm, phải nắm giữ tốt phương hướng chỉnh thể, tất cả lấy khuếch trương địa bàn và mở rộng thực lực làm mục đích duy nhất. Lý Thấm hoàn toàn hiểu chỉ thị tinh thần của Hạ Tưởng. Xin Phó Bí Thư Hạ yên tâm, tôi sẽ nghiên cứu phương hướng phát triển kinh tế trong nước, cùng với các điểm sáng kinh tế ở các tỉnh, thành phố, cố gắng hết sức để mỗi một doanh nghiệp của thành viên tổ chức kinh tế đều có điều kiện đề cao thực lực. Đồng thời, thu hẹp lại đầu tư bất động sản một cách thích hợp, tăng cường phát triển ngành sản xuất công nghệ cao. Đồng thời với phân tán đầu tư tự kinh doanh, phải thành lập một công ty cổ phần liên hợp, các công ty bỏ vốn mua cổ phần, từ bây giờ bắt đầu khống chế thu mua và cổ phần sản nghiệp ưu thế trong nước có mục đích, tranh thủ trong 10 năm phát triển quy mô sản nghiệp lớn mạnh, thế nào Lý Thấm, có tự tin làm được không? Hạ Tưởng vẽ một lâu đài trên không cho Lý Thấm. Đương nhiên, nếu Lý Thấm có năng lực thực hiện, lâu đài trên không cuối cùng cũng sẽ trở thành một tòa nhà cao chọc trời. Có. Ở phương diện kinh doanh, Lý Thấm luôn rất dễ dàng bị Hạ Tưởng kích thích, giấc mộng lớn nhất của cô chính là kiến tạo một đế quốc kinh doanh mạnh mẽ đến mức làm người ta không thể với tới, có thể có thực lực cạnh tranh với những tập đoàn xuyên quốc gia khổng lồ ở lĩnh vực kinh tế. Hạ Tưởng mỉm cười, thấy ánh mắt của Nga Ni Trần và Dương Uy, vẻ mặt Lý Thấm lại ửng đỏ, mà Tề Á Nam cũng rất hưng phấn, y biết. Hội nghị hôm nay đã vô cùng thành công. Đúng lúc hắn phải quyết định một vấn đề quan trọng là đi hay ở, còn có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi tổ chức một cuộc hội nghị kinh tế, cũng khiến sự tự tin của Hạ Tưởng tăng nhiều, càng kiên định hơn với việc nắm giữ vận mệnh của chính mình. Buổi tối, trong bữa tiệc của Tiếu Giai, bộ phận thành viên tổ chức kinh tế của Hạ Tưởng cùng với đám người thượng xuất, Tùng Phong Nhi, đều đã tập trung lại, phải thuê một căn phòng lớn ở Đông Lai Thuận, Bắc Kinh, mấy chục người cùng tham gia. Rất náo nhiệt. Hạ Tưởng đương nhiên ngồi ở vị trí cao nhất. Ánh mắt Hạ Tưởng đảo qua khuôn mặt nóng bỏng của mọi người, trong lòng cũng cảm thán. Nói thật, với con đường và mạng lưới quan hệ của hắn, phong cách đối nhân xử thế của hắn, thành viên tổ chức cũng được, bạn bè cũng được, đáng lẽ phải gấp mấy lần so với hiện tại,
cho dù bây giờ cũng có rất nhiều người chủ động yêu cầu và tích cực tranh thủ tiến vào vòng tròn trung tâm của hắn. Nhưng nguyên tắc của Hạ Tưởng là thà thiếu chứ không cần đồ bỏ đi, bởi vì tố chất và sự trung thành của thành viên tổ chức, quan hệ đến sự thành bại của đại kế sau này. Cho dù người ta nói nhiều người thì lực mạnh, nhưng có khi cũng là nhiều người thì lắm chuyện, Hạ Tưởng muốn một đội ngũ thuần khiết, một đội ngũ với sức chiến đấu dũng mãnh, một đội ngũ trung kiên và đoàn kết. Hạ Tưởng nâng chén. Hôm nay gặp nhau ở Bắc Kinh, tôi thật cao hứng, các vị bằng hữu đang ngồi đầy đều quen biết tôi khá lâu, ngắn cũng 5-6 năm, dài thì mười mấy năm qua đồng hành cùng nhau, cho tới hôm nay, đầy đủ để chứng minh tình hữu nghị giữa chúng ta đã qua thời gian khảo nghiệm. Lúc này, tôi chỉ nói một câu, sau này, xin chúng ta tiếp tục đồng hành cùng nhau. Mọi người nâng chén về phía Hạ Tưởng, đều hy vọng và chờ mong với triển vọng sau này. Dương Uy tự nhiên không cần phải nói, trong số những người này, anh ta quen Hạ Tưởng muộn nhất, nhưng tốc độ thân thiết với Hạ Tưởng cũng là nhanh nhất, anh ta từng bước chứng kiến Hạ Tưởng sáng tạo kỳ tích, và tin tưởng, kỳ tích còn kéo dài dưới chân Hạ Tưởng. Nga Ni Trần cảm thán vô cùng, năm đó là đối thủ ở thành phố Lang, bây giờ trở thành y cam tâm tình nguyện cả đời đi theo Hạ Tưởng, đối với kẻ đã trải qua nhân sinh thay đổi như y mà nói, lý do duy nhất Hạ Tưởng khiến y tin phục chính là sức hấp dẫn của nhân cách. Chức vụ của một người chỉ là nhân tố bên ngoài, ai cũng sẽ không vĩnh viễn ngồi ở vị trí đó, nhưng một người có sức hấp dẫn nhân cách, lại có thể trường tồn. Một bữa tiệc lớn, một bữa tiệc vui vẻ khó có được. Ngay cả vệ tân cũng tỏ ra vui vẻ, liên tục chúc mừng Tùng Phong Nhi, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói vài câu gì với Tiếu Giai, có lẽ vì là đồng hương, cô và Tiếu Giai nhanh chóng thân thiết với nhau. Khi bữa tiệc chấm dứt, đoàn người Hạ Tưởng đi vào bãi đỗ xe. Lại phát hiện có người không dừng xe theo quy định, đúng lúc phá hỏng xe của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng còn chưa lên tiếng, Dương Uy đã phát huy. Dương Uy không nói hai lời, khởi động xe của mình, trực tiếp đâm vào xe đối phương, đâm xe đối phương ra xa mấy mét, vừa vặn mở ra một lối đi. Phỏng chừng cũng là Dương Uy uống vào mấy chén rượu, hơn nữa tự nhận Bắc Kinh là địa bàn của anh ta, động tác có vẻ khoa trương một chút. Hạ Tưởng cười trừ. Xe đối phương là một chiếc BMW, biển số cũng bình thường, tạm thời không nói đến cấp độ, ít nhất từ cách dừng xe mà xem thì tố chất thật sự không cao. Mấy người đang muốn lên xe, bỗng nhiên, chủ xe không biết thế nào lại xuất hiện, vừa thấy ô tô bị người khác đâm vào, lập tức giận dữ, kêu lên vọt tới. Chủ xe không lớn tuổi, là một thanh niên 20 tuổi, tóc ngắn, đeo kính, giống như học sinh. Từ cách ăn mặc, có vẻ rất có tiền, từ tướng mạo. Cũng không phải loại hung ác, nhưng lại làm ra một hành động ngoài dự đoán của mọi người là túm tóc vệ tân, quát lớn một tiếng. Ai đâm xe của tao, tao sẽ đánh vợ hắn. Vệ tân thích đi ở phía sau, lặng lẽ mà đi, không ngờ lại thành đối tượng cho chủ xe ức hiếp, cô thình lình bị túm tóc, đau đến kêu lên thành tiếng. Hạ Tưởng vốn đã mở cửa xe, chuẩn bị lên xe, đột nhiên nghe thấy vệ tân kêu lên, bỗng nhiên quay lại, vẻ mặt giận dữ, hét lớn một tiếng. Đánh nó, gầm lên giận dữ, không chỉ có tên học sinh chủ xe khiếp sợ, mà mọi người ở đây đều khiếp sợ. Bởi vì từ sau khi Hạ Tưởng lên cấp phó tỉnh, rất ít khi kích động, biểu hiện như vậy ngoài dự đoán của tất cả mọi người, khiến cho rất nhiều người hiểu một sự thật vệ tân là vảy ngược của Hạ Tưởng, rồng có vảy ngược, động vào tất nổi giận. Hạ Tưởng vừa dứt lời, lập tức có người ra tay, không phải Dương Uy cách khá xa, cũng không phải Tề Á Nam. Tề Á Nam đứng ở phía sau Hạ Tưởng, đang mở cửa xe cho Hạ Tưởng, mà là Nga Ni Trần. Nga Ni Trần tóc đã hoa râm, không giận tự uy, bước về phía trước một bước, hừ lạnh một tiếng. Buông tay, chỉ nói một câu, sau đó đứng ở trước mặt chủ xe, cũng chưa động thủ, chỉ có điều bộ dáng ngạo nghễ, toàn thân phát ra khí thế, làm người ta không dám nhìn gần. Dù sao cũng là nhân vật từng oai phong một cõi, Nga Ni Trần không cần động thủ. Đã làm đối phương kinh sợ. Chủ xe bị dọa đến si ngốc, lập tức buông tay, lắp bắp nói. Tôi, các ông đền xe cho tôi, bố tôi là. Còn chưa dứt lời, đã ăn một cái tát vào mặt, Nga Ni Trần cười nhạt một tiếng. Nếu mày có giáo dưỡng, sẽ không đỗ xe lung tung. Nếu mày có gia giáo, sẽ không đánh con gái. Cho nên căn cứ biểu hiện của mày, bố mày cùng lắm là cán bộ cấp cục. Vốn là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, đều nghĩ như vậy có thể xong việc, không ngờ Nga Ni Trần vừa mới dứt lời, liền có một giọng nói từ phía xa vang lên.
ai nói ta chỉ là cán bộ cấp cục. Hạ Tưởng hiếm khi giận dữ, không ngờ dẫn đến một trận sóng gió. Nga Ni Trần vốn định dọa lui đối phương, bởi vì đối phương chỉ là một học sinh khoảng 20 tuổi, không cần đánh, nếu không thì có vẻ y quá mất thân phận rồi. Hơn nữa y cũng không phải kẻ thích ức hiếp người khác. Ai ngờ lại nhìn sai rồi, chẳng lẽ bố của cậu học sinh chủ xe là cán bộ cấp sở? Hạ Tưởng cũng không lên xe, mà có vẻ hứng thú tựa vào thân xe, nhìn xem thần thánh phương nào giáng lâm. Đoàn người Hạ Tưởng tuy rằng nhân số không ít, nhưng khá nhiều phụ nữ, vẫn là Dương Uy hiểu biết, mặc kệ đối phương là ai, trước tiên đưa phần lớn phụ nữ lên xe. Vệ Tân cũng sửa sang lại đầu tóc, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, đi cùng Tùng Phong Nhi lên xe. Giữa sân, chỉ còn lại ba người Nga Ni Trần, Dương Uy và Hạ Tưởng, Tề Á Nam cũng lên xe, không phải anh ta lâm trận bỏ chạy, mà là ngồi ở trong xe có thể điện thoại bất cứ lúc nào. Theo sau một loạt tiếng bước chân lộn xộn truyền đến, một người đàn ông trung niên bụng phệ xuất hiện, tuy rằng dáng người y biến dạng nghiêm trọng, nhưng lại đeo một chiếc kính gọng vàng, khi bước đi, cũng tỏ ra khoan thai không chút lo lắng, rất có tác phong, giống như là quan to một tỉnh vậy. Phía sau người đàn ông bụng phệ đeo kính có 5-3 người đi theo, hiển nhiên cũng là vừa mới cơm nước xong, đã hơi choáng váng. Trong đó hai người vừa nhìn đã biết là lái xe và thư ký, một người cầm chìa khóa, một người cầm cặp, từ phong cách tiền hô hậu ủng đó thì phái đoàn quả thật không nhỏ. Cũng đúng, ở Bắc Kinh, cán bộ cấp cục quá nhiều, không phải trưởng phòng ban ngành quan trọng thì ngay cả chiếc xe cũng không có, cho nên người đàn ông bụng phệ đeo kính phỏng chừng đúng là cán bộ cấp sở. Đều nói không đến Bắc Kinh không biết quan nhỏ, hiện tại Nga Ni Trần biết mình nói sai rồi, quả thật là y coi thường đối phương. Người đàn ông bụng phệ đeo kính khoan thai bước đến trước mặt học sinh chủ xe, sờ sờ đầu của cậu ta. Thằng bé này, cha đã sớm nói với con, đừng đỗ xe không đúng chỗ, sớm muộn gì cũng bị người ta trừng trị, thế nào, đụng tới bọn cứng đầu rồi. Ở Bắc Kinh, người như thế nào cũng có, tuy nhiên đều có một tật xấu là mắt chó nhìn người thấp. Nga Ni Trần cười nhạt một tiếng. Mắng người khác mắt chó nhìn người thấp, chẳng lẽ ông không thế? Tôi cũng không kết luận ông là cán bộ cấp bậc gì, tôi còn muốn nâng cao ông một phen, nói ông là bộ trưởng, tuy nhiên ông rõ ràng không phải, ông phỏng chừng chưa có cả cấp bậc. Dựa vào biểu hiện vừa rồi của các ông, cán bộ cấp bậc lớn nhất trong các ông cũng chỉ là cấp phòng thôi. Đúng vậy, nhìn bọn họ lái xe gì kia, Magotan, Audi Concave, còn có một chiếc BMW. Chẳng qua có một cái có vẻ biết hàng, đi một chiếc Volvo, cũng là loại kém nhất, một đám người không có cấp bậc, không có tiền, có thể có tố chất gì. Học sinh chủ xe rất khinh thường nói. Không chừng ngay cả đại học cũng chưa được đi học ấy chứ. Người đàn ông bụng phệ đeo kính cười ha hả, dường như đối với tầm mắt của đứa con mình rất vừa lòng. Nói rất hay, không cấp bậc lại không có tiền, cũng dám ngang ngược. Nga Ni Trần mặt không đổi sắc. Hạ Tưởng không nói chuyện, Dương Uy rốt cục không thể nhịn được nữa, đi từ trên xe xuống, bước đến trước mặt người đàn ông bụng phệ đeo kính, khinh miệt mỉm cười. Tốt, chúng ta là kẻ không cấp bậc cũng không có tiền, xin hỏi các hạ họ gì, cấp bậc gì, có bao nhiêu tiền? Người đàn ông bụng phệ đeo kính khẽ cười một tiếng, không nói lời nào, hiển nhiên là khinh không thèm nói chuyện với Dương Uy, thư ký bên cạnh liền biểu hiện đúng lúc. Chủ nhiệm Ti là chủ nhiệm văn phòng tỉnh Cát Giang ở Bắc Kinh. Hạ Tưởng vừa nhận điện thoại vừa đi tới, cách người đàn ông bụng phệ đeo kính khoảng 3 mét thì đứng lại, nhìn người đàn ông bụng phệ đeo kính, hỏi một câu. Ti Phương Chính. Người đàn ông bụng phệ đeo kính bị Hạ Tưởng gọi đích danh, không khỏi ngẩn ra, theo bản năng gật gật đầu. Hạ Tưởng liền mỉm cười, lại nói vào điện thoại. Bí thư Tống, ông có biết Ti Phương Chính? Thật ra cũng không phải Hạ Tưởng cố ý kể tội Ti Phương Chính, cũng là ác nhân đều có ác báo, đúng lúc Tống Nhất Phàm gọi điện thoại tới, hắn lại vừa vặn nghe được thư ký của Ti Phương Chính giới thiệu, tiện lời hỏi một câu. Trong điện thoại liền truyền đến tiếng Tống Nhất Phàm ồn ào. Cha, chắc chắn Ti Phương Chính chọc giận anh Hạ, nếu không sao anh Hạ lại nói tên của ông ta. Cha nhất định phải giúp anh Hạ báo thù, cho lão ta một trận. Hạ Tưởng cười nói. Tiểu Phàm. Lòng dạ rất hẹp hòi nha, hơi chút đã muốn trả thù người khác. Anh chỉ muốn nhắc nhở bí thư Tống, phải chú ý tố chất nhân viên ở văn phòng Bắc Kinh một chút, dù sao chuyện cũng liên quan đến thể diện một tỉnh. Vẫn là anh Hạ lợi hại, trả thù người khác cũng không cần một câu nói xấu. Tống Nhất Phàm cũng không đơn giản,
hiểu ra ngụ ý của Hạ Tường. Tống Chiêu Độ tiếp nhận điện thoại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mà Ti Phương Chính nói ra thì cùng cậu còn có quan hệ sâu xa, ông ta là thân thích của nha nội. Về phần thân thích thế nào, Tống Chiêu Độ không nói, chắc là họ hàng không quá xa. Thật đúng là nói thế giới lớn thì lớn, mà nói nhỏ cũng nhỏ, Hạ Tưởng càng có cảm giác giữa hắn và nha nội có thể phải trình diễn một hồi đấu sức. Buông điện thoại, lại nhìn Ti Phương Chính, Ti Phương Chính đã cười trừ, thay đổi thành vẻ mặt thân thiết. Hóa ra là bạn của Bí Thư Tống, thất kính, thất kính. Xin hỏi cậu họ gì? Ti Phương Chính tuy rằng kính Hạ Tưởng có thể trực tiếp trò chuyện với Tống Chiêu Độ, nhưng thấy Hạ Tưởng trẻ tuổi, cũng không nghĩ đến Hạ Tưởng là nhân vật cấp cao gì, cho nên chủ động đưa tay ra. Hạ Tưởng lại không thèm bắt tay y, chỉ ném lại một câu. Tôi họ Hạ. Sau đó xoay người đi, hắn biết, cho dù Ti Phương Chính là họ hàng của nha nội, hôm nay bị hắn nói với Tống Chiêu Độ như vậy thì triển vọng của Ti Phương Chính đã không ổn. Người khác có lẽ sẽ để ý mặt mũi nha nội, Tống Chiêu Độ thì chưa chắc. Đám người Hạ Tưởng đi hồi lâu rồi, Ti Phương Chính còn sững sờ ở tại chỗ, mồ hôi trên mặt chảy ròng ròng. Khi y nghe được Hạ Tưởng nói chuyện trực tiếp với Tống Chiêu Độ, y không cho là có chuyện gì, bởi vì y biết Tống Chiêu Độ chưa chắc sẽ làm gì y. Nhưng khi y nghe được Hạ Tưởng tự giới thiệu, tâm trạng y liền tụt xuống. Chọc ai không chọc, sao lại chọc vào Hạ Tưởng? Là một quan lớn cấp phó tỉnh trẻ tuổi nhất trong nước, uy danh của Hạ Tưởng rất thịnh, đối với Ti Phương Chính cũng là như sấm bên tai, huống chi gần đây nha nội có việc cần nhờ Hạ Tưởng, nhiều lần nhắc tới Hạ Tưởng như thế này như thế kia, khiến cho hình tượng Hạ Tưởng trong cảm nhận của y cao lên rất nhiều. Tuy là một chuyện nhỏ ngẫu nhiên phát sinh, ngay cả Hạ Tưởng cũng chỉ một chốc là quên, lại không ngờ, bởi vậy mà hắn và Ti Phương Chính kết chặt với nhau khăng khít, đúng rồi, còn có Ti Nam con trai Ti Phương Chính. Ngày hôm sau, sáng sớm Hạ Tưởng đã nhận được điện thoại của Cổ Thu Thật. Hạ Tưởng, tôi không muốn lộ diện, nhưng Hạo Thiên không đồng ý, ông ta nói tôi và cậu quan hệ tốt, tôi ra mặt sẽ có hiệu quả tốt hơn nhiều. Không có biện pháp, tôi chỉ có thể cố hết sức, bây giờ cậu tới phòng 21 ở Nam Các đi. Buông điện thoại, Hạ Tưởng duỗi người, lắc đầu cười, Trần Hạo Thiên thật đúng là rất kiên nhẫn, phỏng chừng ông ta cũng biết trừ phi hắn gật đầu đồng ý. Nếu không muốn thông qua mấy trạm kiểm soát đưa hắn từ tỉnh Tề đến lĩnh Nam, gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Hạ Tưởng hiểu ra mọi chuyện, không khỏi cười cười, hóa ra trong lúc vô tình hắn đã có quyền quyết định được hướng đi của chính mình ở một trình độ nhất định. Nam Các ở ngoại ô phía Nam Bắc Kinh, là một nơi non xanh nước biếc, phong cảnh rất đẹp, không khí cũng không tệ. Hạ Tưởng phát hiện, Bắc Kinh hóa ra cũng có cảnh đẹp khắp nơi, chẳng qua bình thường ít để ý thôi. Suy nghĩ lại một chút, cũng không phải hắn ít để ý, mà là rất nhiều cảnh đẹp không lộ ra ngoài, người thường không thể biết. Hạ Tưởng vội vàng đi đến, không muốn để hai vị ủy viên Bộ Chính trị Trần Hạo Thiên và Cổ Thu Thật chờ hắn, không ngờ khi hắn đến nơi, Trần Hạo Thiên và Cổ Thu Thật đã tới rồi, khiến cho hắn không khỏi xấu hổ. Dù sao hắn mới là cấp phó tỉnh, bình thường hay nói chuyện với Cổ Thu Thật, không cảm thấy có gì, hôm nay bởi vì có Trần Hạo Thiên, hắn mới bỗng nhiên kinh hãi. Hai ủy viên Bộ Chính trị cùng nhau chờ hắn, mặt mũi hắn thật sự là quá lớn rồi. Phải biết rằng, ủy viên Bộ Chính trị trong nước tổng cộng mới hơn 20 người, đều là chính trị gia cao cấp nhất. Cũng may bình thường Hạ Tưởng hay đến nhà ông cụ họ Ngô, quan hệ chặt chẽ với thế lực gia tộc, lại vừa mới gặp mặt Tổng Bí Thư, còn gần như thành thông gia, mặc dù không đến mức ngạo nghễ, nhưng lực lượng của hắn cũng rất đủ rồi. Khiến hai vị lãnh đạo chờ tôi, thật sự ngại quá. Hạ Tưởng vội vàng tỏ ra khiêm tốn, mặc kệ như thế nào, thái độ cũng phải khiêm tốn. Trần Hạo Thiên xếp hạng cao hơn Cổ Thu Thật, cho nên ông ta bắt tay với Hạ Tưởng trước. Phó Bí Thư Hạ, không cần khách khí, cũng không phải người ngoài. Phòng 21 của Nam Các, Hạ Tưởng nghĩ chỉ là một căn phòng, kỳ thật không phải, là một tầng nhỏ. Căn nhà không lớn, cao 2 tầng, diện tích bằng một căn biệt thự, xây dựng theo kiểu giả cổ, hơn nữa tất cả đều làm từ gỗ. Bước trên đó tạo ra tiếng kéo kẹt, có một cảm giác khác lạ. Hôm nay thời tiết lại không tệ, xem như một ngày trời nắng ấm áp hiếm thấy, Hạ Tưởng và Trần Hạo Thiên, Cổ Thu Thật ngồi ở trên lầu, hóng gió uống trà, cũng là nhàn nhã thanh tịnh. Chẳng qua nhàn nhã chỉ là vẻ ngoài, thanh tịnh thì là vì gió mát, mà không phải mấy người đang ngồi. Theo thường lệ, Trần Hạo Thiên mở đầu câu chuyện,
Cổ Thu Thật chỉ phụ họa vài câu, cũng không ủng hộ, khiến Hạ Tưởng hiểu được Cổ Thu Thật rất tôn trọng ý kiến của hắn, không hề ra mặt khuyên bảo hắn đi đến lĩnh Nam. Trần Hạo Thiên nói vài chuyện phiếm, xem như mở đầu, rồi mới nhắc tới chuyện chính. Nghe nói ngày hôm qua cậu gặp Tổng Bí Thư. Đúng vậy. Hạ Tưởng gật đầu thừa nhận, cũng không nói nhiều. Trần Hạo Thiên mỉm cười liếc mắt nhìn Cổ Thu Thật một cái, khẽ gật đầu nói. Phó Bí Thư Hạ, thật sự không chịu đến lĩnh Nam giúp tôi. Lần đầu tiên, một ủy viên Bộ Chính trị dùng giọng điệu nhờ và nói chuyện với một Phó Bí Thư, quả thật là một cảnh tượng cực kỳ hiếm thấy trong cuộc sống chính trị. Chỉ có điều, ngoài sự vinh hạnh trong lòng, Hạ Tưởng vẫn kính cẩn mà giữ vững lập trường như cũ, đáp. Nếu cá nhân tôi thì chuyện ở tỉnh Tề chưa xong, tôi hy vọng trước sau vẹn toàn. Nếu cơ quan sắp xếp thì cá nhân tôi sẽ phục tùng quyết định của cơ quan. Trần Hạo Thiên nhìn Hạ Tưởng hồi lâu, sau đó bỗng nhiên đứng lên, giọng điệu có vài phần nghiêm khắc. Hạ Tưởng, tôi mấy lần mời cậu, cũng đưa ra đủ thành ý, cậu đều không nể mặt chút nào, chẳng lẽ cậu không sợ đắc tội tôi chút nào? Tôi lại nói cho cậu biết, đắc tội Trần Hạo Thiên tôi, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Trần Hạo Thiên đột nhiên thay đổi sắc mặt làm Hạ Tưởng thật sự không ngờ tới. Tuy nhiên, Hạ Tưởng vẫn không thay đổi sắc mặt, sau một lát trầm mặc, ngược lại còn thoải mái mà mỉm cười. Hạ Tưởng cười, Cổ Thu Thực cũng cười. Cổ Thu Thực cười, vẻ mặt nghiêm túc của Trần Hạo Thiên cũng không giữ được, cũng chỉ có thể mỉm cười, ông ta lắc đầu nói. Trước kia không nên mời Thu Thực đến. Tôi sớm biết, Hạ Tưởng sẽ nhìn ra điều gì đó từ vẻ mặt Thu Thực. Kỳ thật Trần Hạo Thiên đã đoán sai, Hạ Tưởng không hề nhìn mặt đoán lòng, mà hắn đã biết, Trần Hạo Thiên thay đổi vẻ mặt, chẳng qua là đòn gió làm bộ thôi, bởi vì hắn hiểu rõ, với cấp độ của Trần Hạo Thiên, sẽ không trở mặt với hắn, cũng không so đo gì với hắn. Quan trọng hơn chính là Cổ Thu Thực còn ở bên cạnh. Cho nên, Hạ Tưởng đã nói, nếu tôi nói thật mà chọc giận Bí Thư Trần, Bí Thư Trần vì vậy ghi hận tôi. Tôi không tin Bí Thư Trần có thể thân thiết với Bí Thư Cổ mà sẽ là một người so đo việc nhỏ. Hạ Tưởng một câu vừa nịnh Trần Hạo Thiên, lại khen Cổ Thu Thực, một công đôi việc. Trần Hạo Thiên cười ha hả. Không bằng cậu nói thẳng ra là nếu Hạo Thiên hẹp hòi thiển cận, cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay, chẳng khác nào cậu nói nếu Trần Hạo Thiên nhỏ mọn như vậy, thành tựu về sau cũng có hạn. Cho dù cậu nói như vậy, tôi cũng sẽ không tức giận. Cổ Thu Thực rốt cục lúc này mới nói chuyện. Tuy nhiên Bí Thư Trần cũng thật sự có chút giận cậu, cậu cũng quá không nể tình, có phải hay không? Tốt xấu gì Bí Thư Trần cũng đã đến mời 3 lần. Cổ Thu Thực đang tìm bậc thang cho Trần Hạo Thiên xuống. Trần Hạo Thiên xua tay, rồi lại vỗ vai Hạ Tưởng. Anh bạn nhỏ Hạ Tưởng này, tôi kết rồi. Biết suy nghĩ, có nguyên tắc, thật sự rất hiếm có. Cán bộ có thể kiên trì quan niệm của mình trước áp lực. Hiện tại quá ít. Hạ Tưởng không nói gì, khi nào thì hắn thành anh bạn nhỏ chứ? Đương nhiên, nếu so tuổi với Trần Hạo Thiên, hắn thật đúng là một anh bạn nhỏ. Không ngờ, Trần Hạo Thiên vẫn là không chịu buông tha hắn, lại tăng thêm một điều kiện. Sang năm, sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Tề đổi nhiệm kỳ mới, nếu chuyện của cậu ở tỉnh Tề xong xuôi rồi, có phải có thể đến lĩnh Nam không? Hạ Tưởng thật sự muốn hỏi cho rõ ràng. Hắn thực sự đáng coi trọng như vậy sao, hay là Trần Hạo Thiên muốn hắn phải đồng ý? Cũng đúng, dù sao đường đường ủy viên Bộ Chính trị ra mặt mời mấy lần, hắn không tỏ vẻ một chút thì cũng có vẻ quá đáng, hắn đành nói. Tôi cũng hy vọng có cơ hội làm việc dưới sự lãnh đạo của Bí Thư Trần. Tốt, tôi sẽ nhớ câu này của cậu. Phong cách của Trần Hạo Thiên và Trần Phong hơi giống nhau, dường như rất ngay thẳng, nhưng trong sự ngay thẳng, lại có một mặt tính toán. Nếu không phải trước kia Hạ Tưởng quan hệ chặt chẽ với Trần Phong, hiểu rõ tính cách Trần Phong như lòng bàn tay thì sau vài hiệp, hắn sẽ bị Trần Hạo Thiên thu phục hoàn toàn. Tuy nhiên, nói cho cùng Hạ Tưởng cũng không ngờ đến hôm nay Trần Hạo Thiên vẫn không cưỡng ép hắn, chỉ điểm đến là dừng, và áp dụng cách lấy lui làm tiến. Chẳng lẽ, khi chuyện ở tỉnh Tề xong xuôi, Trần Hạo Thiên còn muốn nhắc lại việc đưa hắn tới lĩnh Nam? Vấn đề là, đến lúc đó cách nhiệm kỳ mới không xa, hắn đi thì làm được gì? Chẳng lẽ Trần Hạo Thiên còn có dụng ý thâm sâu hơn? Cứ mặc kệ đã, dù sao Hạ Tưởng có lý do để tin tưởng, lúc đầu cho dù Trần Hạo Thiên không suy nghĩ đến toàn cục, cũng sẽ không có tâm hại hắn, dù sao có tầng quan hệ với nhà họ Ngô, lúc này lại có Cổ Thu Thực,
tính cách Trần Hạo Thiên cũng có chỗ tin được, ít nhất tính cách ngay thẳng của ông ta khiến Hạ Tưởng rất tán thành. Nói xong chính sự, sau đó lại bắt đầu nói chuyện phiếm, uống trà tán gẫu, dường như rất là nhàn nhã, kỳ thật trong sự nhàn nhã, vẫn đang bàn luận đại thế năm sau. Có thể khiến hai ủy viên Bộ Chính trị không hề kiêng kỵ sự có mặt của hắn, trực tiếp nói chuyện quốc gia đại sự, Hạ Tưởng quả thật có cảm giác vinh hạnh sâu sắc. Mặc dù thật ra chủ đề Trần Hạo Thiên và Cổ Thu Thực đàm luận cũng không quá sâu, dù sao bọn họ cũng không phải là nhân vật quan trọng có thể quyết định chính sách quốc gia. Thu Thực, phỏng chừng sang năm vị trí bí thư thành ủy Bắc Kinh của ông là chắc chắn rồi. Chỉ hy vọng như thế, hẳn là ít khó khăn hơn chuyện của ông một chút. Trịnh Thịnh thế nào? Không quá rõ ràng. Cổ Thu Thực theo bản năng nhìn Hạ Tưởng một cái. Theo suy đoán của Hạ Tưởng, khả năng Trịnh Thịnh vào bộ không lớn. Bởi vì từ thế cục trong nước sắp tới, kinh nghiệm lý lịch và chiến tích Trịnh Thịnh cũng không nổi bật, trong bộ chính trị cũng không có vị trí thích hợp với anh ta. Người khó có khả năng vào bộ còn có Trần Phong. Tống Chiêu Độ vào bộ thì có vài phần chắc chắn, phỏng chừng sau khi vào bộ, Tống Chiêu Độ còn có thể ở địa phương, bốn thành phố lớn trực thuộc Trung ương, trừ Bắc Kinh và Hạ Giang ra, hai thành phố khác phỏng chừng ông ta có cơ hội đi vào. Có một người quan hệ chặt chẽ với Hạ Tưởng có khả năng vào bộ nữa là Khâu Nhân Lễ. Khâu Nhân Lễ sau khi vào bộ, sẽ đảm nhiệm chức vụ gì, Hạ Tưởng không đoán được, nhưng căn cứ phân bố thế lực gia tộc và bố cục lâu dài thì Khâu Nhân Lễ phần lớn sẽ lưu lại Bắc Kinh, sẽ không đến địa phương nữa. Trong mấy người Hạ Tưởng chú ý, Trần Phong là người đầu tiên chưa xác định có thể vào bộ. Cho đến hôm nay vẫn không thấy một tia triển vọng, còn đang nâng lên mà chưa quyết định. Ngày hôm qua, Hạ Tưởng và Trần Phong nói chuyện điện thoại, Trần Phong còn chưa tới Bắc Kinh, đang bận xử lý một số việc. Trong điện thoại không tiện đề cập chuyện vào bộ, Hạ Tưởng chỉ hỏi một cách hàm ý là khi nào Trần Phong đến Bắc Kinh, nhưng Trần Phong chưa nói chắc chắn, thậm chí nói nếu không thoát thân được, khả năng đến Quốc Khánh cũng chưa đến Bắc Kinh. Khiến trong lòng Hạ Tưởng vô cùng lo lắng. Lần Quốc Khánh này, là Quốc Khánh cuối cùng trước một nhiệm kỳ mới, Bắc Kinh hiện tại là nơi quan lớn tập hợp. Đều đang cạnh tranh, sợ bị hạ thấp hơn người khác. Đúng lúc này Trần Phong lại chưa chắc có thể đến Bắc Kinh, có thể thấy không phải là chuyện tốt, hẳn là việc vào bộ có biến số. Vừa vặn có hai vị ủy viên Bộ Chính trị ở đây, Hạ Tưởng không nhân cơ hội mở miệng hỏi, chẳng lẽ để vuột mất cơ hội. Bí thư Trần, bí thư Cổ, khi tôi ở thành phố Yến, vẫn rất kính trọng bí thư Trần Phong, năm nay bí thư Trần chưa tới Bắc Kinh, nếu anh ta đến đây... Hy vọng anh ta có thể làm quen với hai vị bí thư một chút. Trần Phong cũng là bí thư tỉnh ủy, Trần Hạo Thiên và Cổ Thu Thực tuy là ủy viên Bộ Chính trị, cũng rất muốn kết giao đại quan biên giới, Hạ Tưởng nói vậy cũng hợp lẽ thường. Trần Hạo Thiên và Cổ Thu Thực nhìn nhau cười, ngay lập tức hiểu ngụ ý của Hạ Tưởng. Trần Hạo Thiên không nói gì, chỉ lắc lắc đầu, cũng không biết là có ý gì, Cổ Thu Thực khẽ mỉm cười, được Hạ Tưởng khơi mào đề tài, nói. Chuyện của Trần Phong, không tốt lắm. Phe phái của Trần Phong rất mờ nhạt, quan hệ với thế lực các nơi khá cân đối, trừ phi tranh chấp giữa các thế lực cần một người cân bằng thế cục, ông ta mới có hy vọng trổ hết tài năng vào bộ, coi như là nhân vật giảm sóc và thỏa hiệp giữa thế lực các nơi. Nhưng hiện tại đọ sức giữa các thế lực vừa mới bắt đầu, còn xa mới đến lúc cạnh tranh gay gắt, nên đề cử Trần Phong, chỉ sợ tạm thời còn gác lại ở một bên, chỉ trở thành dự bị. Cổ Thu Thực cũng không nói tỉ mỉ. Chỉ nói đơn giản. Đề cử Trần Phong, có người đề cập tới, nhưng không thảo luận gì lại để sang một bên, trước khi xác định rõ ràng, chuyện của Trần Phong phỏng chừng sẽ không chính thức được đưa lên. Hai ngày trước tôi cũng gọi điện thoại cho Trần Phong, thật ra cậu ta nhìn vấn đề rất thoáng. Phong cách của Trần Phong, Hạ Tưởng hiểu rõ hơn Cổ Thu Thực nhiều. Dưới vẻ ngoài ngay thẳng, Trần Phong kỳ thật cũng là một người tâm tư nhạy bén, đương nhiên, Trần Phong cũng có năng lực thật sự. Lại nói, khi chuyện liên quan đến lợi ích mấu chốt, ai cũng khó mà suy nghĩ bình thường được. Bí thư tỉnh ủy nào không muốn tiến thêm một bước, tiến vào bộ chính trị. Cũng như người nào trước khi là tỷ phú mà không muốn trở thành tỷ phú, lòng cầu tiến của con người là không có chừng mực. Đối với bình luận của Cổ Thu Thực về Trần Phong, Hạ Tưởng từ chối cho ý kiến, hắn chỉ nói. Bí thư Trần đối nhân xử thế không tệ, có năng lực, cũng có nguyên tắc. Đối với bạn bè lại rất tốt. Có khi có thể nói một chút, mặc kệ có tác dụng hay không, ở trước mặt hai ủy viên Bộ Chính trị, hắn rốt cuộc vẫn là cấp dưới, lời nói không có trọng lượng,
Tuy nhiên nếu có thể khiến Trần Hạo Thiên và Cổ Thu Thực biết tâm tư của hắn, ở thời khắc mấu chốt hơi chút thiên lệch Trần Phong thì chỉ cần Trần Phong không nói bậy, mục đích của hắn liền đạt được. Cổ Thu Thực cười mà không nói, Trần Hạo Thiên cũng mỉm cười. Yên tâm, Hạ Tường, nếu cậu nói vậy, tôi khẳng định nói vài lời cho Trần Phong, không nói có tác dụng hay không, khẳng định sẽ không có tác dụng tiêu cực. Trần Hạo Thiên quả nhiên trực tiếp hơn Cổ Thu Thực, Hạ Tường cười ha hả. Cảm ơn bí thư Trần, cảm ơn bí thư Cổ. Cổ Thu Thực xua tay. Trước đừng cảm ơn tôi, vô công bất thụ lộc. Mấy người cùng nhau cười ha ha, trong tiếng cười, không khí rất hòa thuận. Có thể nói, lần gặp mặt này, tốt hơn rất nhiều so với Hạ Tường mong muốn, Trần Hạo Thiên nhượng bộ hợp lý, cùng với một hứa hẹn sau này, đều khiến Hạ Tường thấy được ánh mắt lâu dài của một chính trị gia ưu tú, cũng khiến hắn sâu sắc cảm nhận được một điểm, nhiều khi, chính trị chính là nghệ thuật thỏa hiệp, học được cách nhượng bộ, học được cách bỏ ngắn cắn dài, ánh mắt chắc tuyệt mới là tố chất cơ bản của một chính trị gia nên có. Từ đó càng làm cho Hạ Tường xem trọng Trần Hạo Thiên, cho rằng chuyện Trần Hạo Thiên vào thường vụ lần này, hơn phân nửa có thể thành công. Lúc chia tay, khi Cổ Thu Thực và Hạ Tường bắt tay, ông ta nói đầy thâm ý. Đừng tưởng rằng bí thư Trần thuận miệng nói, sau khi xong chuyện ở tỉnh Tề, nói không chừng cậu thật sự cần thực hiện lời hứa. Hạ Tường cũng kiên định nói. Sau khi xong chuyện tỉnh Tề, thiên hạ to lớn, tôi đi đâu cũng được. Hiếm khi thấy Hạ Tường cũng có lời nói hùng hồn, Cổ Thu Thực cười ha hả. Tốt, nói rất hay, chỉ ở thiên hạ, mới có thể du ngoạn thiên hạ. Trên đường trở về, Hạ Tường do dự không biết có nên về nhà họ Ngô một chuyến không, nói chuyện với ông cụ về chuyện Trần Phong, mặc dù vì chuyện Tống Chiêu Độ đã xin ông cụ giúp đỡ một lần, chuyện của Trần Phong không tiện mở miệng lần nữa, nhưng Hạ Tường là người trọng tình, thật sự muốn cố gắng hết khả năng nâng đỡ Trần Phong một phen. Cho dù hắn cũng biết, rất khó mở miệng, hơn nữa sau khi nói ra, chưa chắc đã hữu dụng. Đang lúc khó xử, điện thoại vang lên, vừa thấy là nha nội gọi đến. Hắn nghĩ thầm nha nội thật đúng là kiên trì, trong dịp quốc khánh mà điện thoại đến. Lại có chuyện gì sao? Hắn nhận điện thoại, thanh âm nha nội vẫn thân thiết như trước. Phó bí thư Hạ, cha tôi muốn mời anh ăn cơm, không biết có thể đại giá quang lâm không? Hạ Tưởng dẫm lên phanh xe một phát, dừng lại bên đường. Vốn cho rằng quốc khánh năm nay, cho đến hiện tại, ngoài hôn lễ của Hứa Quan Hoa vào ngày mai, về cơ bản không có việc lớn nữa rồi. Hắn cũng coi như tạm thời qua được cửa của Trần Hạo Thiên, nếu tính thêm Tào Thù Lê Thành phu nhân ngoại giao, hắn xem như thu hoạch khá phong phú. Về cơ bản tính đến hiện tại, hắn cũng không có lòng tiếp xúc với những người khác, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai muộn nhất là ngày mốt, sẽ chuẩn bị về thành phố Lỗ. Không ngờ vẫn xảy ra phiền toái, nha nội lại bày ra một đề khó lớn hơn nữa. Mãi đến nay, Hạ Tưởng tuy số lần so chiêu phe phản đối không ít, nhưng tiếp xúc mặt đối mặt thật sự rất ít, với Lục Gia Thành còn coi như từng tiếp xúc chính diện mấy lần, với Chủ tịch Quốc hội. Mấy năm gần đây hầu như đều không hề gặp mặt. Chủ tịch Quốc hội đột nhiên đề xuất muốn mời hắn ăn cơm, cách nói rất khéo léo cũng rất khách khí, đương nhiên không thể xem như thật sự là mời hắn ăn cơm. Hơn nữa nói cho cùng, suy cho cùng là ý của Chủ tịch Quốc hội hay là ý của nha nội hai cách nói thật sự làm Hạ Tưởng bất ngờ. Bởi vì Hạ Tưởng nghĩ không ra bất kỳ điều kiện tiên quyết nào có thể ngồi đàm luận cùng Chủ tịch Quốc hội. Còn có một vấn đề chính là, giữa hắn và Chủ tịch Quốc hội, hầu như không có bất kỳ tiếng nói chung nào. Chủ tịch Quốc hội mời hắn ăn cơm, e rằng không phải là ăn cơm, mà là phiền toái. Nhưng lại không thể không đi, suy cho cùng không phải là bữa tiệc của nha nội, là bữa tiệc của Chủ tịch Quốc hội. Nha nội đã đưa ra chiêu bài Chủ tịch Quốc hội, thì Hạ Tưởng không có lý do từ chối. Không đợi Hạ Tưởng trả lời, nha nội lại nói. Đúng rồi, Tư Phương Chính nói không cẩn thận đụng chạm Phó Bí Thư Hạ, ông ấy nói với tôi, hy vọng có thể dọn một bàn tiệc, trực tiếp nhận lỗi với Phó Bí Thư Hạ. Nói là nhận lỗi, kỳ thực là mượn nha nội muốn kết giao với hắn, Hạ Tưởng sẽ không để ý tới nhân vật như Tư Phương Chính đâu, hắn cũng không muốn có thêm sự tiếp xúc với y nữa, liền từ chối ngay. Chủ tịch Quốc hội thỉnh tình mời, tôi thì cung kính không bằng tuân mệnh. Chuyện của Tư Phương Chính thì bỏ đi, cũng không có mâu thuẫn gì, chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc, chuyện đều đã qua rồi. Nha nội cũng không miễn cưỡng, dù sao cũng đưa lời rồi, y coi như đủ nể mặt Tư Phương Chính rồi, bèn nói. Vậy được, 7 giờ tối nay, tôi kính cẩn đợi Phó Bí Thư Hạ đến.
Quả đúng thật là một trò hay, Hạ Tưởng lắc đầu cười cười, thầm nghĩ có nên tìm người bàn bạc một chút không, xem Chủ tịch Quốc hội mời hắn ăn cơm rốt cuộc phải đối phó như thế nào, đang cân nhắc tìm ai tốt hơn, thỉnh giáo ông cụ Ngô ư. Dường như không ổn, đúng rồi, hỏi lão cổ là thích hợp nhất. Vừa lấy điện thoại lại vang lên không đúng lúc, sở dĩ nói không đúng lúc, không phải là thời gian gọi tới không đúng, mà là người gọi không đúng. Là cú điện thoại Hạ Tưởng không muốn nghe Diệp Thiên Nam gọi đến. Thực ra theo như Hạ Tưởng nghĩ, giữa hắn và Diệp Thiên Nam đã hoàn toàn không có tiếng nói chung, tin rằng về sự việc của Tần Khản, Diệp Thiên Nam không ít lần đứng đằng sau bày mưu tính kế hoặc xúi dục cũng chẳng cần thiết nói chuyện, chỉ đợi quyết chiến vào thời khắc cuối cùng. Nhưng do dự một lát, Hạ Tưởng vẫn nghe điện thoại, hắn cũng muốn nghe xem, Diệp Thiên Nam còn có thể ba hoa trích chòe thế nào nữa. Vừa nghe máy, liền truyền đến lời nói ba phần nhiệt tình, ba phần giả tạo, bốn phần khách khí của Diệp Thiên Nam. Phó Bí Thư Hạ, đến Bắc Kinh rồi sao không nói một tiếng? Tôi còn phải mời anh dùng cơm, cũng tiện làm hết thịnh tình của chủ nhà. Hạ Tưởng trong lòng bỗng cảm thấy ghê tởm, Diệp Thiên Nam hoàn toàn không phải người Bắc Kinh, hiện tại tạm trú ở Bắc Kinh, cũng chỉ là làm quan ở Bắc Kinh, cũng không phải là làm ăn ở đây, ngôn không chính danh không thuận thì thôi, không ngờ lại muốn làm hết thịnh tình của chủ nhà. Hạ Tưởng thật muốn giáp mặt cho y một câu nói không biết xấu hổ. Tuy nhiên dáng nhịn, vẫn nhịn được, vẫn cười một tiếng, nói. Anh Thiên Nam, không phải không muốn nói với anh, cái chính vẫn là việc nhiều quá, không thể phân thân, thời gian không cho phép. Đợi lần sau được rồi. Diệp Thiên Nam lại không chịu buông, tiếp tục nói. Vậy không được rồi, mời nhau không bằng tình cờ gặp, đã để tôi biết anh đến Bắc Kinh rồi, nói gì cũng phải mời anh đi ăn. Tối nay thế nào? Hạ Tưởng vốn không muốn ghê tởm Diệp Thiên Nam, nhưng Diệp Thiên Nam lại cố ý làm bộ thân thiện khiến hắn thật sự khó mà chịu được, bèn nói. Tối nay, thật sự không được, tối nay có hẹn rồi. Diệp Thiên Nam liền hỏi. Không thể khước từ à? Hạ Tưởng thấy Diệp Thiên Nam bị lừa, liền dứt khoát nói. Khước từ không nổi, Chủ tịch Quốc hội mời, không đi không được. Trong điện thoại bỗng chốc rơi vào sự im lặng ngắn ngủi, Hạ Tưởng tai khá thính, thậm chí nghe được tiếng Diệp Thiên Nam thở ra một hơi, trong lòng không khỏi cười thầm, hỏi nữa đi, đáng, không muốn làm ông một ngạt, ông cứ tự mình chuốc lấy, thật quá đáng, không phải tự mình tìm dây buộc mình sao. Đã có người đưa mặt đến tận nơi cho đánh, Hạ Tưởng nếu không cố mà đánh nhẹ một cái, cũng thật làm khó sự nhiệt tình của đồng chí Diệp Thiên Nam. Để Diệp Thiên Nam biết hắn và Chủ tịch Quốc hội sắp mặt đối mặt ngồi cùng nhau, với sự quá nhạy cảm và đa nghi của Diệp Thiên Nam, không những tối nay sẽ ngủ không yên, mà y cũng sẽ chủ động báo cáo tình hình với người khác, do đó có khả năng sẽ khiến đối phương tạo ra phán đoán sai lầm. Một công đôi việc. Sau khi im lặng khoảng vài giây, Diệp Thiên Nam mới lại mở miệng, nhưng giọng điệu rõ ràng không thoải mái như lúc nãy, mà là hơi suy sụp, cho dù ngụy trang rất tốt, nhưng không giấu khỏi tai Hạ Tưởng. Phó Bí Thư Hạ, Chủ tịch Quốc hội mở miệng trước rồi, tôi cũng không tiện gò ép nữa. Đợi khi nào anh có thời gian, lại điện thoại cho tôi được rồi. Ngắt điện thoại của Diệp Thiên Nam, khóe miệng Hạ Tưởng hiện lên điệu cười xấu, xấu hơi có thuần túy, xấu hơi có suy nghĩ. Quả không ngoài dự đoán của Hạ Tưởng, Diệp Thiên Nam vừa tắt điện thoại với Hạ Tưởng, liền lập tức gọi một cú điện thoại, nói khoảng mười mấy phút mới ngắt máy, sau đó mới nói với người ngồi đối diện với y. Sự việc biến hóa nhanh quá, có phiền phức rồi. Diệp Thiên Nam ngồi đằng sau bàn làm việc trong một văn phòng bố trí rất tao nhã, chăm chú nhìn người ngồi đối diện với y. Nếu Hạ Tưởng có ở đó, chắc chắn sẽ hiểu ý cười, bởi vì hắn cũng đoán được quốc khánh năm nay, đồng chí Tần Khản chắc chắc cũng không chịu ngồi yên, cũng sẽ đến Bắc Kinh hoạt động. Tần Khản đến Bắc Kinh, chắc chắn sẽ không có cao tầng tự mình tiếp đãi, nhưng chắc phải có người tiếp, Diệp Thiên Nam chính là ứng cử viên thích hợp nhất. Tần Khản phỏng chừng cũng ngồi lâu rồi, đứng dậy, vận động một chút, không đồng ý cười. Hạ Tưởng và Chủ tịch Quốc hội gặp mặt không thể nói rõ điều gì, suy cho cùng không phải chung phe cánh, không thể ăn một bữa cơm là có thể gần gũi bao nhiêu. Lời tuy như vậy, trên mặt y cũng ẩn vẻ lo lắng. Bởi vì đều rõ, Hạ Tưởng và Chủ tịch Quốc hội gặp mặt là không thể nói rõ điều gì, nhưng ít nhất tỏ rõ hai bên có ý đồ tiếp cận, có thể cùng ngồi ăn cơm. Là chứng minh có vấn đề có thể trò chuyện, có tiếng nói chung, đối với phe bình dân mà nói, thật sự là một tin vô cùng bất lợi. Bên trên nói thế nào?
Tần Khản lại truy hỏi một câu, y đến Bắc Kinh lần này, vốn nghĩ muốn đích thân gặp mặt thủ tướng, nhưng thủ tướng cứ không gặp được, khiến y ít nhiều có hơi bất đắc dĩ, đành phải để mọi chuyện cho Diệp Thiên Nam truyền đạt. Diệp Thiên Nam khẽ lắc đầu. Vẫn cứ một câu thường nói yên lặng xem thay đổi. Có thể nói gì, coi như là hạ tưởng gặp mặt Tổng Bí Thư, ai cũng không xen vào được phải không? Tần Khản trong lòng nổi sóng. Hạ tưởng cũng gặp mặt Tổng Bí Thư rồi. Đối với tin hạ tưởng nói với Diệp Thiên Nam sắp gặp Chủ tịch Quốc hội, y tự nhiên rõ được là hạ tưởng có ý tiết lộ, là cố ý khiến bên mình tạo ra phán đoán sai lầm. Diệp Thiên Nam cũng tỏ vẻ mặt ngạc nhiên. Không biết, không nghe nói. Tần Khản bình thường trở lại. Phỏng chừng hạ tưởng cũng sẽ không gặp mặt Tổng Bí Thư, thời gian Quốc Khánh Tổng Bí Thư bận rộn như vậy, làm sao có thể đặc biệt tranh thủ thời gian gặp mặt hắn, hắn lại không phải là nhân vật quan trọng gì. Câu này nói hơi duy tâm, tuy nhiên Diệp Thiên Nam lại có thái độ phụ họa. Nói đúng lắm, tôi cũng không cho rằng Tổng Bí Thư sẽ đặc biệt gặp mặt hạ tưởng, ít nhiều Bí Thư tỉnh ủy muốn gặp mặt Tổng Bí Thư cũng không có khả năng, hạ tưởng chẳng là chỉ là một phó Bí Thư tỉnh bình thường. Hai người nói mấy câu về chuyện của hạ tưởng, lại nghĩ tới điều gì, Diệp Thiên Nam nói. Nghe nói Trần Hạo Thiên muốn điều hạ tưởng đi lĩnh Nam, đối với tỉnh Tề mà nói là một việc cực tốt, cũng không biết việc này có thành không. Có lẽ thành. Tần Khản mặt mày vui vẻ. Hạ tưởng mà đi, đối với tỉnh Tề mà nói quả thật là một việc tốt, đối với tất cả chúng ta mà nói, cũng là chuyện tốt. Diệp Thiên Nam lại nghĩ tới điều gì, khẽ lắc đầu. Tôi cứ cảm thấy việc không thể thành, bởi vì Trần Hạo Thiên muốn điều hạ tưởng, lực cản quá lớn, ít nhất nói từ chủ định, hạ tưởng không muốn rời khỏi tỉnh Tề. Tần Khản lại có suy nghĩ không giống vậy. Tôi lại cho rằng hạ tưởng bằng lòng rời khỏi tỉnh Tề, suy cho cùng hắn ở tỉnh Tề làm tiếp nữa, cũng không lộ rõ chiến tích, không bằng đi lĩnh Nam, cùng Trần Hạo Thiên, có thể là một cuộc giao dịch có lợi nhất. Diệp Thiên Nam nhìn Tần Khản một cái, lại không nói gì. Thầm nghĩ thật ra Tần Khản thật sự không nhìn thấu hạ tưởng, nhận thức của y về hạ tưởng, mãi mãi không bằng mình. Diệp Thiên Nam đoán đúng rồi, Tần Khản đối với hạ tưởng trước sau có phán đoán sai lầm, y vẫn cứ cho rằng hạ tưởng không thể đứng trên đại nghĩa quốc gia để quyết định hướng đi, nói cách khác, không thể vì đại cục tỉnh Tề mà từ bỏ việc đi lĩnh Nam đánh bóng tên tuổi. Tần Khản đương nhiên cho rằng hạ tưởng nếu đi lĩnh Nam, là ít nhiều muốn mạ vàng DN tiếng, suy cho cùng có Trần Hạo Thiên trông nom. Hẳn là mọi việc không cần lo. Đương nhiên, Tần Khản cũng không phải không nghĩ qua hạ tưởng vì đối phó với y mà nhất định phải ở lại tỉnh Tề, nhưng ý nghĩ chỉ là thoáng qua, bởi vì y tin rằng một chính khách sẽ không vì ân oán cá nhân mà từ bỏ tiền đồ tốt đẹp. Chẳng qua là, y chung quy không nhìn thấu hạ tưởng, không chỉ có y, Diệp Thiên Nam cũng không nhìn thấu hạ tưởng, bởi vậy mới tạo thành phán đoán sai lầm từ đầu đến cuối của y về hạ tưởng, mà mang đến hậu quả không thể cứu vãn. Hạ tưởng đương nhiên không biết lúc Diệp Thiên Nam điện thoại cho hắn, Tần Khản cũng ở ngay bên cạnh cùng nghe, lúc hắn đến địa điểm đã hẹn với nha nội, là 6 giờ rưỡi tối, đến trước nửa tiếng. Suy cho cùng là gặp mặt với Chủ tịch Quốc hội, không thể đến muộn, phải thể hiện thái độ. Địa điểm đã hẹn là một câu lạc bộ, thấp thoáng ở giữa nhà cao tầng, lại vô cùng yên tĩnh khó tìm, quả thật là một chỗ yên lặng nơi ồn ào. Hạ tưởng vừa mới dừng xe xong. Còn cho rằng sẽ đợi một lát nữa Chủ tịch Quốc hội mới tới, không ngờ vừa ngẩng đầu, lại phát hiện nha nội và Chủ tịch Quốc hội đã có mặt rồi, không khỏi khiến hắn thầm nhủ, đến thật nhanh, cuối cùng nha nội đầy đủ thành ý, hay là hôm nay là một bữa hồng môn yến long trọng. Lại đảo mắt qua, không khỏi sửng sốt, sau lưng Chủ tịch Quốc hội còn có hai người, đều là người quen, đằng sau hai người quen, còn có một người, cũng là người quen, nếu nói hai người quen ở phía trước không khiến hạ tưởng giật mình. Thì người quen ở phía sau thật sự khiến hắn ngây cả người sao lại là cô ta. Màn đêm rất đẹp, khí hậu rất hợp lòng người, mùa thu Bắc Kinh, màn đêm đẹp đẽ tất cả đều làm người ta say mê. Ngoài sự xuất hiện của người quen ở đằng sau cùng khiến hạ tưởng thật sự không ngờ tới ra, về cơ bản cuộc gặp mặt tối nay, bắt đầu coi như vô cùng thuận lợi. Hạ tưởng ăn vận không được xem là trang trọng lắm, suy cho cùng hôm nay là gặp mặt, là do nha nội ra mặt mời. Coi như là cuộc gặp mặt bình thường, hắn cũng không mặc đồ Âu, càng không đeo cà vạt, chỉ mặc chiếc áo jacket bình thường. Khi hắn thấy người quen đi đằng sau cùng mặc một chiếc váy dài, hoàn toàn không giống cách ăn mặc đoan trang lúc ở thành phố Lỗ, cũng liền nhẹ nhõm, cuộc gặp mặt hôm nay, hẳn là khá thoải mái, nói cho cùng,
hắn không muốn cùng Chủ tịch Quốc hội bàn luận chuyện lớn trang trọng gì. Chỉ xem như một bữa tiệc riêng tư lại cũng tốt, mà trên thực tế, hắn cũng không cho rằng có đề tài gì chung với Chủ tịch Quốc hội. Nhà nội bước một bước đến trước mặt Hạ Tưởng, trên người đã không thấy chút vết thương nào, lần thứ hai bị thương nặng hơn lần thứ nhất, không ngờ lại khỏi nhanh hơn lần thứ nhất nhiều, cũng là kỳ tích. Vô cùng nhiệt tình kéo chặt tay Hạ Tưởng, xin chú ý không phải là bắt tay, là kéo, kéo so với bắt càng tỏ rõ tình sâu nghĩa nặng hơn. Phó Bí Thư Hạ, nào, để tôi giới thiệu. Thật ra không cần tới nhà nội giới thiệu, những người đến Hạ Tưởng đều biết. Chủ tịch Quốc hội không chút vội vàng đến trước mặt Hạ Tưởng, vẻ mặt mỉm cười, dịu dàng, ấm áp, làm người khác cảm giác như gió mùa xuân có thể trong mùa thu sơ sắc tiêu điều khiến người khác cảm nhận được mùa xuân rạt rào, có thể thấy khí chất mạnh mẽ thế nào. Ông giơ tay ra, bàn tay rộng và chắc, cùng bắt tay với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, vẫn cứ muốn gặp mặt cậu, hôm nay cuối cùng cơ hội cũng đến, thật không dễ, không dễ. Vừa nói, vừa dùng tay còn lại đập nhẹ nhẹ vào tay Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đương nhiên là đưa ra hai tay, hơn nữa vẻ mặt nóng bỏng. Có thể gặp mặt Chủ tịch Quốc hội, rất vinh hạnh. Tôi và Tông Cao thời gian quen biết cũng không ngắn, vẫn cứ hy vọng có cơ hội gặp mặt nghe Chủ tịch Quốc hội dạy bảo, hôm nay thật sự là một ngày tốt. Ngày tốt, quả là ngày tốt. Chủ tịch Quốc hội cười tươi rói, thời gian bắt tay với Hạ Tưởng vượt quá nửa phút, quả thật vô cùng nhiệt tình. Theo sau, ba người quen phía sau Chủ tịch Quốc hội mới lần lượt xuất hiện, gồm có Tôn Tập Dân, Chu Hồng Cơ và Lưu Nhất Lâm. Đúng vậy, người mà khiến Hạ Tưởng giật mình đúng là Lưu Nhất Lâm. Hạ Tưởng vẫn cứ không rõ lắm chỗ dựa vững chắc của Lưu Nhất Lâm rốt cuộc là ai. Lúc ban đầu, Lưu Nhất Lâm dường như còn có nguồn gốc với Mai Thăng Bình, nhưng một loạt sự việc sau đó cho thấy, giữa Mai Thăng Bình và Lưu Nhất Lâm, quan hệ cũng bình thường. Lại đến khi Lưu Nhất Lâm đột nhiên từ trưởng ban tổ chức thành phố Yến chuyển nhiệm thị trưởng thành phố Lỗ mới khiến Hạ Tưởng thật sự giật mình, mà sau đó quan hệ mật thiết giữa Lưu Nhất Lâm và Thôi Bách Tính bên Ủy ban Kỷ luật Trung ương càng khiến Hạ Tưởng không khỏi nghĩ nhiều. Nhưng tất cả những điều ở trên, đều không bằng sự xuất hiện của Lưu Nhất Lâm, khiến hắn trong lòng kinh ngạc. Đương nhiên, cũng không thể chỉ dựa vào điều này thì chứng tỏ Lưu Nhất Lâm là người của Chủ tịch Quốc hội, nhưng ít nhất cũng cho thấy một điểm. Lưu Nhất Lâm và Chủ tịch Quốc hội quan hệ không phải bình thường, nếu không cũng sẽ không có ở trường hợp gặp mặt mang tính chất nửa riêng tư như hiện tại. Cuộc gặp mặt hàn huyên của Hạ Tưởng và Tôn Tập Dân, Chu Hồng Cơ, đơn giản hơn chỉ là khẽ gật đầu khách sáo, tất cả cố gắng trong im lặng, nhưng cái bắt tay với Lưu Nhất Lâm là hơi có chút ý nghĩa sâu xa. Hạ Tưởng thật không giống với những lãnh đạo già bắt tay nữ đồng chí, dùng sức nắm chặt không buông tay, mà chỉ là nắm nhẹ nhẹ rồi buông ra, cười nói. Không ngờ, sự xuất hiện của thị trưởng Lưu, là sự bất ngờ lớn nhất hôm nay. Lưu Nhất Lâm tự nhiên hiểu được ý chỉ trong lời nói của Hạ Tưởng, mỉm cười. Thật ra cũng chẳng có gì bất ngờ, vốn dĩ trên đường muốn gọi cuộc điện thoại báo trước một tiếng, sau đó lại không cẩn thận quên mất. Nụ cười đáp trả của Lưu Nhất Lâm rất khẽ, cũng rất xỏ lá, Hạ Tưởng cũng không so đo, suy cho cùng hiện tại không phải nơi để nói chuyện, chỉ cười nói. Gặp bạn cũ nơi đất khách. Bất luận có phải được biết trước hay không, đều là niềm vui bất ngờ. Đến phòng cao cấp trên lầu, sau khi lần lượt ngồi xuống, Chủ tịch Quốc hội lại lên tiếng. Hôm nay ngồi cùng các bạn, tôi rất vui, Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ không cần nói rồi, tôi và Hạ Tưởng là lần đầu tiên mặt đối mặt, là cơ duyên khó được, hôm nay lại có Tông Cao và Nhất Lâm ở đây, mọi người không cần gò bó, cứ xem như một lần tụ hội giữa bạn bè với nhau là được rồi. Lời của Chủ tịch Quốc hội liền khiến Hạ Tưởng nghe ra được gì đó, bởi vì Chủ tịch Quốc hội nhắc đến Lưu Nhất Lâm và Tông Cao cùng lúc, rõ ràng là quy Lưu Nhất Lâm vào hàng ngũ quan hệ riêng tư, với quan hệ cấp trên cấp dưới với Tôn Tập Dân, Chu Hồng Cơ, là hoàn toàn không giống nhau. Hạ Tưởng vô tình nhìn Lưu Nhất Lâm một cái, không ngờ Lưu Nhất Lâm đang nhìn về phía hắn, còn cố ý nháy nháy mắt, phỏng chừng cũng nghe ra được ngụ ý của Chủ tịch Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội nói xong, liền để nha nội bắt đầu cùng nâng ly. Chủ tịch Quốc hội cũng khó mà được vui vẻ, liền cạn hết rượu trong ly. Với cấp bậc hiện tại của Chủ tịch Quốc hội, trong trường hợp bình thường ai mời rượu, ông có thể uống hơn một nửa là đã coi như nể mặt lắm rồi. Nói là không gò bó, không chỉ Hạ Tưởng cố gắng giữ thái độ cung kính, mà Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ cũng không thả lỏng được, chỉ có nha nội và Lưu Nhất Lâm còn hơi tùy tiện, càng khiến Hạ Tưởng trong lòng thêm phần sáng tỏ. Cũng may sau vài ly rượu,
lại có nhà nội hoạt bát, không khí coi như có phần dịu đi, chủ yếu cũng là khí chất của chủ tịch quốc hội quá mạnh mẽ. Theo Hạ Tưởng nghĩ, cho dù ông cụ Ngô hay là lão cổ có ở đây, mấy người cũng sẽ không thả lỏng như vậy. Có thể thấy cùng là kẻ bề trên, là biểu lộ uy thế, hay chỉ là một cơn gió mát ập vào mặt, cũng là khác nhau rất lớn. Tuy rằng trong bữa tiệc chủ tịch quốc hội vẫn cứ cố gắng biểu hiện ra bên ngoài sự hòa nhã và hiền lành, nhưng hiệu quả không tốt lắm, Hạ Tưởng còn được, thỉnh thoảng chen vào vài câu, Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ rất ít lời, cũng không biết là quá mức tôn kính chủ tịch quốc hội hay là có tâm lý sợ hãi. Không khí cũng tương đối rồi, chủ tịch quốc hội ngoài việc hỏi Hạ Tưởng mấy câu chuyện nhà chuyện cửa, cuối cùng nhắc đến chuyện chính. Nghe nói Trần Hạo Thiên muốn điều cậu đi lĩnh Nam, cậu có suy nghĩ gì? Hành động của Trần Hạo Thiên tuy có động tĩnh không lớn, nhưng ở đất Bắc Kinh, với cấp bậc của chủ tịch quốc hội đương nhiên biết rõ, ông hỏi như thế này, cũng là nằm trong dự đoán của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng biết rõ, hắn có đi lĩnh Nam hay không, chẳng những là việc liên quan đến lợi ích thiết thân của cá nhân hắn, mà cũng liên quan đến đại kế tỉnh Tề, càng có quan hệ mật thiết đến phe chủ tịch quốc hội. Chuyện trên chính trị, trước giờ đều là rút dây động rừng, Hạ Tưởng đi lĩnh Nam. Mặt ngoài dường như chỉ liên quan đến lợi ích thiết thân của một mình Trần Hạo Thiên, trên thực tế, Hạ Tưởng đi lĩnh Nam có ý nghĩa kiên định hàng ngũ, là đứng trên lập trường của Trần Hạo Thiên, duy trì sự nhất trí cao độ với phe cánh, bởi vì nguyên do thân phận đặc thù của Hạ Tưởng, cùng với việc mượn lực lượng của thế lực gia tộc, hoàn toàn đứng vào thế đối lập với phe phản đối, phe bình dân. Lại nếu như thật sự vì chuyện vào thường vụ của Trần Hạo Thiên, Hạ Tưởng toàn lực ứng phó phất cờ hò reo đồng thời trợ giúp một tay ở lĩnh Nam, từ đó ảnh hưởng đến một loạt ứng cử viên vào thường vụ bất luận là được phe phản đối hay là phe bình dân nâng đỡ, đối với hai phe mà nói, đều không phải là tin có lợi. Quả thật, một mình Hạ Tưởng cũng không có năng lực lớn bao nhiêu, cũng không thể thật sự ảnh hưởng được việc Trần Hạo Thiên vào thường vụ. Vấn đề là, sau lưng Hạ Tưởng là thế lực gia tộc to lớn, mà Hạ Tưởng lại gần như là ứng cử viên duy nhất có thể đem thế lực gia tộc kết hợp lại. Bởi vậy Hạ Tưởng nếu đi lĩnh Nam, ý nghĩa thực tế rốt cuộc lớn như thế nào khoan hãy nói, ý nghĩa tượng trưng thì vô cùng to lớn. Sẽ khiến người ngoài giới phán đoán sai lầm, cho rằng thế lực gia tộc hoàn toàn ủng hộ Trần Hạo Thiên vào thường vụ. Liên quan đến tầng ảnh hưởng này, Hạ Tưởng còn chưa nghĩ đến, không phải hắn không đủ thông minh, mà là hắn không đủ tự đại, vẫn chưa cho rằng bản thân sẽ được trở thành nhân vật phát ngôn của thế lực gia tộc. Hắn cũng biết thế lực gia tộc về việc lớn vào thường vụ, tất nhiên có nhu cầu tổng thể, ít nhất cũng phải bảo đảm 2-3 ghế, ngoài điều này ra, ủng hộ thêm ai vào thường vụ, chính là may mắn lớn nhất của người đó. Chủ tịch quốc hội sở dĩ đích thân tham gia, hơn nữa trực tiếp mở miệng hỏi, cũng là vì thân phận của Hạ Tưởng thật sự quá mức đặc biệt, nhất cử nhất động của hắn nếu chỉ ở tỉnh Tề có thể xem như hành vi cá nhân hắn, nhưng nếu lúc này đột nhiên điều động đến lĩnh Nam, chính là việc chính trị nghiêm trọng. Hạ Tưởng suy nghĩ một chút, cũng không hề giấu giếm điều gì, thật lòng nói. Với mong muốn của cá nhân tôi, vẫn là muốn ở lại tỉnh Tề, làm xong tất cả công việc trong tay. Nếu tổ chức thật sự cần thiết, tôi cũng sẽ nghe theo sắp xếp của tổ chức. Chủ tịch quốc hội khẽ gật đầu. Trước sau vẹn toàn là phẩm chất tốt, tôi cũng cho rằng cậu nên ở tỉnh Tề tiếp tục công tác, tỉnh Tề cần cậu, càng không thể xa được cậu. Lúc chủ tịch quốc hội nói câu này, ánh mắt lại nhìn Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ. Hạ Tưởng không hề cho rằng bữa tiệc hôm nay là hồng môn yến, nhưng thái độ của chủ tịch quốc hội lại cho thấy, sự hiện diện của Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ, chủ ý có lẽ là dùng để khuyên Hạ Tưởng ở lại tỉnh Tề nếu như Hạ Tưởng đồng ý đi đến lĩnh Nam. Một bữa tiệc thịnh soạn, xoay quanh việc Hạ Tưởng đi lĩnh Nam, không chỉ kinh động mấy vị ủy viên Bộ Chính trị, cũng kinh động cả Tổng Bí thư và Chủ tịch Quốc hội. Còn có mấy nhân vật quan trọng nấp đằng sau sẽ không ra mặt, nghĩa là, việc điều động một vị phó bí thư tỉnh ủy, lại trực tiếp kinh động đến ba nhân vật đầu não trung ương, Hạ Tưởng lấy làm vui mừng rồi. Tuy cũng bởi vì thêm vào nguyên do quầng sáng thế lực gia tộc thật sự quá mức rực rỡ trên mình Hạ Tưởng, nhưng cũng gắn bó mật thiết với thực lực của bản thân Hạ Tưởng, cho đến hôm nay, Hạ Tưởng năm đó lúc mới vào Bắc Kinh ngước mắt nhìn quanh một vùng thê lương, trải qua nhiều năm, trở thành trọng tâm chú ý chặt chẽ của thế lực các bên. Đồng thời là tiêu điểm quan sát của thế lực các bên. Cuộc gặp mặt hôm nay, Chủ tịch Quốc hội thật sự rất vui, bởi vì chính tai ông nghe được suy nghĩ thật sự của Hạ Tưởng, ông tin rằng đó là lời thật tâm của Hạ Tưởng, bởi vì ông tự có đường đi biết kết quả của việc Trần Hạo Thiên cố gắng lôi kéo Hạ Tưởng là không thành,
sẽ khiến ông đối với triển khai công việc bước tiếp theo của Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ ở tỉnh Tề, thêm phần tin tưởng. Mà giống như vậy, Hạ Tưởng đối với cuộc gặp mặt hôm nay cũng rất vui vẻ. Niềm vui của hắn, không chỉ là bởi vì có Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ tham dự, cho thấy sự xem trọng của phe phản đối đối với thế lực tỉnh Tề, mà việc Chủ tịch Quốc hội đích thân có mặt, cũng chứng minh việc hắn có đi lĩnh Nam hay không, với cấp bậc chỉ là cấp phó tỉnh, tác động đến tầm mắt quan tâm chặt chẽ của cấp cao nhất. Hạ Tưởng, từng là giới bình dân, mà cha mẹ hắn, lúc này ở Đan Thành vẫn là dân chúng bá tánh bình thường, từ thư ký bí thư huyện ủy lúc ban sơ cho đến ngày hôm nay, là uy danh vẻ vang và kinh động thiên hạ khó có được. Tiễn Nha Nội và Tôn Tập Dân, Chu Hồng Cơ một hàng, Lưu Nhất Lâm cố ý đi ở đằng sau cùng, lặng lẽ ngoéo ngón tay út Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng biết Lưu Nhất Lâm tuyệt đối không có ý quyến rũ hoặc trêu đùa hắn, chỉ là trong đêm thu mê say, trong màn đêm rực rỡ ánh đèn, lại vì cách ăn vận của Lưu Nhất Lâm thật sự giống một cây hoa tulip dưới ánh trăng đêm, vẫn khó tránh khỏi khiến người khác suy nghĩ vẩn vơ, nhưng đối với Hạ Tưởng mà nói, hắn không có suy nghĩ bậy bạ hay tò mò vượt quá sự quan tâm của hắn đối với sức quyến rũ nữ tính của Lưu Nhất Lâm. Đến bên cạnh Lưu Nhất Lâm, Lưu Nhất Lâm chớp chớp mắt, lặng yên nhìn bóng dáng của Chủ tịch Quốc hội. Có phải là muốn biết giữa tôi và Chủ tịch Quốc hội có quan hệ gì không? Hạ Tưởng rất thành thật gật đầu. Có hơi muốn. Lưu Nhất Lâm cho rằng Hạ Tưởng sẽ làm bộ một chút, không ngờ hắn lại thật thà như một đứa trẻ, không khỏi vui mừng, cười nói. Sẽ không nói với anh. Nếu để thành ủy ủy ban nhân dân thành phố Lỗ thấy được Lưu Nhất Lâm bây giờ, chắc chắn sẽ rất cả cằm xuống đất, đường đường là thị trưởng Lưu lại cười đáng yêu như đứa trẻ, hơn nữa trước mặt Hạ Tưởng, rõ ràng có giọng điệu hờn dỗi, nếu biết, lúc bình thường ở thành phố Lỗ đều là vẻ mặt đầy sự nghiêm khắc. Ở thành ủy thành phố Lỗ, tuy không phải vô cùng cứng nhắc, nhưng cũng khó có được nụ cười. Có thể là do uống một chút rượu vang và nụ cười của Lưu Nhất Lâm trong màn đêm, thật sự cũng có mùi vị kiều diễm như hoa, Hạ Tưởng lắc đầu cười. Không nói thì thôi, không ép cô. Lưu Nhất Lâm lại không cười nữa, đưa một ngón tay về phía Hạ Tưởng, lắc lắc. Không có ý nghĩa, anh chẳng có chút thành ý nào. Nếu thật lòng muốn biết, phải nói vài câu dễ nghe. Hạ Tưởng lại vui. Thật ra giữa cô và Chủ tịch Quốc hội, tôi cũng đoán được sơ sơ, phỏng chừng là quan hệ họ hàng mang cô xuất hiện hôm nay, thật ra là có tác dụng một cầu nối. Hạ Tưởng thật sự đoán được dụng tâm của Chủ tịch Quốc hội, cũng tương đối nói đúng quan hệ giữa Lưu Nhất Lâm và Chủ tịch Quốc hội. Lưu Nhất Lâm sửng sốt, lại lắc đầu cười. Tùy anh đoán, dù sao đợi khi nào anh mời tôi ăn cơm, đến lúc đó tôi mới nói cho anh. Nhìn bóng dáng yểu điệu của Lưu Nhất Lâm biến mất trong màn đêm, Hạ Tưởng thất thần một lát, tuy không rõ biểu hiện của Lưu Nhất Lâm hôm nay là bởi vì hơi có men say, hay là bởi vì tâm trạng cô tốt, dù sao thì hắn cũng lười suy đoán thêm. Tống Nhất Phàm không ở Bắc Kinh, Hạ Tưởng bèn đến chỗ Vệ Tân ở. Thật ra so với tình cảm dịu dàng nồng nàn của Tiếu Giai, Hạ Tưởng muốn tự nguyện đắm chìm trong tình thân không dứt ra được của Vệ Tân hơn, còn có một điều, so với sự độc lập của Tiếu Giai, Vệ Tân càng khát khao có người khác ở cùng hơn. Vệ Tân quả nhiên ở nhà chờ Hạ Tưởng, dường như là tâm linh tương thông, cô thậm chí còn nấu cả cháo. Vệ Tân rất không đồng ý việc Hạ Tưởng buổi tối ăn cơm ở ngoài, bởi vì cơm tối quá ngấy quá nhiều dầu không có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là ăn cơm có thịt cá và cả uống rượu, cái ăn vào không phải là thực phẩm tốt, mà là mầm bệnh tật. Nhưng cô cũng biết Hạ Tưởng không thể tránh khỏi phải đi xã giao, hơn nữa cô sẽ không lải nhải trước mặt Hạ Tưởng. Chỉ dùng hành động thực tế để thể hiện sự yêu thương của cô đối với Hạ Tưởng. Ăn cháo ngô có khả năng làm sạch dầu mỡ trong dạ dày nhất, có lợi nhất trong việc loại trừ độc trong cơ thể người, cũng có lợi trong việc làm mềm mạch máu. Bởi vậy Hạ Tưởng vừa bước vào, cô liền bảo Hạ Tưởng rửa tay thay đồ, sau đó tự tay bưng một bát cháo ngô ấm lạnh vừa phải, đút cho Hạ Tưởng ăn. Hạ Tưởng bất đắc dĩ, không muốn ăn cũng phải ăn. Sự dịu dàng của người phụ nữ một nhát khó đỡ được. Nếu là một người phụ nữ lải nhải ép hắn ăn cháo, hắn có thể sẽ cau mày khó khăn mà nuốt, nhưng dưới sự im lặng dịu dàng và yêu thương của Vệ Tân, có ăn cũng ăn một cách cam tâm tình nguyện. Ăn cháo ngô xong, Hạ Tưởng thấy chiếc áo ngủ mà Vệ Tân mặc giống hệt với chiếc áo ngủ hình phim hoạt hình mà Tống Nhất Phàm thích mặc nhất, không kìm được cười. Em và Nhất Phàm ở cùng nhau bao lâu rồi, đến áo ngủ cũng mặc giống nhau. Vệ Tân cười nói, cái gì cơ? Em chẳng thích áo ngủ hình phim hoạt hình, em chỉ thích kiểu một màu đơn giản, là Nhất Phàm một lúc mua đến mấy bộ,
nhất định đưa em một bộ, em không mặc cũng không được. Hạ Tưởng quan sát một chút, Vệ Tân thật sự cao gần bằng Tống Nhất Phàm, hơi lùn hơn Tống Nhất Phàm một chút, nhưng đẫy đà hơn mấy phần, không phải là cô mập, mà là Tống Nhất Phàm quá thon thả. Trong ấn tượng, từ khi hắn quen biết Tống Nhất Phàm đến nay, Tống Nhất Phàm vẫn không mập lên chút nào. Tuy nhiên cũng đừng nói, hình ảnh Vệ Tân mặc áo ngủ hình hoạt hình, cũng có hương vị khác, chủ yếu cũng là khiến Hạ Tưởng phút chốc nghĩ lại rất lâu trước kia, vào lúc ban đầu mới biết Vệ Tân, cũng thích hình phim hoạt hình. Nhưng hiện tại, Vệ Tân trải qua rất nhiều thăng trầm, cũng trưởng thành nhiều rồi, tâm hồn thiếu nữ sớm đã không còn, dưới sự tấn công của cuộc sống, cô đã trở thành một người vợ trẻ. Điều duy nhất không thay đổi chính là tình yêu hai thế giới của cô đối với hắn. Hạ Tưởng kéo Vệ Tân vào lòng, vô cùng xúc động nói. Thật oan ức cho em rồi, Vệ Tân, cảm ơn sự chăm sóc và tình yêu không thay đổi em vẫn luôn dành cho anh. Vệ Tân đương nhiên không biết trong lúc Hạ Tưởng đột nhiên nảy sinh xúc cảm, có bao nhiêu sự tang thương của năm tháng và sự bất đắc dĩ của đời người, cô ngược lại mỉm cười, đẩy Hạ Tưởng ra. Này, anh có phải là uống nhiều rồi không? Sao đột nhiên lại nói ra những lời này? Hay là em đi pha cốc trà đặc cho anh uống? Hạ Tưởng lại ôm lấy cô. Anh chưa bao giờ uống say, em cũng biết, hôm nay là bỗng chốc nghĩ lại rất nhiều sự việc, nên cảm thấy một mình thật sự không dễ dàng. Chuyện trên đời, ai có thể nói rõ? Dù có trăm chục triệu, cũng khó mua một nguyện vọng. Vệ Tân nhẹ nhẹ hôn lên mặt Hạ Tưởng. Ngoan, nhanh đi tắm, đừng nghĩ lung tung nữa, em bằng lòng ở với anh cả đời, ai cũng không xen vào được. Trừ khi anh thay lòng đổi dạ, không cần em nữa. Anh thà rằng từ bỏ chính mình, cũng sẽ không bỏ rơi em. Hạ Tưởng giơ tay vuốt ve đầu Vệ Tân, dường như trong nháy mắt trở về xa xôi trước đây, chỉ là trong năm tháng vội vàng, cũng không biết trong lúc bận rộn đã để mất bao nhiêu cái tốt đẹp của đời người. May mà hắn còn có cơ hội cố gắng bù đắp, nếu không hắn sẽ mãi mãi mắc nợ tình yêu sâu đậm của Vệ Tân. Lời của Hạ Tưởng, không phải là vui đùa, là lời thật tận đáy lòng. Có lẽ hắn có thể không cần Nghiên Tiểu Thì, cũng có thể rời xa Phó Tiên Tiên. Nhưng hắn chung quy sẽ không rời xa Vệ Tân nữa. Cuộc đời dù gì khó bỏ trời xanh mây trắng, tình yêu dù gì cũng khó bỏ tình yêu thương vô tận của Vệ Tân. Hạ Tưởng đi tắm rồi, Vệ Tân ngồi ngơ ngẩn trên ghế sofa, trên mặt đang cười, trong mắt lại là từng dòng nước mắt. Bảo vật vô giá dễ cầu, người yêu khó mà có, một người phụ nữ dù có sở hữu của cải hàng tỷ, nếu trong lòng trống rỗng, nếu không có người thương người yêu, thì cũng giống như lục bình, cô đơn khổ sở không chỗ dựa. Bởi vậy vô số người phụ nữ xa hoa liều mạng dùng vật ngoài thân như châu báu và trang phục để bù vào sự trống rỗng trong lòng, đáng tiếc là, cảm giác trong lòng mãi mãi không thể dùng đồ ở bên ngoài để thay thế. Vệ Tân thỏa mãn, trên mặt cô tràn trề hạnh phúc. Lúc trời sáng, Hạ Tưởng yên lặng dậy khỏi giường, gỡ lấy cánh tay trơn bóng của Vệ Tân, sau đó vội vàng vệ sinh rửa ráy xong xuôi, chuẩn bị xuất phát, hôm nay là ngày vui của Hứa Quan Hoa và Tùng Phong Nhi. Hắn phải làm người nhà cô dâu đưa tiễn Tùng Phong Nhi. Vệ Tân lại không phải là người ngủ rất say, Hạ Tưởng vừa động, cô liền tỉnh, đợi sau khi Hạ Tưởng ăn mặc chỉnh tề, đang chuẩn bị đi ra, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền tới một giọng nói quen thuộc. Em đi cùng anh, hôm nay em là thành viên đoàn phù dâu. À, Hạ Tưởng sững cả người, đùa cái gì thế, đã mấy giờ rồi, thành viên đoàn phù dâu còn chưa xuất phát. Nghĩ lại, không đúng. Nếu hắn và Vệ Tân đi cùng xe đến đó, thì không phải là chuyện tốt gì, làm sao đây? Vệ Tân lại cười. Này, anh không cần lo lắng, em không đi cùng xe với anh, em tự lái xe của mình. Hạ Tưởng mới yên tâm, ngày vui của Tùng Phong Nhi, hắn và Vệ Tân đừng thêm phiền phức, đừng trở thành đối tượng bàn tán của người khác. Lúc chạy đến nơi ở của Tiếu Giai, người qua người lại, vô cùng náo nhiệt, đã kín người hết chỗ, Tùng Phong Nhi ăn mặc hoàn toàn khác. Ngồi trong phòng cô dâu, đợi Hứa Quan Hoa đến đón. Tuy Hạ Tưởng và Vệ Tân giả vờ kẻ trước người sau đến, hơn nữa còn lái hai xe, nhưng không giấu nổi ánh mắt như lửa của Tiếu Giai, cô nhân lúc mọi người không chú ý liền kéo Hạ Tưởng một cái, nhỏ giọng nói. Anh cũng thật biết tranh thủ lúc rảnh rỗi, nhưng may mà chưa lỡ việc chính, nếu không em thật sự phải trách anh đó. Trong số phụ nữ, chỉ có Tiếu Giai lớn hơn Hạ Tưởng một chút, cô lấy thái độ của người chị phê bình Hạ Tưởng. Hạ Tưởng chỉ có thể nghe, liền cười ha hả. Anh có lúc nào làm lỡ việc chính đâu. Đừng lo lắng lung tung, nhanh để Tùng Phong Nhi có một đám cưới tưng bừng. Nga Ni Trần đích thân ra trận,
lão già nổi hứng trai trẻ, xuống dưới lầu đốt pháo rồi. Dương Uy tổ chức đội xe, mấy người vệ tân, Lý Thấm tổ chức đoàn phụ nữ người nhà cô dâu, chuẩn bị làm khó dễ Hứa Quan Hoa, không để Hứa Quan Hoa dễ dàng đón được cô dâu đi. Chỉ chốc lát sau, dưới lầu vang lên tiếng pháo nổ, đón đoàn xe thông ra đến. Hứa Quan Hoa không mặc quân trang, tuy nhiên y dẫn theo một đội lính, mỗi người đều mặc quân trang, hùng hổ đến cướp cô dâu. Tú Tài gặp được lính, có lý luận không được gì, nhưng khi lính gặp người đẹp, lính liền trở thành anh hùng khó qua cửa mỹ nhân, trước mặt vệ tân, Lý Thấm và Tiếu Giai, đều đỏ mặt, không dám bước tới một bước rằng co cả buổi, cuối cùng vẫn là Hạ Tưởng ra mặt giải vây, đề xuất Hứa Quan Hoa phải đưa ra thành ý, mới có thể vượt qua thử thách, đón Tùng Phong Nhi lên xe. Hạ Tưởng ra mặt tham gia hôn lễ, đồng thời làm khách quý bên nhà gái, phỏng chừng là khách quý nhà gái cấp bậc cao nhất trong nước, hắn vừa mở lời, Hứa Quan Hoa phải làm theo. Hứa Quan Hoa nghĩ ngợi, biểu hiện thế nào mới coi như có thành ý. Hạ Tưởng mỉm cười, đây là đề khó của cậu, tôi không phụ trách giải đáp. Hứa Quan Hoa không có cách, vò đầu suy nghĩ cả buổi, trước mặt quân lính dưới tay, dưới sự bao vây của một đám mỹ nữ, y ước chừng ngây đi khoảng một phút, đột nhiên làm một hành động mạnh dạn đến phòng Tùng Phong Nhi quỳ một gối xuống, tay cầm hoa. Trong nháy mắt, tất cả người đẹp đều lộ ra ánh mắt hâm mộ, lại đồng thời, ánh mắt của mấy người không hẹn mà cùng dừng lại trên người Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không muốn trong nháy mắt trở thành mục tiêu, đành phải giả vờ không nhìn thấy, vội thay Hứa Quan Hoa gõ cửa phòng Tùng Phong Nhi. Hứa Quan Hoa lập tức bị Tùng Phong Nhi kiều diễm như hoa chiếu sáng đôi mắt, y mừng rỡ như điên, tiến lên ôm lấy Tùng Phong Nhi, cuối cùng cũng thành công cưới được người đẹp về. Đội quân đưa dâu trùng điệp ước chừng dài một cây số, sau khi lên đường, phía trước có xe quân sự mở đường, phía sau có xe quân sự hộ tống, công an cũng chủ động chỉ huy các xe khác tránh đường, phải nói, chắc chắn sẽ là một hành trình thuận lợi. Thiếu tướng đón dâu, phó tỉnh ủy đưa dâu, một đội hình đưa rước dâu đông đảo như vậy, khiến cả Bắc Kinh phải mở tròn con mắt. Những kẻ dám ra mặt chặn đường không phải không có, nhưng cũng không thể nói là nhiều. Hơn nữa, cho dù là Hứa Quan Hoa hay Hạ Tưởng, một người thuộc hệ thanh niên trai tráng trong quân đội, đường thăng tiến rộng mở, một người thuộc lực lượng hậu bị, quan chức cấp thứ trưởng trẻ tuổi nhất trong nước, hơn nữa lại có mạng lưới quan hệ vững chắc. Với hai nhân vật tai to mặt lớn như thế, thì dù có mắt hay không, cũng không ai dám đi gây chuyện, tự tìm phiền phức cho mình làm gì. Huống hồ kể cả chưa biết người ngồi trong xe là ai, nhưng chỉ cần thoáng nhìn đoàn quân hộ tống hoành tráng và đoàn xe rước dâu chiếc nào chiếc nấy đều đáng giá tiền triệu, 1 triệu RMB, tương đương với hàng tỷ VND cũng đủ biết kẻ ấy xuất thân tầm cỡ ra sao. Thật chả dại rước họa vào thân. Thế nhưng, dường như trên thế gian luôn có những kẻ có mắt như mù. Đoàn xe đi qua liên tiếp 3 ngã tư, mà cảnh sát giao thông đều cho đi thoải mái, thậm chí còn có đôi phần quan tâm này nọ. Dù cho Hứa Quan Hoa chưa lên tiếng nhờ vả, nhưng đoàn xe đi trước mở đường đã nói lên tất cả. Nhưng khi đến ngã tư thứ tư, đoàn rước gặp một vấn đề nhỏ, trước mặt cũng có một đoàn rước dâu khác chặn đường tiến. Xe đưa dâu nhà Hứa Quan Hoa đi từ phía đông sang phía tây, đoàn xe đưa dâu phía bên kia lại đi từ phía nam sang phía bắc. Hay sao hai đoàn vô tình gặp nhau, đáng nhẽ cũng chẳng ảnh hưởng gì tới nhau. Nhưng vấn đề lại nảy sinh từ cái cột đèn giao thông. Khi đoàn xe của Hứa Quan Hoa đi tới là lúc đèn xanh, đồng nghĩa với việc đoàn xe bên kia gặp đèn đỏ. Nào ngờ chiếc xe dẫn đầu của đoàn rước Hứa Quan Hoa vừa vượt qua ngã tư, theo sau mới chỉ có dăm 3 chiếc chạy qua, thì đoàn xe của đối phương lại đột nhiên xông tới, định vượt đèn đỏ. Nếu như bình thường, vượt đèn đỏ cũng chẳng sao, nhưng ở cái Bắc Kinh rộng lớn này, chuyện gì chẳng thể xảy ra. Đừng nói là vượt đèn đỏ, đến vượt toilet còn có nữa là, tác giả dùng lặp động từ, thay tân ngữ với ngụ ý mỉa mai những chuyện nực cười xảy ra ở Bắc Kinh. Nhưng điều đáng nói là, hai đoàn rước dâu, đoàn bên kia hùng hậu dễ đến mấy chục chiếc xe, đoàn rước nhà Hứa Quan Hoa cũng mấy chục xe đón dâu. Đoàn rước bên kia còn ỷ thế xe dẫn đầu là một chiếc Hummer, dòng xe địa hình rất sang trọng. Nếu giờ có va chạm, ắt đoàn xe rước dâu của Hứa Quan Hoa tan đàn xẻ nghé. Đoàn xe rước dâu kỹ nhất bị gián đoạn, bởi theo phong tục đó là điều không tốt lành gì. Lại thấy bên kia có hành động khiêu khích rõ rệt, Hứa Quan Hoa quyết không nhường đường. Chẳng phải đoàn xe của y đang đèn xanh mà tiến, rất hợp tình hợp lý hay sao? Cái đám người đáng ghét bên kia, rõ ràng thấy bên này không có ý nhường đường,
lại đang gặp đèn đỏ như thế, ít nhất theo phép lịch sự cũng nên nhường nhịn đôi phần, ngờ đâu đối phương dường như khí thế hừng hực, lại hùng hùng hổ hổ nhấn ga tiến tới, uỳnh, một tiếng lao nhanh tới. Có lẽ chiếc Hammer cũng biết lựa thời bắt nạt kẻ yếu. Vừa thoáng thấy trong đoàn rước bên kia có chiếc Volkswagen trông chả mấy bắt mắt, liền nhấn ga đâm thẳng. Đương nhiên bên kia đâu có biết người đang ngồi trên chiếc Fox là ai. Mà không, phải hỏi rằng không biết người lái chiếc Hammer là ai mà lại hành động như vậy, thoạt nhìn chỉ thấy đó là một người ngoài 30 tuổi, trông rất đỗi bình thường. Lái xe Hammer có nằm mơ cũng chẳng ngờ tới, người ngồi chiếc Fox kia mới hôm trước còn diện kiến thủ tướng, hôm qua gặp mặt hai vị ủy viên Bộ Chính trị, và ngay tối qua thôi, còn ăn cơm với Chủ tịch Quốc hội. Chưa cần nhắc đến chức vụ của người này. Chỉ cần nhắc đến những nhân vật cấp cao hắn tiếp xúc cũng đủ làm cả Bắc Kinh xôn xao chấn động. Ấy là chưa kể chuyện ông Tưởng Tuyết Tùng chủ tịch thành phố gặp hắn cũng phải đôi phần nhiệt tình. Nhiều vị lãnh đạo trung ương đã nghe nhiều đến danh tiếng của hắn. Hôm nay hắn bị một chiếc Hammer ớm ở đâm, chưa cần vị lãnh đạo trung ương cao quý nào ra mặt, chỉ mình Tưởng Tuyết Tùng nổi cơn thịnh nộ thôi, thì dù người ngồi trong xe Hammer có là ai, cũng gánh không nổi cái trách nhiệm to lớn này. Nhưng lúc này, người chủ chiếc Hammer chắc chẳng cần quan tâm hậu quả nghiêm trọng thế nào. Y chỉ cần biết húc xe lao tới, cắt đứt đoàn xe rước dâu bên kia, coi đó như một chiến thắng vẻ vang. Thế nên, dù xe chạy không quá nhanh, nhưng lại thục mạng lao tới, đâm sầm vào chiếc Fox. Chiếc Fox thoát phanh xe, thực hiện cú xoay mình tuyệt đẹp, tránh được cú đâm của chiếc Hammer hung hãn kia. Còn chiếc Mercedes-Benz ngay phía sau chiếc Fox không tránh kịp, va chạm với chiếc Hammer, đầu xe nát nhừ. Lái xe Hammer xuống xe, lái xe Mercedes-Benz cũng mở cửa đi ra. Người lái xe Hammer đầu để húi cua, tầm 30 tuổi, thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, trông như thể một thanh niên trai tráng. Ấy thế còn cắp thêm cặp kính, trông rõ ra vẻ văn võ song toàn. Người lái xe Mercedes-Benz là một thanh niên chỉ khoảng 20 tuổi, trông dáng yếu ớt. Là ai đấy nhỉ, người này Hạ Tưởng không quen, có lẽ là người của Dương Uy. Người này tuy gầy gò yếu đuối, nhưng lại hùng hổ tiến đến trước mặt người lái chiếc Hammer, giận dữ quát. Mày đi xe kiểu gì đấy? Mắt mày mù à, hay không có não, đèn đỏ còn dám lao tới đâm người, mày thích ăn đòn hử? Mày mới thích ăn đòn ấy. Nghe thế người lái chiếc Hammer cũng trở nên hăng máu, gã bước vồn vã lên trước, nắm lấy cổ áo lái xe Mercedes-Benz, giơ tay đấm vào mặt kẻ kia. Mẹ mày! Mày không nhìn thấy xe của tao là xe Hammer sao? Mày không biết đây là đoàn xe của công tử Ngô ư? Có biết thế nào là chó khôn không cản đường không? Hôm nay tao phải thay chủ mày dạy cho mày một bài học. Vừa nói, gã lái xe Hammer vừa giương nắm đấm, định ra tay lần nữa, chợt nghe thấy một giọng nói sắc lạnh như băng vang lên từ phía sau. Dừng tay! Quay đầu nhìn lại, gã thấy một người vóc dáng không cao cho lắm, ăn mặc rất đỗi bình thường. Không nhìn rõ mặt kẻ ấy ra sao. Bởi kẻ kia đội trên đầu chiếc mũ rộng vành, toàn bộ khuôn mặt đều ẩn phía sau ấy, hơn nữa, hắn lại cố ý cúi đầu. Mày là ai, định giở trò gì? Gã lái xe Hammer cười đầy vẻ khinh miệt, giơ tay định túm lấy mũ của kẻ kia. Cảnh tượng diễn ra ngay sau đó in dấu ấn sâu đậm trong tâm trí của Hứa Quan Hoa cùng cánh trai tráng trong quân đội, khiến niềm kính trọng của họ với Hạ Tưởng càng thêm sâu sắc. Lại khiến hình ảnh Hạ Tưởng trong mắt bọn họ thêm phần lung linh hào nhoáng. Gã lái xe Hammer vừa toan giơ tay ra, người đàn ông đội mũ như thể đang biểu diễn ảo thuật với mũ, hành động nhanh như chớp, túm lấy cổ tay gã lái xe, lật tay, xoay người, khóa chặt cánh tay tên kia sau lưng. Cầm nã thủ! Gã lái xe Hammer đau đớn kêu la, ngoác miệng chửi bới. Mẹ mày, thả tao ra, không tao giết mày! Vừa chửi dứt tiếng. Chỉ nghe thấy tiếng răng rắc vang lên, cánh tay phải đau đến tê dại, bất ngờ bị đối phương bẻ gập. Rồi lại bị táng một đòn như trời giáng vào lưng, gã lái xe Hammer đau đớn, lại không thể tháo chạy, chỉ còn nước ngã gục nhục nhã như con chó ăn phân. Hạ Tưởng ra tay nhanh gọn, vội trở về xe, hành động hệt cơn gió cuốn. Trong khi đám người quanh đó còn đương há hốc mồm kinh ngạc, nhốn nháo hoảng loạn, gã lái xe Hammer vẫn nằm bất động trên đường, chẳng khác gì một con ngựa tàn phế. Ngày hôm nay, đoàn đưa dâu chủ yếu là người của Dương Uy, Nga Ni Trần và Hạ Tưởng, còn đoàn đón dâu, đương nhiên toàn là người Hứa Quan Hoa bố trí, đa số là quân nhân. Trong số ấy không thiếu những thiếu tướng, đại tá có quan hệ thân cận với Hứa Quan Hoa. Chí ít cũng phải hàng trung tá trở lên,
mới đủ tiêu chuẩn đứng trong hàng ngũ đoàn đón dâu rầm rộ này. Hành động kiêu ngạo của gã lái xe Hammer kia đã làm đám người đưa rước dâu tức giận. Mà đã động đến đám quân nhân, tức đã động đến những kẻ máu chiến, hung hăng hơn người. Lúc bấy giờ có hẳn một vị thiếu tướng với hai vị đại tá muốn ra mặt tự mình dạy cho tên lái xe kia một bài học. Đâm vào xe đưa dâu nhà người ta đã là phạm phải chuyện tối kỵ, còn dám ra tay đánh người, những tưởng tướng quân Hứa dễ bắt nạt thế sao? Nào ngờ mấy vị tướng kia còn chưa kịp bước ra, chiến trường, trận chiến đã kết thúc. Hạ Tưởng hành động mau lẹ, thân thủ dứt khoát, độc nhất là chiêu cuối cùng nhẹ nhàng bẻ quạt tay đối thủ, khiến mấy vị quân nhân kia phải trầm trồ ngợi khen, có vị còn vỗ tay cổ vũ Hạ Tưởng. Tuy Hạ Tưởng đã có ý khiêm tốn, đội mũ rộng vành để tránh có người nhận ra mình, nhưng mấy vị thiếu tướng, đại tá thân cận với Hứa Quan Hoa vừa nhìn là nhận ra Hạ Tưởng ngay. Trong đám quân tướng ấy, còn có những kẻ không phục việc Hứa Quan Hoa luôn đề cao Hạ Tưởng. Những kẻ này cho rằng, Hạ Tưởng chỉ là một kẻ rất đỗi bình thường trốn quan trường, chẳng có điểm nào nổi bật hơn người. Những lời tán tụng, ngợi khen nhiệt liệt của Hứa Quan Hoa dành cho Hạ Tưởng đã nói quá sự thật rồi. Nhưng ngày hôm nay khi chứng kiến cảnh Hạ Tưởng, giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, ấn tượng của những kẻ này với Hạ Tưởng đã thay đổi. Dân nhà binh, dù là thiếu tướng hay trung tướng, một mặt nào đó đều chuộng chính trực thẳng ngay, vô hình chung cũng có cảm tình với một cán bộ địa phương nghĩa khí và chính trực như Hạ Tưởng. Chỉ trong chớp nhoáng, hình ảnh Hạ Tưởng đẹp đẽ hơn bội phần, để lại ấn tượng tốt trong lòng những vị lãnh đạo quân đội cao cấp về một người họ có thể tin tưởng, có thể kết giao. Kỳ thật lúc ra tay Hạ Tưởng đâu có nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ không nhịn nổi trước sự kiêu ngạo, khoa trương của kẻ kia. Hơn nữa hiếm khi hắn được gia nhập đoàn đưa dâu, lại gặp kẻ chen ngang quấy rối, thật khiến hắn tức giận. Bởi ai cũng hiểu không được phép chen ngang đoàn đưa dâu. Đó là điều vừa bất lịch sự, vừa không phải phép. Hạ Tưởng chưa cần biết đối thủ là ai, là người của công tử Ngô hay công tử Vũ, họ Ngô và họ Vũ đọc gần giống nhau, chỉ khác thanh điệu, ý là Hạ Tưởng không quan tâm đối phương là ai. Gì gì kia, một khi đã không hiểu lễ nghĩa như vậy, cứ cho một trận rồi tính sau. Một Hạ Tưởng đã lâu không ngó chân động tay, hôm nay rốt cục cũng vì nổi cơn thịnh nộ mà động thủ. Đương nhiên, Hạ Tưởng cũng không ngờ rằng hành động của mình đã gây nên hai hậu quả lớn, một là khiến đám quân nhân của Hứa Quan Hoa tin tưởng và công nhận hắn, hai là... Vốn suy tính cẩn thận, Hạ Tưởng đánh người nhưng không để lộ mặt, ra tay xong nhanh chóng lên xe, tránh để đối thủ biết mình là ai. Nhưng có lẽ hắn đã lo xa, hắn đánh người cho hạ cơn giận xong, đối thủ của hắn cũng không dám ngo ngoe gì nữa. Đúng vậy, là bên kia sai trước, thế nhưng, trên đời này có những giống người không bao giờ nhận là mình sai, lại tự cho rằng mình có thể tự do hoành hành khắp thiên hạ này mà không ai có thể ngăn cản, cũng không ai dám ngăn cản. Vì thế gã lái xe Hammer vừa ngã xuống đất, từ trên xe một đám người ào ào bước xuống, kẻ nào kẻ nấy vênh váo tự đắc, diễu võ dương oai. Hơn nữa, những kẻ ấy không ngờ cũng là quân nhân. Hứa Quan Hoa thân là chú rể, vốn dĩ không nên giữa đường xuống xe. Nhưng thoáng trông sự việc ngày càng rắc rối, y đành bước xuống. Y vừa đặt gót xuống xe, tất cả quân nhân trong đoàn đón dâu cũng đồng loạt bước xuống, đứng sau lưng Hứa Quan Hoa. Cả thảy mấy chục người. Mấy chục quân nhân đồng loạt xuất hiện, làm tắc nghẽn giao thông một vùng. Cảnh sát giao thông nhanh chân lẻn đi. Không dám thực thi phận sự duy trì trật tự an toàn giao thông nữa. Thấy có vẻ to chuyện, Hạ Tưởng nhíu mày. Khi Hứa Quan Hoa bước tới, có lẽ phía bên kia cũng ước chừng có sự không ổn, bèn động loạt dừng bước nhường đường. Một người khoan thai tiến đến, người này hơn 20 tuổi, khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai, miệng cười nham hiểm, bước đến trước mặt Hứa Quan Hoa, chủ động chia tay. Hóa ra là anh Quan Hoa, thất lễ, thất lễ. Hứa Quan Hoa cười mỉm. Ngô công tử, rất hân hạnh gặp mặt. Ngô công tử kia lại cười cười nói. Ngờ đâu lại va phải xe đón dâu nhà anh Quan Hoa. Thật thất lễ quá, ôi, tôi quên mất không chúc mừng anh cưới thêm lần nữa. Mặt Hứa Quan Hoa đột nhiên biến sắc. Hạ Tưởng không biết người này là ai, nhưng Hứa Quan Hoa biết, đám đại tá, thiếu tướng cùng đi với Hứa Quan Hoa cũng biết. Ngô công tử, họ Ngô, tên công tử, một trí thức tỉnh sở. Hiện tại làm nghề mua bán vàng bạc trang sức tại Bắc Kinh. Nghe nói rất có thế lực, chủ yếu buôn bán ngọc trai và vàng, có thể nói gần như làm chủ thị trường Đông Châu và Nam Châu ở Bắc Kinh này. Nếu Ngô công tử chỉ với tư cách thương nhân buôn bán vàng bạc đá quý,
đừng nói là hoành hành ở đất Bắc Kinh, chỉ cần ra khỏi Bắc Kinh là bị thanh trừng rồi, giờ lại đâm vào xe đưa dâu của nhà Hứa Quan Hoa mà vẫn bình tĩnh đến kỳ lạ, không chút lo sợ hoang mang thì không cần nói, cũng đủ hiểu y nhất định có lai lịch đặc biệt. Đúng vậy, Ngô công tử bề ngoài là một thương nhân, tài sản không vượt quá vài trăm triệu. Tại đất Bắc Kinh nhiều giới quan chức quyền cao chức trọng, dường như không đáng nhắc tới. Nhưng cái tên Ngô công tử không hề đặt sai, trong 20 năm từ sau khi y ra đời, cha y Ngô Hiểu Dương không ngừng thăng quan tiến chức, từ một thiếu tá lên đến thiếu tướng, trung tướng, và giờ là tư lệnh quân khu Dương Thành. Ông cụ thân sinh địa vị cao như vậy, cái tên công tử của Ngô công tử này, là công tử trong công hầu chi tử con trai của quan lớn quả thật không hổ danh. Hứa Quan Hoa và Ngô Hiểu Dương không cùng phe cánh, thậm chí có thể nói Ngô Hiểu Dương trong quân đội không cùng cánh với lão cổ, là thế lực đối lập lớn nhất với cánh lão cổ. Hứa Quan Hoa kết hôn lần hai, người khác không dám nói sao, Ngô công tử cố tình đâm xe, lời lẽ lại đầy ý thách thức, khiến Hứa Quan Hoa giận tím mặt. Trong quân đội, Hứa Quan Hoa và Ngô Hiểu Dương chưa từng va chạm, hai bên cũng chẳng có qua lại, ai giữ địa vị của mình. Gần đây hai bên đang chạy đua vì chức phó chỉ huy quân khu Dương Thành, đã đến giai đoạn căng thẳng. Trong lúc, màn kịch chạy đua, đang ở hồi gay cấn nhất, ngày hôm nay đoàn xe đưa dâu nhà Ngô công tử va chạm với nhà Hứa Quan Hoa, rõ ràng có ý khiêu khích. Hứa Quan Hoa không giận mới là lạ. Hứa Quan Hoa vừa tỏ vẻ tức giận, những kẻ theo anh ta, đánh hơi thấy, liền âm thầm bao vây Ngô công tử. Ngô công tử cũng không bỏ công mang theo nhiều lính, lập tức bao vây lại người của Hứa Quan Hoa. Tình thế hết sức căng thẳng, chỉ cần một que diêm có thể thổi bùng lên ngọn lửa. Dù Ngô công tử sai trước, nhưng không hề nhận lỗi, còn thản nhiên nói. Anh Quan Hoa, tôi cũng không so đo gì với anh. Anh cứ giao kẻ đánh người ra đây. Sự việc ngày hôm nay sẽ coi như xong. Hứa Quan Hoa gần như bộc phát cơn giận. Ngô công tử, anh phải hiểu điều này. Hôm nay bên anh gây sự trước, là xe đưa dâu bên anh vượt đèn đỏ, còn đâm vào xe bên tôi. Người của tôi chỉ tự vệ, đánh bị thương kẻ kia còn là nhẹ. Đáng lẽ phải đánh cho tàn phế mới đúng. Công tử Ngô cười đầy vẻ khinh thường. Anh Quan Hoa, vậy là anh không định giao người. Anh không giao, chúng tôi cứ đứng ở đây, xem ai nhiều thời gian hơn. Thế gian lắm kẻ vừa kiêu ngạo vừa ngông cuồng. Ngô công tử kia lộ rõ bộ mặt của kẻ vô lại. Hôm nay cũng là ngày đại hỷ của y, không hiểu sao lại nhất định muốn gây phiền phức cho người khác, hóa ra cũng chỉ là tỏ vẻ, giỏi thì đừng có chạy. Thật xấu xa, thật tuyệt tình, chẳng qua cũng chỉ ý thách thức, dù gì Quan Hoa mày dám làm gì tao, giỏi thì đánh tao đi. Hứa Quan Hoa đã thực sự tức giận, ngày đại hỷ của anh ta lại có kẻ tìm anh ta gây chuyện, thật không coi anh ta ra gì, còn dám bảo anh ta giao người ư. Còn lâu anh ta mới giao, đừng nói là Hạ Tưởng, kể cả đó là người khác, anh ta cũng không bao giờ giao. Giao người chẳng hóa ra nhận thua rồi. Hứa Quan Hoa cười lạnh lùng, rút điện thoại, nói. Tôi phải thỉnh giáo tư lệnh Ngô, nếu hôm nay tư lệnh Ngô không ra mặt dạy dỗ anh, thì chính tôi sẽ thay ngài dạy bảo. Ngô công tử đưa tay ngăn Hứa Quan Hoa lại. Anh Quan Hoa, trẻ con vừa ra ngoài gây chuyện lại tìm người lớn giải quyết, không hợp lý mà cũng không khả thi chút nào. Cha em giờ đang bận, không có thì giờ nghe điện thoại đâu. Chuyện giữa hai người chúng ta tự giải quyết với nhau là được rồi, đâu cần phải kinh động đến ông ấy. Hứa Quan Hoa cũng không định gọi điện thoại nữa. Được thôi, tôi cũng chỉ có một câu. Cậu nhường đường cho tôi, mọi chuyện sau này tính tiếp. Qua ngày đại hỷ có nhiều thời gian hơn. Không được, hôm nay nhất định phải tính món nợ này. Ngô công tử hôm nay quyết tâm phải cứng rắn đến cùng. Cậu muốn tìm người đánh người của cậu. Tôi đến rồi đây, có giỏi thì cậu giải tôi đi. Hạ Tưởng xuất hiện, hắn rẽ đám người bước đến trước Ngô công tử. Lần đầu tiên trong đời hắn dám nói với một giọng điệu cao ngạo. Đừng nói là cậu, ngay cả cha cậu có mặt ở đây, cũng không dám giải tôi đi. Bình thường Hạ Tưởng rất ôn hòa, khiêm tốn, hôm nay cũng bị Ngô công tử kia làm cho tức điên người, khó tránh khỏi có phần cao ngạo. Ngô công tử nhìn kỹ Hạ Tưởng từ đầu đến chân. À, khẩu khí khá thật, anh biết bố tôi là ai không? Bố tôi không dám giải anh đi ư, anh là cái thá gì? Hôm nay bố tôi có đánh què anh trên phố, anh cũng không có chỗ nào cãi lý đâu con. Ha ha ha. Hạ Tưởng cười lớn. Bố cậu là ai? Cậu mời ông ấy tới. Ông ấy dám động vào một ngón tay của tôi,
tôi sẵn sàng đấm gãy răng giả ông ta. Hạ Tưởng vừa dứt lời, đám người vây quanh liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cũng đúng thật, Ngô Hiểu Dương mà đọ sức với Hạ Tưởng, quả thật họ Ngô kia đã già, ở đây tác giả chỉ so về mặt thể lực, không so về mặt quyền lực, làm nổi bật sự to gan lớn mật của Hạ Tưởng. Và cũng là bởi lời lẽ của Hạ Tưởng nói cho thỏa cơn tức giận, cũng là bởi đám người xung quanh bình thường rất kiêng nể thế lực của cha Ngô công tử tức Ngô Hiểu Dương trong quân đội, nên không dám động chạm gì đến y, vì nghe nói năm sau Ngô Hiểu Dương có cơ hội thăng chức đến cấp thượng tướng. Ngô công tử tức đến tím tái mặt mày, nhưng từ trước đến giờ vốn vẫn tự nhận mình là người văn minh, không động chân động tay bao giờ, vì thế y gắng kìm cơn giận, còn cười nói. Anh phải đi với tôi, không thì chuyện hôm nay khó lòng giải quyết. Cậu mời cha cậu đến, ông ấy mở lời mời tôi đi, tôi sẽ đi. Nếu không, cùng lắm hôm nay mọi người làm lớn chuyện, xem ai sợ ai. Hạ Tưởng lâu lắm rồi không nói kiểu một tấc lên rời như vậy, mà chính xác hơn, hắn chưa từng nói qua bao giờ. Ngày hôm nay, hắn phải mạnh mồm mới được. Ngô công tử hết lý lẽ rồi, nhưng vẫn không chịu thua. Anh là ai? Lai lịch ra sao? Hạ Tưởng đáp lời không nể mặt chút nào. Cậu quan tâm tôi là ai làm gì? Cậu định nhường đường hay làm tanh bành luôn? Cậu nói thế nào thì làm thế ấy, cho ra dáng nam tử hán vào. Ngô công tử giận dữ, chỉ mặt Hạ Tưởng nói. Tên khốn nhà anh tôn trọng chút coi. Vừa nói chưa dứt lời, đã bị Hạ Tưởng gạt tay. Hạ Tưởng cười lớn. Cậu còn động chân động tay, cả cậu tôi cũng cho một trận đấy. Giọng điệu ghê gớm thật, ở chốn Bắc Kinh này, mà đến con trai tôi cũng dám động vào sao. Cuối cùng, chính chủ cũng đã xuất hiện, một vị đã lớn tuổi, ánh mắt sáng quắc, bước chân ung dung, uy phong ngút trời rẽ đám người bước tới. Tuy không mặc quân phục, nhưng với vẻ lạnh lùng và thản nhiên hiện trên khuôn mặt, cũng đủ hiểu đây là người có địa vị cao. Là tôi đây ông lão. Ngày hôm nay Hạ Tưởng tự thể hiện một cách bất thường, còn chủ động thay mặt Hứa Quan Hoa ra mặt giải nguy. Vì hắn biết rằng, trong quân đội, chỉ cần lớn hơn một cấp có thể bóp chết người cấp dưới. Nhưng chức vụ trong quân đội có cao thế nào chăng nữa, với Hạ Tưởng cũng vô tác dụng. Anh là ai? Ông này không hài lòng lắm về cách xưng hô của Hạ Tưởng, mặc dù ông thực sự có tuổi rồi. Ông là ai thưa ông? Hạ Tưởng không nhân nhượng, quyết không thua về khí thế. Lão già bị chọc tức, chỉ mặt Hạ Tưởng, ra lệnh cho cảnh vệ đi theo. Giải hắn đi. Hạ Tưởng xòe hai tay ra. Ông nghĩ kỹ chưa, ông thật sự muốn giải tôi đi. Lão già tuy tức giận nhưng vẫn phải làm mặt cười, nói. Giải cậu đi thì đã sao? Giải tôi đi rồi, mà ông muốn tiễn chân sẽ khó đấy. Điều cần bàn ở đây là, bộ dáng Hạ Tưởng lúc này, đừng nói là phó bí thư tỉnh ủy, đến cả thị trưởng cũng không giống, chả trách một lão tướng trong quân đội như Ngô Hiểu Dương cũng nhận nhầm. Tư lệnh Ngô, Hứa Quan Hoa thấy sự việc cũng đến lúc ngừng, liền mở lời. Anh ta là Hạ Tưởng phó bí thư tỉnh Tề. Lời nói nhẹ nhàng của Hứa Quan Hoa, lại có tác dụng bất ngờ. Ngay cả kẻ như Ngô Hiểu Dương luôn tự nhận đã ngồi vào cái ghế quan cao đến mức cả thiên hạ phải mở tròn con mắt, không ai dám thách thức bao giờ, hôm nay được biết người đứng trước mặt mình là Hạ Tưởng một người còn tiếng tăm lừng lẫy hơn nữa, Ngô Hiểu Dương kinh ngạc lùi một bước. Cái tên Hạ Tưởng ở quân khu Dương Thành cũng rất có tiếng tăm. Hơn nữa, Trần Hạo Thiên muốn điều Hạ Tưởng đến lĩnh Nam, cả quân khu Dương Thành đều biết điều đó. Đương nhiên, điều khiến Ngô Hiểu Dương ngạc nhiên chẳng phải mấy lẽ ấy. Cũng chẳng vì Hạ Tưởng trẻ tuổi như thế, mà là bởi sự ương ngạnh và mạnh mẽ bất ngờ của hắn. Chẳng lẽ nguyên nhân là bởi vì Hạ Tưởng vừa mới gặp mặt Tổng Bí Thư, Chủ tịch Quốc hội? Người khác có lẽ không biết hành tung của Hạ Tưởng ở đất Bắc Kinh này, nhưng Ngô Hiểu Dương nhất định biết rõ đôi phần. Ít nhất lão cũng biết rõ Hạ Tưởng và Tổng Bí Thư, Chủ tịch Quốc hội thường xuyên gặp gỡ, cũng rất coi trọng việc Hạ Tưởng được hai vị trên yêu mến. Lão vẫn mơ hồ về những chuyện Tổng Bí Thư, Chủ tịch Quốc hội đàm đạo gì với Hạ Tưởng. Đương nhiên những chuyện cơ mật ấy không phải cỡ cấp bậc như lão có thể biết được. Dù sao chăng nữa, điều lão rõ nhất là lão không thể và không có tư cách xử lý Hạ Tưởng. Lão có thể bắt giữ người đi theo Hứa Quan Hoa, thậm chí có thể giải đi một đại tá, thậm chí cả khi đối phương ra mặt đòi thả người, lão phải lưỡng lự một lúc mới cho thả. Nếu là chuyện giữa người trong quân đội với nhau thì rất dễ xử lý. Nhưng lão không dám làm gì Hạ Tưởng, không phải vì Hạ Tưởng không phải là người trong quân đội,
mà vì hạ tưởng Đường Đường là một phó bí thư tỉnh ủy. Tình hình trong nước vốn dĩ là, quan chức địa phương không có quyền can thiệp vào mọi việc trong quân đội, và cũng tương tự, bên quân đội can thiệp vào chuyện của địa phương, là phạm vào việc đại cấm kỵ. Ngô Hiểu Dương có lá gan to mấy cũng không dám ngang nhiên trên đường phố Bắc Kinh bắt một phó bí thư tỉnh ủy giải đi. Hạ Tưởng nói đúng, Ngô Hiểu Dương có thể giải Hạ Tưởng đi, nhưng rồi sẽ phải tiễn chân Hạ Tưởng trở về, thật là một vấn đề nan giải. Huống hồ, lão đã sớm nghe đồn Hạ Tưởng không những là lực lượng hậu bị của thế lực gia tộc, lại được tổng bí thư yêu mến. Vẻ mặt Ngô Hiểu Dương trầm ngâm, giữa lúc ấy, khi lão vẫn chưa kịp có phản ứng gì, thì đám cảnh vệ của lão đã tiến lên trước, hai gã hai bên giữ chặt cánh tay của Hạ Tưởng, nào ngờ Hạ Tưởng không hề phản kháng, giơ tay chịu trói như vậy. Ngô Hiểu Dương còn chưa kịp nói gì, Ngô công tử lại lớn tiếng cười ha ha. Phó bí thư tỉnh ủy, thật tài tình làm sao, đã lâu nghe tiếng phó bí thư hạ, hôm nay được gặp mặt, quả nhiên thân thủ bất phàm. Hạ Tưởng khiêm tốn nói, cậu quá lời rồi, nếu lúc trước người lái xe đâm người là cậu, tôi cũng ra tay thế thôi. Ngô công tử không cười nữa. Anh giỏi, hôm nay để tôi xem anh kết thúc vụ này như thế nào. Hạ Tưởng giơ cao hai tay. Cậu không nói cho ra nhẽ, chuyện ngày hôm nay, đừng ai mong sẽ xong. Ngô Hiểu Dương đột nhiên không kìm nổi nữa, lạnh lùng lên tiếng. Phó bí thư hạ, đừng được thế không nể người như vậy. Lão vừa nói dứt lời, Hạ Tưởng tiếp lời luôn. Tư lệnh Ngô, tôi vốn định để ông phân xử. Chuyện hôm nay ông tính thế nào? Ngô Hiểu Dương, ở địa bàn của tôi mà ông gây chuyện như vậy, ông muốn tôi thông báo đến Bộ Chính trị, hay muốn thế nào đây? Hạ Tưởng chưa nói dứt lời, một giọng nói chậm rãi từ đằng sau cất lên, cả đám người không ai không nghe thấy. Ngô Hiểu Dương thầm nhủ. Sao ông ấy lại ở đây, không xong rồi. Giữa ngã tư đường, hai đoàn xe đưa dâu rằng co tại một chỗ không phải là chuyện nhỏ. Nhưng người đứng xem cũng không nhiều, vì cảnh sát giao thông đã sớm đến ổn định trật tự và cách ly hiện trường sự việc. Đúng vậy, cảnh sát giao thông không có quyền can thiệp vào xung đột giữa hai bên. Việc duy nhất có thể làm là giải tán đám dân không biết đầu cua tai nheo ra sao, tránh sự việc thêm rắc rối. Tuy nhiên, vụ việc cũng không thể to chuyện hơn được nữa, vì không có cánh truyền thông đưa tin, không có tư liệu trực tiếp từ người đứng xem, cũng không có người quan sát gần. Người dân bị cách ly rất xa, mãi mãi đứng ngoài vòng chân tướng sự thật. Nhưng cũng có nhiều người thông minh, chỉ cần thoáng nhìn trong đám người lộn xộn có quân nhân, liền biết đây hẳn là cuộc đối đầu giữa hai thế lực hùng mạnh, thế rồi mất luôn hứng thú đứng xem. Dù sao thần tiên đánh nhau, người phàm không thể đứng xem bừa bãi. Thà trốn xa xa một chút, tránh rước họa vào thân. Nhờ đó mà một nhân vật cực kỳ quan trọng lặng lẽ xuất hiện tại hiện trường vụ việc lại chẳng có mấy người biết đến. Người này vừa dứt lời, đã có người đến mở đường, tách đám người vây quanh làm hai. Đi sau là một người tay chắp sau lưng, vẻ mặt đầy giận dữ tiến đến. Phía sau ông còn có vài cảnh sát đi theo. Tư lệnh Ngô, phạm vi quản lý của ông đâu ở Bắc Kinh? Sao vậy, hôm nay lại muốn thực thi quyền hành ở đây rồi à? Người này nhìn thấy hai quân nhân đứng hai bên Hạ Tưởng, giữ chặt cánh tay Hạ Tưởng như vậy, ông tỏ vẻ không hài lòng, nói. Có phải nhất thiết kinh động tới khu cảnh vệ trung ương ra mặt, mới giải quyết được tranh chấp này? Ngô Hiểu Dương không hề biết quan hệ giữa Tưởng Tuyết Tùng bí thư thành ủy Bắc Kinh với Hạ Tưởng rất tốt. Cho dù có biết, lão cũng không ngờ rằng Tưởng Tuyết Tùng có thể vì bảo vệ Hạ Tưởng mà không ngần ngại trở mặt với lão. Đương nhiên, nếu lão biết được bí thư thành ủy Bắc Kinh nhiệm kỳ tiếp theo là Cổ Thu Nhật, mà quan hệ giữa Cổ Thu Nhật và Hạ Tưởng rất chặt chẽ, thì ít nhất lão cũng hiểu được một phần nội tình. Mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng rộng lớn và phức tạp hơn lão tưởng tượng rất nhiều. Ngô Hiểu Dương cả thấy mất mặt, cũng không có cách nào khác. Lão làm sao dám động vào vị ủy viên Bộ Chính trị đang đứng trước mặt lão đây? Lão khẽ vung tay, hai cảnh vệ liền thả Hạ Tưởng ra. Hạ Tưởng vừa day day cánh tay, vừa cười nói. Thật không phải, một chuyện nhỏ như thế này lại kinh động đến bí thư Tưởng, thật ngại quá. Tưởng Tuyết Tùng rất đúng mực trước thái độ của Hạ Tưởng, khoát tay nói. Phải nói là do tôi tới muộn mới đúng. Nếu anh bị quân đội giải đi ngay trên địa bàn Bắc Kinh này, với một lãnh đạo thành ủy như tôi sẽ là một sự thất trách lớn. Tôi sẽ không biết phải giải thích với Bộ Chính trị như thế nào đây. Ngô Hiểu Dương không dám giải phó tỉnh ủy đi, càng không dám bất kính với ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Tưởng Tuyết Tùng. Về cấp bậc, Tưởng Tuyết Tùng cao hơn lão, về phạm vi quản lý, Bắc Kinh cũng thuộc địa bàn của Tưởng Tuyết Tùng. Dù xét ở góc độ nào, lão cũng phải nhượng bộ Tưởng Tuyết Tùng. Không nhượng bộ không được, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng tới mức lão không thể gánh vác nổi. Chỉ có điều lời nói của Tưởng Tuyết Tùng có phần nghiêm khắc quá, gần như là quát tháo lão. Còn đối với Hạ Tưởng, đấy lại là giọng điệu yêu mến. Đành rằng là quan chức địa phương bênh vực lẫn nhau, nhưng cũng không thể hà khắc với lão như thế, thật khiến lão có phần ấm ức. Thật là, một chút việc nhỏ thế này lại kinh động đến bí thư Tưởng, thật không nên. Hiểu lầm thôi, là do phó bí thư Hạ và con trai nhà tôi có chút hiểu lầm nho nhỏ. Không khiến ngài Tưởng phải bận tâm nữa, tôi và phó bí thư Hạ thương lượng một chút là giải quyết được thôi. Lời lẽ tuy khách khí, nhưng Ngô Hiểu Dương cũng có ý nhắc khéo, rằng Tưởng Tuyết Tùng không nên can thiệp vào chuyện này. Lão cứ tưởng rằng lão đã nói đến mức ấy, Tưởng Tuyết Tùng chí ít cũng giữ cho chút thể diện, nào ngờ Tưởng Tuyết Tùng không thèm nghe, như thể chưa từng nghe thấy lời hắn nói, quay đầu nghe đám cảnh sát trình bày sự việc. Nghe được chốc lát, Tưởng Tuyết Tùng nổi cơn thịnh nộ, thét. Đã vượt đèn đỏ còn đâm người. Giải đi. Cảnh sát lập tức tiến đến, còng tay lái xe Hammer lại. Không chờ Ngô Hiểu Dương cất lời, Ngô công tử không nhịn nổi, lớn tiếng nói. Bí thư Tưởng, người này là người trong quân đội, bên địa phương không có quyền quản. Ngô công tử trong lúc cuống mới nói ra những câu thiếu suy nghĩ như vậy. Ngô công tử vừa dứt lời, mặt Tưởng Tuyết Tùng hơi biến sắc. Nhưng Tưởng Tuyết Tùng chẳng hề để ý đến Ngô công tử, quay sang nói nhỏ với mấy người thân cận, lập tức một đội cảnh sát xuất hiện, tách làm hai hàng, duy trì trật tự giao thông, giúp đoàn xe đưa dâu của Hứa Quan Hoa tiếp tục thông hành. Tiếng là duy trì trật tự giao thông, kỳ thực là ngăn đoàn xe của Ngô công tử lại, để đoàn xe của Hứa Quan Hoa đi trước. Một chiếc xe tải ở đâu đi đến kéo chiếc Hammer đi, khiến Ngô Hiểu Dương tức không nói được câu nào. Một chuyến xe đưa dâu tốt đẹp lại nên nông nỗi này, không những không may mắn, mà còn khiến mọi khó chịu trong lòng. Đám người bên phía Ngô công tử đứng tần ngần, tất cả đều hướng ánh mắt về Ngô Hiểu Dương. Ngô Hiểu Dương nhẫn nhịn. Vì lão không sợ đắc tội với Hứa Quan Hoa, cho dù biết rõ phía nhà mình sai trước, nhưng lão biết Hứa Quan Hoa cũng không dám làm gì, và vì là tranh chấp trong quân đội, có thể giải quyết nội bộ với nhau. Nhưng lão không dám đắc tội với Tưởng Tuyết Tùng, cũng không dám gây chuyện với Tưởng Tuyết Tùng trên chính đất Bắc Kinh. Mặc dù Tưởng Tuyết Tùng sắp nghỉ hưu, nhưng hiện tại vẫn là ủy viên Bộ Chính trị, tầm ảnh hưởng chính trị vẫn là rất lớn. Còn Hạ Tưởng, Ngô Hiểu Dương nhìn Hạ Tưởng và Tưởng Tuyết Tùng sánh vai cười cười nói, cười nhạt trong lòng. Hạ Tưởng là ái tướng của Tổng thống thì đã sao? Trên trường chính trị chỉ có chiến thắng và thất bại, làm gì có thân cận và xa cách. Một khi Hạ Tưởng đã phạm tội ai cũng không bao biện được, thậm chí trong chớp mắt có thể đá hắn đi như một chiếc giày rách. Mà chẳng may, Hạ Tưởng bỏ mạng bên ngoài, thì những thứ như lực lượng hậu bị, lực lượng nòng cốt của thế lực gia tộc cũng chỉ rỗng tuếch mà thôi. Sau một hồi Tưởng Tuyết Tùng ra mặt hòa giải xung đột, bên ngoài có vẻ như mọi chuyện đã được giải thuyết ổn thỏa, kỳ thực hiềm khích càng thêm sâu sắc. Tưởng Tuyết Tùng có rõ điều này hay không không quan trọng là, Hứa Quan Hoa trong lòng biết rõ, Hạ Tưởng. Càng biết rõ, đừng nói là được đi lĩnh Nam, trước khi quyết định có đi lĩnh Nam không, đã có mối duyên kỳ lạ với tư lệnh quân khu Dương Thành như thế này. Không biết có phải là oan gia ngõ hẹp không, nhưng hắn có lý do để tin rằng, nếu hắn đi lĩnh Nam, thì những trận trả thù lôi đình đang chờ đợi hắn phía trước. Tuy rằng đã xảy ra những chuyện không hay ho gì, nhưng sự việc cũng có thể coi đã giải quyết ổn thỏa. Hơn nữa, sự ra tay của Hạ Tưởng khiến không ít quân sĩ hả cơn giận. Giờ đến dự tiệc cưới, rất nhiều người vây quanh Hạ Tưởng, chủ động làm quen với hắn. Mặc dù Hạ Tưởng là phó bí thư tỉnh ủy, về cấp bậc nhiều người còn thua hắn, nhưng hắn vẫn nhiệt tình đón nhận, không chút khó chịu. Có thể nói, chỉ một hành động của Hạ Tưởng đã nhận được sự chú ý của rất nhiều người xung quanh Hứa Quan Hoa, khiến hình ảnh của hắn trước đây đã được Hứa Quan Hoa ca ngợi, giờ thêm chuyện đích thân ra tay giải quyết tranh chấp, khiến hình ảnh ấy thêm lung linh rạng ngời. Hôn lễ của Hứa Quan Hoa được tổ chức tại khách sạn nội bộ trong quân khu. Khách khứa đông nghịt, đến hơn nghìn người, đứng chật kín cả hội trường. Suy cho cùng, Hứa Quan Hoa ở Bắc Kinh đã nhiều năm, mạng lưới quan hệ rộng lớn. Hơn nữa tương lai thăng tiến của y cũng rộng mở. Đương nhiên những người có quan hệ gần xa đều đến tham dự. Ngoài những khách mời thông thường,
còn có những khách không mời mà tới. Không cần phải nói, lão cổ chắc chắn phải có mặt. Số người tham gia hôn lễ rất nhiều, đấy là còn do Tùng Phong Nhi nhiều lần yêu cầu mời ít người, và do Hạ Tưởng tôn trọng ý kiến của Tùng Phong Nhi, không nên kinh động quá nhiều bằng hữu. Nếu không, số khách mời còn đông hơn nữa. Ngay cả như vậy, số người đến dự lễ cưới vẫn đông ngoài sức tưởng tượng. Còn có những người chỉ mang quà mừng đến tặng nhưng không vào dự tiệc, thêm vào cả những người nhiệt tình không mời mà đến, lại có những người bạn của Hạ Tưởng nghe tin cũng đến góp vui. Lúc ấy gia chủ chỉ còn cách bày thêm vài bàn nữa. Hôn lễ tổ chức rất long trọng, lão cổ là người làm chứng cho lễ thành hôn, sau khi đã xong hết các thủ tục, liền tiến hành khâu quan trọng nhất. Về cơ bản mọi chuyện đều ổn thỏa, không có sai sót gì xảy ra. Mọi người quên hết những bực dọc gặp phải trên giường đi đưa dâu mà đắm chìm trong không khí hân hoan của tiệc cưới. Tiếp đó là màn chúc rượu. Hạ Tưởng vốn muốn ngồi dự cùng bàn tiệc với Nga Ni Trần, Dương Uy, nhưng về sau phải nghe theo sắp xếp của chủ trì buổi tiệc mà ngồi lên bàn dành cho khách mời quan trọng. Cũng phải nói rằng, trong số những quan chức lớn gì dự tiệc lần này, hắn là người có chức tước cao nhất. Mặc dù còn có Cổ Thu Thật, Tống Chiêu Độ đến tặng quà, nhưng sau cùng, hai người này vẫn không có mặt. Hạ Tưởng ngồi tại bàn khách VIP, thật khiến mọi người chú ý không thôi. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Hắn không khiến người ta chú ý không được, vì bên cạnh hắn toàn là những vị đồng nghiệp 50, 60 tuổi. Hắn ngồi ở giữa đám ấy, những người đã biết hắn thì khỏi nói, những người không biết, đều nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, tưởng hắn là con trai vị quan chức lớn nào đó. Cũng may danh tiếng của Hạ Tưởng lớn, chỉ cần nhắc đến tên hắn thôi, tất cả những người có mặt ở đó, dù là người trong quân đội hay cán bộ địa phương, đều tỏ vẻ rạng ngời trên khuôn mặt. Lúc Hứa Quan Hoa và Tùng Phong Nhi chúc rượu đến bàn Hạ Tưởng đang ngồi, Hứa Quan Hoa cũng đã hơi ngà ngà. Nhìn qua chắc là Hứa Quan Hoa không đổi rượu với Surprise, mà thật sự uống toàn rượu trắng. Y muốn chúc rượu Hạ Tưởng, bởi vì Hạ Tưởng cấp bậc cao nhất, Hạ Tưởng lại bảo y đi chúc rượu người khác, vì những người này lớn tuổi hơn hắn. Hứa Quan Hoa nghe lời Hạ Tưởng, đi chúc rượu những vị quan chức lớn tuổi trước, rồi mới chúc đến Hạ Tưởng. Tùng Phong Nhi mặc một chiếc sườn xám, trên áo thêu hình đoá mẫu đơn, vừa tôn vẻ đài các, lại làm nổi bật dáng vẻ đầy đặn, yêu kiều của cô. Ngày vui của mình, cô dâu như cô lúc nào cũng phải tươi cười. Quả thật, cô cũng cười rạng rỡ, nụ cười tỏa ra niềm hạnh phúc và mãn nguyện. Nhưng khi cô quay sang chúc rượu Hạ Tưởng, đột nhiên nước mắt tuôn rơi, cô nói trong nghẹn ngào. Cảm ơn sự yêu mến mà Phó Bí Thư Hạ dành cho tôi. Tôi những tưởng trên đời này không còn ai thân thích. Giờ mới biết, vẫn luôn có anh chăm sóc tôi như một người anh trai. Tôi, cả đời tôi cũng không quên được ân tình này. Giữa Tùng Phong Nhi và Hạ Tưởng có chuyện gì, Hứa Quan Hoa không hề hay biết. Nhưng Hứa Quan Hoa tin rằng niềm cảm kích của Tùng Phong Nhi với Hạ Tưởng đơn thuần là cảm động và ân tình, không phải thứ tình cảm gì mờ ám. Y cũng biết rằng, Hạ Tưởng với chị em Tùng Phong Nhi ơn nặng như núi. Thấy Tùng Phong Nhi khóc, Hứa Quan Hoa càng cảm kích. Y rót thêm ly rượu nữa, nhân thể nói. Phó Bí Thư Hạ, Hứa Quan Hoa tôi trước nay rất ít khi nể phục người nào. Không phải vì tôi kiêu ngạo, mà vì tôi đánh giá con người chỉ dựa vào nhân cách, phẩm hạnh. Những quan chức địa phương tôi từng tiếp xúc cũng không ít, nhưng anh là người đầu tiên khiến tôi khâm phục từ tận đáy lòng. Từ nay về sau có việc gì cần tôi giúp đỡ, dù là nước sôi lửa bỏng, tôi cũng không từ nan. Lời Hứa Quan Hoa vừa là cảm kích, vừa thể hiện thái độ. Một vị thiếu tướng đi hứa với một phó bí thư tỉnh ủy như vậy, thật trái với thông lệ trốn quan trường, khiến không ít người có mặt lúc đó phải ngạc nhiên. Nhưng, những chuyện bất ngờ hơn nữa còn chờ phía sau. Đối với việc gặp Ngô Công Tử hôm nay, Hạ Tưởng không phải không đoán trước, cũng ít nhiều nghĩ tới được một điều sợ rằng rất có khả năng đối phương cố ý như vậy, có lẽ đằng sau sự việc, có sự tranh giành địa vị không ai biết được. Bởi vì bước tiếp theo Hứa Quan Hoa có triển vọng được đề bạt. Cho dù không đề cập tới quân hàm, cũng có khả năng sẽ được thăng chức. Đối phương cố ý làm hại Hứa Quan Hoa. Nếu sự việc đã lên tới mức độ đối chọi gay gắt, có thể thấy được ở đêm trước nhiệm kỳ mới, điểm giống với những phong ba bão táp nổi lên ở các địa phương là, trong quân đội đang có mạch nước ngầm gợn sóng. Tuy rằng gần đây không có bất kỳ một động thái rõ ràng gì trong việc điều động quân,
cũng không có các tin tức liên quan đến việc các quan chức cao cấp trong quân đội liên tục thị sát nghiệp vụ và đến thăm các quân đội. Nhưng có lý do để tin tưởng, động tĩnh trong quân đội, tuyệt không nhỏ hơn so với các địa phương. Thậm chí có thể càng thêm căng thẳng. Con trai của một tư lệnh quân khu Dương Thành, mà dám đâm vào đoàn xe hoa của thiếu tướng Hứa Quan Hoa, mặc dù có thể giải thích là đụng nhầm, nhưng sự việc xảy ra lại quá đúng lúc khiến không ít người phải suy nghĩ, liệu đằng sau sự việc này, liệu có mục đích khiêu chiến chính trị hay không? Lại thêm Ngô Công Tử đã không đúng còn không tha người, hơn nữa Ngô Hiểu Dương cũng ra mặt kịp thời, chẳng những không làm dịu đi xung đột, mà còn muốn tiếp tục làm to chuyện, đối phương quả thực là đã có chuẩn bị kỹ lưỡng. Coi như không phải cố ý tính toán với Hứa Quan Hoa, cũng là lúc đó muốn tìm cớ gây xung đột với Hứa Quan Hoa, lại còn không e ngại sự giận dữ của Hứa Quan Hoa. Cũng chứng minh một điều, đối phương vì cậy thế có chỗ dựa sau lưng chắc chắn, cố ý phải khiêu chiến với Hứa Quan Hoa. Hàm ý chính trị được truyền ra bên ngoài là, đấu sức trong quân đội, cũng đã bước vào hồi quyết liệt. Nhưng cuộc thăm dò vừa nãy tuy rằng không thành công lắm, cũng là vì Hạ Tưởng bất ngờ ra tay và Tưởng Tuyết Tùng ra mặt đã khiến cho Ngô Hiểu Dương kinh sợ. Bất luận thành công hay không, thì sự tình hẳn là phải tạm thời lắng xuống một thời gian, đối phương hẳn là sẽ không gây sự nữa, cũng nên dừng lại rồi. Tuy rằng biểu hiện của Hứa Quan Hoa hôm nay không phải quá mạnh mẽ, cũng là vì Hứa Quan Hoa không muốn xảy ra xô xát trong hôn lễ của mình. Nhưng Hạ Tưởng lại thật không ngờ, đấu sức trong quân đội, so với ở địa phương lại trực tiếp và kịch liệt hơn. Sau khi Hứa Quan Hoa trịnh trọng kể lại cho hắn những lời trên, thì những người ngồi cùng bàn lúc đều không tỏ vẻ gì, duy chỉ có một vị thủ trưởng khoảng 50 tuổi, cười ha hả vài tiếng. Cười không hề gì, nhưng lại là cười khẩy, hơn nữa còn có ý châm biếm, Hạ Tưởng cũng không khỏi ngoảnh đầu lại nhìn thêm một cái. Bởi vì đối phương không mặc quân phục, nhìn không ra quân hàm, nhưng có thể ngồi cùng hắn ở vị trí khách quý, chắc chắn phải là quân hàm thiếu tướng trở lên. Tuy nhiên Hạ Tưởng kiềm chế tốt, chỉ liếc mắt nhìn đối phương một cái, cũng không hẳn để ý tới, cười khẩy thì là cười khẩy, ai có quyền không cho người ta cười khẩy. Không ngờ Hạ Tưởng không muốn làm lớn chuyện mất vui, nhưng đối phương lại còn nói thêm. Quan Hoa, anh tuổi cũng không nhỏ, sao lại thể hiện sự thành tâm với một người ít tuổi hơn? Nếu truyền ra ngoài, thì lại thành trò cười mất. Không ít người cùng bàn nghe lời này, cũng tức giận mặt biến sắc. Bởi vì Hứa Quan Hoa nói chỉ là chuyện cảm tình cá nhân mà nói, y lại cố ý nâng lên thành thể hiện lòng trung thành, như thế là cố tình khiêu khích. Hứa Quan Hoa xa sầm mặt. Thi Khải Thuận, khi nói chuyện, xin anh suy nghĩ kỹ rồi hãng nói. Kêu thẳng tên, đến chức vụ cũng không hề nhắc, có thể thấy Hứa Quan Hoa thực sự tức giận. Lẽ ra Hứa Quan Hoa không đến mức chỉ vì một câu nói của đối phương mà thay đổi sắc mặt, nếu vậy quả thật y cũng có vẻ không độ lượng lắm. Hơn nữa lại là ngay trong hôn lễ của y, chỉ nên coi như là một câu vui đùa mà thôi. Nhưng Hứa Quan Hoa không những thay đổi sắc mặt, mà còn trợn mắt nhìn, có thể thấy rất rõ ràng vấn đề rồi. Hạ Tưởng mặc dù không biết Thi Khải Thuận là thần thánh phương nào, nhưng nghĩ tới sự việc bất ngờ phát sinh vừa rồi khi ở trên đường, thì hắn đã mơ hồ đoán được điều gì đó. Thi Khải Thuận là khách, trong hôn lễ của Hứa Quan Hoa, không nói điều tốt lành thì thôi, đằng này còn nói lời châm chọc khiêu khích. Vốn dĩ là không đúng rồi, đã thế còn cười khẩy một tiếng. Quan Hoa, anh không cần phải kích động, đừng có mới uống chút rượu đã không biết mình là ai rồi. Kết hôn là chuyện lớn của đời người, có thể khiến cho một người đàn ông trưởng thành hơn, tuy nhiên tôi thấy anh không trưởng thành được là mấy, ngược lại còn hồ đồ thêm. Hứa Quan Hoa không tức giận không được nữa rồi, khinh miệt cười nói. Tôi có hồ đồ hay không, cũng không cần anh lo. Anh đã đến rồi coi như là khách của tôi. Tôi chỉ lo chiêu đãi ăn ngon uống tốt. Anh nếu cảm thấy tiếp đón còn có chỗ nào không đến nơi đến chốn, bất cứ lúc nào cũng có thể ra về. Nói đến lúc này, đã gần như là không có đường lui nữa rồi, thì Khải Tuân liền ném chiếc đũa, đứng dậy. Tôi khuyên anh một câu, Hứa Quan Hoa, đừng tưởng rằng cái gì tốt cũng cho anh hưởng, cái gì có lợi đều cho anh chiếm. Những toan tính của anh sẽ không bao giờ đạt được. Xin cứ tự nhiên. Hứa Quan Hoa cũng không tranh cãi với y nữa, thẳng thừng ra lệnh tiễn khách. Hắn cũng nhìn không vừa mắt nữa, dù sao trong hôn lễ của người khác mà nói điều khó nghe, bản thân hắn không làm được chuyện như vậy. Hắn cũng không nhiều lời, chỉ kéo nhẹ ghế ra, tư thế mời khách, có ý là, mời đi nhanh cho. Thì Khải Thuận cũng không biết là do tính tình nóng nảy, hay là do uống nhiều rượu,
thấy ai cũng không vừa mắt. Hành động kéo ghế của Hạ Tưởng cũng chọc giận y nhìn Hạ Tưởng một lượt, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Anh Hạ suy cho cùng còn trẻ tuổi, không những biết đấu văn, còn biết cả đấu võ, không những đánh người trẻ tuổi, đến cả người già cũng ra tay. Tốt nhất tôi cũng nên tránh xa anh ra một chút, kẻo bị anh đánh. Hạ Tưởng liền tức giận, hắn vừa không quen biết Thi Khải Thuận, cũng không lừa con gái nhà hắn, y làm sao mà lại xem hắn không vừa mắt. Thật là kỳ quái, liền cười nói. Anh Thi quá khen, con người tôi không có điểm gì tốt, chỉ là tính khí khá dễ chịu. Vừa không biết lái xe đâm vào đoàn xe cưới của người khác, cũng không biết nói những điều không hay trong hôn lễ của người khác. Có một câu nói thế nào nhỉ? Kính trọng người, người kính muôn thửa. Thi Khải Thuận đổi sắc mặt. Anh Hạ nói năng sắc sảo cứng rắn, tôi nói không lại với anh, cũng không muốn tranh luận nhiều, chỉ nói với anh một chuyện, việc của Tư Phương Chính, coi như qua rồi, nhưng chuyện của Ngô Công Tử, thì chưa xong. Hạ Tưởng cuối cùng hiểu được vì sao Thi Khải Thuận thấy hắn không vừa mắt, bởi vì đối phương đồng thời có liên quan đến Tư Phương Chính, Ngô Công Tử, chẳng trách, thật là oan gia ngõ hẹp. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dường như hai lần xung đột, đều là đối với phương tìm cớ sinh sự trước. Hắn đều là bị động ứng chiến. Hôm nay bị Thi Khải Thuận đối mặt nói lời cay độc, Hạ Tưởng cũng không phải quả hồng nhún, lúc đó liền cung kính nói. Lần sau nếu còn gặp chuyện như thế, có lẽ kết cục của một số kẻ còn thảm hại hơn. Còn có mấy ông già, tôi muốn nói một câu không quá xuôi tai, một người có thể khi 20 tuổi thì không xuất chúng, khi 30 tuổi cũng không phóng khoáng, đến khi 40 tuổi cũng không giàu có, nhưng khi tới 50 tuổi còn không biết nhìn xa trông rộng. Còn không có tôn nghiêm và nhân cách, thì cả đời này thực sống uổng phí rồi. Lời nói của hắn đủ sắc bén, đủ trực tiếp, đến mức lập tức khiến cho Thi Khải Thuận cứng họng, sắc mặt trông như là cửa hàng vải đủ màu sắc. Hắn quả thực nói rất đúng, Thi Khải Thuận quả thật không có tầm nhìn xa trông rộng, cũng không biết kiềm chế, ở lâu trong quân đội rồi, thuộc loại tính cách nóng nảy có gì nói nấy, ngay tức khắc đập bàn nói. Hạ Tưởng, cậu đừng quá kiêu ngạo. Có bản lĩnh đụng cứ đụng đến một ngón tay tôi thử xem, tôi cho cậu không ra nổi cửa này. Hạ Tưởng thấy đối phương quá nông cạn, thẹn quá thành giận rồi, liền phẩy tay. Tôi động đến anh làm cái gì? Tôi và anh vừa không quen biết, cũng không phải cấp trên cấp dưới, nếu không vì ngồi cùng một bàn, tôi ngay cả anh là ai cũng chưa từng nghe qua, sao phải động đến anh? Tôi còn chưa đến 40, mặc dù cũng không giàu có, nhưng ít ra cũng biết tự kiềm chế và hiểu lễ nghĩa, phải trái. Thi Khải Thuận tức giận tột độ, giơ tay túm lấy Hạ Tưởng, y cũng là ỷ vào mình lớn tuổi hơn, cũng không sợ Hạ Tưởng dám trả đòn, dù sao trước hết cứ cho Hạ Tưởng một cái bạt tai, khiến hắn mất mặt rồi nói sau. Hạ Tưởng quả thật không thể trước mặt mọi người mà trả đòn lại với một lão già, hắn nhảy vọt qua một bên. Không ngờ, Thi Khải Thuận tức lên rồi, lại không buông tha, còn muốn đánh tới cùng, lại duỗi tay muốn túm lấy Hạ Tưởng, tay giơ đến nửa. Bỗng nhiên từ đâu ra có đầu gậy đập trúng tay y. Á! Y kêu lớn, chắn hẳn là đau lắm. Thi Khải Thuận giận dữ chửi. Con mẹ đứa nào đánh tôi? Nhiều năm qua Thi Khải Thuận vẫn giữ thói quen chửi má nó, y cho rằng như thế thể hiện là kẻ có cá tính, nhưng hôm nay thật là mắng nhầm người rồi. Con mẹ ngươi đánh ông? Một giọng nói tuy già nua mà cứng rắn vang lên, còn chưa dứt lời, lại đổi chiều gậy đánh vào đầu của y. Y như nổi điên, vừa quay đầu lại, tay giơ nắm đấm nhưng rồi lại buông xuống, bởi vì người đánh y không phải ai khác, lại chính là lão cổ. Lão cổ cũng thực sự nổi giận rồi. Bao nhiêu năm nay, lão cổ đều không dễ gì mà nổi giận, bây giờ giận đến nỗi râu tóc dựng đứng, cầm gậy trong tay, không nói hai lời lại đánh vào đầu y. Thi Khải Thuận, tên khốn kiếp nhà ông, dám gây sự trong hôn lễ của quan hoa. Nghĩ rằng thiên hạ không ai trị được ông hay sao? Tôi nói với ông một câu, dám động đến Hạ Tưởng một ngón tay, bộ xương già này tôi cũng không cần nữa, nhất quyết phải tố cáo tội trạng của ông đến Trung ương và quân ủy. Trước mặt lão cổ, Thi Khải Thuận rõ ràng chỉ là bậc tiểu bối, chỉ đành chấp nhận phận bị đánh bị mắng, đừng nói trả đòn, ngay cả cãi lại cũng không dám. Bởi vì trong ấn tượng của y, từ trước tới nay, uy vọng của lão cổ trong quân uy rất cao, rất ít khi nổi nóng, bình thường chỉ cần xa sầm mặt. Cũng đủ sợ tới mức không ít kẻ không dám mở miệng nói tiếp rồi. Hôm nay lão tức tới nỗi sùi bọt mép, rõ ràng là thật sự nổi cáu rồi. Ai chọc cổ lão tức giận vậy? Không cần cổ lão đi tố cáo, tôi trực tiếp chuyển lời đến nơi được rồi.
Một người từ đằng sau lão cổ ló ra, giơ tay đỡ lão. Với những người bình thường, lão cổ chắc chắn không nể mặt. Với trạng thái hiện tại của lão cổ, có lẽ ngoài Hạ Tưởng ra, không ai có thể khuyên được. Thậm chí ông cụ Ngô có ra mặt khuyên, lão cổ cũng chưa chắc chịu buông gậy, huống chi người đỡ lão lại là một người trung niên chưa đến 50 tuổi. So với tuổi của lão cổ, 50 tuổi cũng đừng cậy già mà lên mặt trước mặt lão. Tuy nhiên lão cổ nhìn lại, vừa thấy người mới đến, liền từ từ đặt gậy xuống, nặng nề mà, hừ, một tiếng, nói. Được rồi, tôi không chấp nhặt với y nữa. Cái thứ gì, già rồi già rồi, già mà không đáng để tôn kính. Lại dùng chỉ tay vào Thi Khải Thuận nói. Giờ lập tức ra khỏi đây, chậm một bước, tôi còn phải đánh. Ánh mắt Thi Khải Thuận đầy căm hận nhìn liếc lão cổ một cái, tức nhưng không dám nói gì, lại liếc mắt nhìn người bên cạnh lão cổ một cái, ánh mắt lại có ý sợ hãi, cuối cùng không nói được một lời tiêu nghỉu mà đi. Ánh mắt Hạ Tưởng nhìn về phía người trung niên, trong đầu chợt lóe lên tia sáng, thầm nghĩ trước khi đến nhiệm kỳ mới, sao lại quên mất sự tồn tại của y, thực không nên. Dám ở trong hôn lễ của Hứa Quan Hoa, trước mặt mọi người mà gây sự, không phải Thi Khải Thuận có bao nhiêu mạnh mẽ, cũng chẳng phải tính tình y có bao nhiêu nóng nảy, lại càng không phải y không hiểu chuyện, có lẽ là do lâu lửa giận trong người tích tụ đã lâu, đúng hôm nay dưới hai tầng bức bách, y như được bùng phát. Cũng tức là, sau lưng khẳng định có việc đấu đá tranh giành lợi ích mà người khác không biết. Hứa Quan Hoa tân hôn vui mừng, đường quan rộng mở, lại chiếm được thế thượng phong trong xung đột với Ngô công tử, thì Khải Thuận không vui thì cũng là điều đương nhiên. Hứa Quan Hoa tuổi còn trẻ, Hạ Tưởng lại càng trẻ hơn, cũng là một trong những nguyên nhân khiến Thi Khải Thuận có thể mượn cớ sinh sự. Cũng gián tiếp nói rõ một việc, trong quân đội đã có kẻ dám đứng ra khiêu chiến với quyền uy của lão cổ. Cho nên, lão cổ tức giận cũng có thể hiểu được. Hạ Tưởng suy nghĩ lại hết một lượt, càng có nhiều thêm vài phỏng đoán và liên tưởng về người trung niên đỡ lão cổ xuất hiện trong hôn lễ của Hứa Quan Hoa. Nên nói, bên cạnh Tổng Bí Thư, quan hệ thân cận nhất, không phải Trịnh Thịnh, cũng không phải Trần Hạo Thiên, thậm chí không phải Cổ Thu Thật, mà là Mễ Kỷ Hỏa. Mễ Kỷ Hỏa làm thư ký riêng cho Tổng Bí Thư, đương nhiệm chức chủ nhiệm tránh văn phòng Tổng Bí Thư, đi theo Tổng Bí Thư trong những ngày tháng gian nan nhất đã 20 năm, chưa bao giờ rời xa Tổng Bí Thư một bước. Nếu nói trong nước ai là người có quan hệ tốt nhất với Tổng Bí Thư, nhắc tới đầu tiên phải là Mễ Kỷ Hỏa. Y và chủ nhiệm tránh văn phòng Trung ương đương nhiệm Minh Đắc Mưu, cùng là hai cánh tay đắc lực của Tổng Bí Thư. Mễ Kỷ Hỏa hiện tại đã là cấp bậc bộ trưởng, từng có lời đồn nói y khả năng sẽ bị rớt chức xuống tỉnh cống đảm nhiệm chức phụ phó tỉnh ủy, chức cao mà quyền ít, có ý muốn tiếp nhận chức chủ tịch tỉnh cống thay cho chủ tịch tỉnh đương nhiệm tuổi đã cao. Nhưng Hạ Tưởng lại cho rằng khả năng đó không lớn, cho dù muốn tìm trước một chỗ hạ cánh, cũng không chắc sẽ lựa chọn tỉnh cống. Hơn nữa, chức phụ phó tỉnh ủy đối với cương vị bộ trưởng Mễ Kỷ Hỏa mà nói, tuy là chức cao quyền ít, nhưng để cho bên ngoài không gian suy đoán quá lớn, ngược lại cũng không có lợi đối với việc phát triển công tác tại địa phương sau này của y. Trước đó tin đồn rất xôn xao, truyền có bài bản hẳn hoi, nhưng bây giờ việc thay đổi tỉnh ủy nhiệm kỳ mới ở tỉnh cống đã hoàn thành, Mễ Kỷ Hỏa vẫn đang yên vị ở Bắc Kinh, tin đồn vì thế mà cũng tự tiêu tan. Còn có một điểm, Hạ Tưởng cho rằng Mễ Kỷ Hỏa sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi Bắc Kinh trước nhiệm kỳ mới. Nhưng chắc hẳn là sẽ một bước đúng chỗ, chí ít cũng là vị trí chủ tịch tỉnh. Mễ Kỷ Hỏa là người được tín nhiệm, tâm phúc nhất của Tổng Bí Thư. Cũng chính là quan to trọng yếu của Trung Nam Hải. Mỗi một mét vuông đất trong nước, chỉ cần phát sinh bất kỳ biến động lớn nhỏ gì, đều phải trong vòng 2 tiếng đồng hồ, nhất định phải qua tay y, mới có thể chuyển giao lên trung tâm quyền lực cao nhất. Vì vậy, sự quan trọng của y không cần nói cũng biết, tuyệt đối là nhân vật quan trọng số 1. Một Mễ Kỷ Hỏa không dễ mà rời khỏi Tổng Bí Thư nửa bước, tuy rằng không mấy tiếng tăm, mấy năm qua vẫn hết mực khiêm tốn, cũng không lộ rõ uy quyền. Nhưng do tính đặc thù về thân phận của y, cùng với quan hệ thân mật không gì sánh được giữa y với Tổng Bí Thư, cho nên, bình thường y được coi là người đại diện phát ngôn của Tổng Bí Thư, sự xuất hiện của y có nghĩa là Tổng Bí Thư cũng đích thân tới. Người quen biết Mễ Kỷ Hỏa sau khi thấy y xuất hiện, đều tỏ vẻ kinh ngạc. Quả nhiên sự xuất hiện của Mễ Kỷ Hỏa, hoàn toàn ngoài người dự kiến của mọi người. Ngay tới lão cổ cũng hơi kinh ngạc, khẽ gật đầu với y. Kỷ Hỏa cũng đến đây à? Sao tới không nói trước một tiếng, để Quan Hoa ra nghênh đón?
Lão Cổ bình thường đối với người khác rất ít khi khách sáo, nhưng đối với Mễ Kỷ Hỏa, thái độ lại vô cùng khách khí, cũng cho thấy không ít vấn đề. Thái độ của Mễ Kỷ Hỏa đối với Lão Cổ thái độ khá kính cẩn, nói. Cổ lão nói gì vậy, tôi tới thì đã tới rồi, nào dám quấy rầy đến quan hoa. Cậu ta hôm nay là quan lớn nhất ở đây, quan chú rể. Sau đó, ánh mắt lại nhìn về phía Hạ Tưởng, liền cười nói. Đến Hạ Tưởng cũng bận rộn chạy đi chạy lại, tôi lại càng không dám đề cao mình rồi. Hạ Tưởng, hiếm gặp, thật hiếm gặp. Mễ Kỷ Hỏa nhiệt tình như lửa, chủ động tới trước mặt Hạ Tưởng, thân thiết bắt tay hắn, so với sự lạnh lùng lần trước khi gặp mặt ở trường đảng Trung ương giống như hai người hoàn toàn khác. Mễ Kỷ Hỏa rất ít khi xuất hiện trước giới truyền thông, trong vài lần hiếm hoi lộ diện, đều tỏ vẻ nói năng thận trọng, có vẻ y quá mức nghiêm túc đến mức cứng nhắc. Trên thực tế, Mễ Kỷ Hỏa cũng là người thấu tình đạt lý, cũng có mặt nhiệt tình và chân thành. Đương nhiên, nhân vật chính trị đều có nhiều mặt, vẻ lạnh lùng khi ở trường đảng không có nghĩa là Mễ Kỷ Hỏa đối với Hạ Tưởng không có thiện cảm, mà sự nhiệt tình hiện tại cũng không chứng minh Mễ Kỷ Hỏa đối với hắn cảm thấy hứng thú. Có thiện cảm hay không không quan trọng là, lập trường hoặc triển vọng sẽ quyết định hết thảy. Hạ Tưởng đối với Mễ Kỷ Hỏa không có thiện cảm, cũng không có ác cảm, không có thiện cảm, là bởi vì không giao thiệp sâu. Không có ác cảm, cũng là lẽ tự nhiên, vì y hơn 20 năm qua đều theo sát bên Tổng Bí Thư không rời, có thể khiến Tổng Bí Thư tín nhiệm đến ngày hôm nay, cũng minh chứng một điều, y là người đáng tin cậy, nhân phẩm đã được thử thách đánh giá. Hạ Tưởng đón lấy cái bắt tay đầy nhiệt tình của Mễ Kỷ Hỏa, cung kính mà không mất phần nhiệt thành nói. Chủ nhiệm Mễ Hạ cố đến chơi, tôi nên ra nghênh đón mới đúng. Thất lễ, thất lễ. Hạ Tưởng không phải khách khí đơn thuần, là đang đứng trên lập trường của Hứa Quan Hoa, cho thấy quan hệ giữa hắn và Quan Hoa không phải bình thường, cũng là ám chỉ hắn là chủ nhân. Ý ở ngoài lời, tin rằng Mễ Kỷ Hỏa nghe hiểu. Mễ Kỷ Hỏa đương nhiên hiểu, nhưng không tiếp lời, cười ha hả. Tôi cũng nghe nói anh Hạ đích thân hộ tống cô dâu, mới nhất thời quyết định qua đây một chuyến, cũng là có chuyện muốn gặp anh Hạ. Trong ấn tượng của Hạ Tưởng, Mễ Kỷ Hỏa tính tình khiêm tốn mà chín chắn, lãnh đạm mà xa vời, tuy rằng lần trước vô tình gặp y ở trường đảng một lần, nhưng đối với hắn mà nói, Mễ Kỷ Hỏa cũng chỉ là một tên gọi và biệt hiệu mà thôi, cũng không có hình tượng rõ ràng trong mắt hắn. Hơn nữa hắn cũng cho rằng, Mễ Kỷ Hỏa chưa chắc có ấn tượng sâu sắc đối với hắn, cho dù quen biết, cũng chỉ là ấn tượng rất nhạt nhòa mà thôi. Nhưng câu nói vừa rồi, lại khiến cho Hạ Tưởng giật mình, bởi vì hắn cho rằng, giữa hắn và Mễ Kỷ Hỏa không có nhiều chuyện để nói, dường như cũng không điểm chung. Cho dù hắn với Tổng Bí Thư cũng có quan hệ thân thiết, nhưng cũng không thấy có gì liên hệ quan gì tới y. Chủ nhiệm Mễ có gì chỉ thị? Hạ Tưởng khách khí hỏi. Mễ Kỷ Hỏa khoát tay, cười nói. Sao dám có ý chỉ thị gì, chỉ là muốn nói chuyện với cậu. Được rồi, bây giờ chúc phúc cho cô dâu chú rể trước, lát nữa hãng nói. Bởi vì việc thi khải thuần bất ngờ xảy ra, lại vì sự xuất hiện bất ngờ của Mễ Kỷ Hỏa, làm xáo trộn trình tự chúc rượu của Quan Hoa, cũng làm tâm trạng của Tùng Phong Nhi rối thêm. Tùng Phong Nhi vốn rất xúc động, đối với việc Hạ Tưởng suốt chặng đường đã giúp đỡ và che chở cho cô, trong lòng cô cảm kích vô cùng, vốn định mượn hôm nay mà kính Hạ Tưởng mấy chén, biểu đạt lòng biết ơn từ đáy lòng, đồng thời cũng là kỷ niệm cô từ nay về sau không còn độc thân. Đã gả cho người ta, cũng là phai mở đi những ước mơ từ thuở con gái. Từ nay trở đi, cô sẽ hoàn toàn cáo biệt với ngày hôm qua. Cũng là chào đón một cuộc sống mới. Ai ngờ được lại có gã thi khải thuận già mà không biết tự tôn, nhảy ra gây chuyện, khiến tâm trạng vui vẻ lúc này của Tùng Phong Nhi bỗng chốc trở nên hỗn loạn, thật muốn hận chết gã thi khải thuận. Thà đắc tội với kẻ tiểu nhân, cũng không được đắc tội với phụ nữ. Dù sao Tùng Phong Nhi cũng không phải phụ nữ xấu tính, nhưng Thi Khải Thuận để lại trong cô ấn tượng quá tồi tệ, đến nỗi nhiều năm sau cô vẫn ghi nhớ trong lòng. Chỉ cần trước mặt Hứa Quan Hoa nhắc tới Thi Khải Thuận, Tùng Phong Nhi chẳng thể vui nổi, lại càng không có lời hay ho gì để nói. Cũng khiến Thi Khải Thuận phải nếm nhiều quả đắng. Sau đó hôn lễ được cử hành vô cùng thuận lợi, viên mãn, các vị khách quý đều nói lời chúc phúc, chắc chắn không ai còn dám làm loạn. Cũng là vì trận nổi giận lôi đình của Lão Cổ cộng với sự có mặt của Mễ Kỷ Hỏa, khiến ai ai cũng kinh ngạc tột độ. Uy danh của Lão Cổ không cần phải nói, Mễ Kỷ Hỏa lại là tâm phúc thân cận bên cạnh Tổng Bí Thư, y ở đây, giống như Tổng đích thân tới, bất luận là thế lực nào trong quân đội,
ai muốn noi theo Thi Khải Thuận mà gây phiền phức cho Hứa Quan Hoa, đều nên tự cân nhắc trước. Sau khi hôn lễ kết thúc, buổi chiều Hạ Tưởng vốn không có sắp xếp gì, muốn tiếp tục lưu lại cùng tụ họp, dù sao Hứa Quan Hoa và Tùng Phong Nhi cũng không phải người ngoài, hắn có lý do để tiếp tục ở lại làm một người bạn tốt. Bởi vì hắn ở lại, Mễ Kỳ Hỏa cũng ở lại. Mễ Kỳ Hỏa quả là người rất bận rộn, công việc của y trên thì đối ứng với Tổng Bí Thư, dưới thì xử lý tất cả những tin tức tập hợp từ các nơi trong toàn quốc, gần như không có một phút rỗi rãi. Có thể bớt chút thời gian đến hôn lễ của Hứa Quan Hoa, cũng là không tồi rồi, không ngờ đã ở lại nửa ngày rồi, buổi chiều lại còn nán lại, quả thật là khiến mọi người quá bất ngờ.